chết đi, cao thủ siêu phàm tam cảnh gào lên, tung trưởng đánh xuống muốn tiêu diệt vô danh. Không biết tự lượng sức mình, vô danh khinh thường nói, hơi hợt phung tay lên, giết. Bịch, lão đứng im tại chỗ tung trưởng vỗ tới. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, lồng ngực của cao thủ siêu phàm tam cảnh kia lún vào, cơ thể bay thẳng ra ngoài như đạn pháo. Người còn chưa rơi xuống đất đã tắt thở. Vô danh rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức vừa ra đòn đã giết chết cao thủ siêu phàm tam cảnh trong chớp mắt. Dương Thanh nhìn bóng người đang che trước mặt mình, trong lòng hơi kinh ngạc. Rốt cuộc cảnh giới võ thuật của sư phụ mạnh tới cỡ nào chứ? Ngay cả lòng phúc cao thủ siêu phàm ngũ cảnh cũng rẻ chừng vô danh, rõ ràng cảnh giới võ thuật của ông cụ ít nhất là siêu phàm lục cảnh. Đây cũng chỉ là suy đoán của Dương Thanh, bởi vì bây giờ cảnh giới võ thuật của anh quá thấp, chỉ vừa bước vào siêu phàm nhất cảnh mà thôi. Rốt cuộc ông là ai? Lúc này sắc mặt của cao thủ siêu phàm ngũ cảnh Hoài Thành kia cực kỳ nghiêm nghị đương nhiên ông ta có thể cảm nhận được khí thức võ thuật mà vô danh bộc phát vừa rồi vượt xa siêu phàm ngũ cảnh. Vô danh có thể giết chết cao thủ siêu phàm tam cảnh trong chốc lát, có lẽ cũng có thể giết chết cao thủ siêu phàm ngũ cảnh trong vài giây. Vô danh lạnh lùng nhìn tên cao thủ siêu phàm ngũ cảnh kia, đến từ đâu, cút về chỗ đó. Vô danh vừa nói xong, cơ thể của cao thủ siêu phàm ngũ cảnh kia run lên bần bật, khóe miệng chảy máu trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Trong mắt ông ta không có gì ngoài sự khiếp sợ đến tột độ. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ, ngay cả Dương Thanh cũng trợn mắt khó tin. Vô Danh không hề ra tay, chỉ một câu nói lại có thể khiến một cao thủ siêu phàm ngũ cảnh bị nội thương. Đây là thực lực khủng bố cỡ nào chứ? Chúng tôi là người của phủ thành chủ Hoài Thành. Dương Thanh đã giết rể của phủ chúng tôi, ông bao che cho Dương Thanh như vậy, thậm chí còn giết luôn cao thủ của Hoài Thành, ông làm như vậy hình như quá xem thường Hoài Thành rồi. Cao thủ hoài thành cắn răng nói, ý đồ muốn dùng thân phận của mình để đe dọa vô danh. Cút, vô danh quát lần nữa. Một chữ cút vừa hét ra cơ thể của cao thủ siêu phàm ngũ cảnh như bị trúng một đòn nặng nề lùi thẳng về sau 7-8 bước. Cút về nói cho thành chủ của các người biết, cứ nói tôi là vô danh. Vô danh lạnh giọng nói. Nghe được vô danh nói tên mình ra, con người của cao thủ siêu phàm ngũ cảnh kia có rút lại, phảng phất như thấy được một nhân vật đáng sợ cỡ nào tôi sẽ có sao nói vậy với thành chủ đối phương nói xong liền dẫn theo hai đồng bọn một người chết một người bị thương rời đi con đúng là không an phận đi tới đâu là kết thù tới đó vô danh nhìn dương thanh cười chế nhạo nói dương thanh cười khan chẳng lẽ sư phụ không biết con là một người vô cùng an phận sao ta cũng phải đi rồi nụ cười trên mặt vô danh biến mất lão ta nhìn dương thanh thật sâu sau khi thành chủ hoài thành biết con là đệ tử của ta tạm thời sẽ không dám manh động nhưng cũng không thể bảo đảm Hoài Thành có đối phó con bằng những cách khác hay không. Bây giờ con còn quá yếu, mau nghĩ mọi cách để tăng thực lực đi, ít nhất là phải tăng lên siêu phàm ngũ cảnh trước, bằng không con cũng khó bảo vệ được mạng sống của mình. Không phải vô danh đe dọa, bởi vì chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà trước tiên là Long Phúc cao thủ siêu phàm ngũ cảnh, tiếp theo là Black Doctor sau đó lại tới cao thủ của phủ thành chủ Hoài Thành. Bất kể là cao thủ bên nào cũng đều có thể dễ dàng giết chết Dương Thanh, cũng đến hôm nay dương thanh mới nhận ra bây giờ anh đang ở trong tình cảnh nguy hiểm cỡ nào sư phụ người cứ yên tâm con sẽ cố gắng khiến bản thân mạnh hơn nữa vẻ mặt dương thanh kiên định nói đi đây vô danh gật đầu xoay người rời đi vừa mới thấy lão bước chân ra chớp mắt đã ở xa hơn trăm mét chớp mắt thêm lần nữa vô danh đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mọi người đến đây chuyến hành trình đến hoàng thành long xem như kết thúc nhưng trải nghiệm của chuyến đi này khiến dương thanh càng nhận ra anh thật nhỏ bé cậu thanh lúc này long tấn bước tới vẻ mặt nghiêm nghị nói cậu thanh hoàng tộc họ long sẽ mãi ghi nhớ ân tình ngày hôm nay nếu ngày nào đó cậu thanh cần dùng đến thế lực của hoàng tộc họ long xin cứ lên tiếng đương nhiên dương thanh biết ân tình mà long tấn nói là đang ám chỉ điều gì dương thanh vốn muốn tiêu diệt hoàng tộc họ long nhưng hết thảy mọi việc xảy ra sau đó đã khiến anh thay đổi ý định không tiêu diệt hoàng tộc họ long có điều cũng may, tình trạng hiện nay của hoàng tộc họ Long khiến anh cực kỳ hài lòng. Kẻ đầu sỏ Long Hoàng đã bị Long Phúc tự tay giết chết, Long Thiên Vũ cũng được Long Phúc dẫn đi chiến vực, sau khi Long Tấn trở thành Long Hoàng, cũng sẽ không dám đối nghịch với Dương Thanh. Trong bốn hoàng tộc lớn, giữa Dương Thanh và hoàng tộc họ Thượng Quan vốn cũng chẳng có xung đột gì. Hoàng tộc họ Đoàn cũng đã biết thực lực mạnh mẽ của Dương Thanh, sẽ không ra tay với Dương Thanh nữa. Bây giờ, Hoàng tộc họ Long cũng bị Long Tấn khống chế, đương nhiên cũng sẽ không nhắm vào Dương Thanh rồi. Cứ như vậy trong bốn hoàng tộc lớn chỉ còn lại hoàng tộc họ Diệp vẫn chưa có giải thích. Dương Thanh hỏi Long Tấn, ông có biết tình hình của hoàng tộc họ Diệp không? Nghe được lời Dương Thanh hỏi, Long Tấn khẽ thay đổi sắc mặt, vội nói, "Cậu Thanh, mời đi theo tôi." Chẳng mấy chốc hai người đã đi tới chỗ ở riêng của Long Tấn, ngoài hai người ra không còn bất kỳ ai nữa. Lúc này Long Tấn mới nghiêm giọng nói, Cậu Thanh, cậu muốn đi đến hoàng tộc họ Diệp sao? Dương Thanh cũng không giấu giếm, gật đầu nói, sao tôi có thể dễ dàng bỏ qua món nợ mà hoàng tộc họ Diệp đã sai 6 cao thủ thần cảnh đến giết tôi chứ? Long Tấn vội nói, cậu Thanh, không giấu gì cậu, hoàng tộc họ Diệp cũng giống hoàng tộc họ Long, sau lưng bọn họ cũng có cường giả siêu phàm cảnh, không chỉ có hoàng tộc họ Diệp hay hoàng tộc họ Long mà bên trong hoàng tộc họ Đoàn, hoàng tộc họ Thượng Quan cũng có cao thủ siêu phàm cảnh những cao thủ kia thoạt nhìn có vẻ như đã cắt đứt quan hệ với gia tộc, nhưng một khi hoàng tộc gặp tai ương ngập đầu, bọn họ đều sẽ trở về. Liên quan đến hoàng tộc họ Diệp, tôi còn nghe được một lời đồn nói rằng hoàng chủ đời trước của hoàng tộc họ Diệp bây giờ đang ẩn cư ở Hoàng Thành Diệp, nghe đồn hơn 50 năm trước lão ta đã bước vào siêu phàm cảnh. Từ sau khi lão ta bước vào siêu phàm cảnh liền lánh đời tu hành, bây giờ đã qua 50 năm, rốt cuộc không ai biết lúc này lão ta đã mạnh đến mức nào rồi nếu cậu đi tới Hoàng Thành Diệp, sợ là sẽ bị Hoàng chủ đời trước của Hoàng tộc họ Diệp phát hiện ra ngay lập tức. Nghe xong lời của Long Tấn, Dương Thanh trao mày. Suýt chút nữa anh đã chết ở Hoàng tộc họ Long, bây giờ ngay cả Hoàng tộc họ Diệp cũng che giấu sâu như vậy sao? 50 năm trước, Hoàng chủ đời trước của Hoàng tộc họ Diệp đã là cao thủ siêu phàm cảnh, vậy bây giờ lão ta mạnh đến cỡ nào? Ông chắc chứ, Dương Thanh không cam lòng hỏi. Long Tấn gật đầu, tuy đều là nghe đồn, nhưng những chuyện này không phải tự dưng mà có, hoàng chủ đời trước của hoàng tộc họ Diệp 50 năm trước đúng là đứa con cưng của trời. Dương cảm nhận được sát khí từ đám cao thủ của hoàng tộc họ Long, sắc mặt của Diệp Kiến An khó coi tới cực điểm, hôm nay ông ta đến hoàng tộc họ Long là để liên minh, nào ngờ bây giờ lại bị hoàng tộc họ Long coi là kẻ địch. Nếu Long Tấn muốn họ chết, chỉ với ba người họ, cho dù liều mạng đánh một trận thì cũng không có hy vọng trốn đâu. Chúng ta đi diệp kiến an im lặng một lát rồi cắn răng nói hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong bảo vệ diệp kiến an rời khỏi nơi này long tấn cũng không ngăn cản để mặc họ rời đi nhưng ba người vừa ra khỏi điện long hoàng một luồng khí thế đáng sợ đã bao phủ lấy họ long hoàng ông có ý gì rốt cuộc diệp kiến an cũng không nhịn được nữa ông ta cắn răng ông bảo sẽ cho chúng tôi rời đi bây giờ tôi chuẩn bị đi cao thủ của hoàng tộc họ long lại gây áp lực cho chúng tôi tiếp ông định khơi mào cuộc chiến giữa hai hoàng tộc lớn à. Hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong đứng cạnh Diệp Kiến An, nét mặt cũng vô cùng nghiêm nghị. Long Tấn đã cảm nhận được luồng khí thế kia đến từ ai? Lão ta cười lạnh, cậu cũng có tư cách tuyên chiến với hoàng tộc họ Long chắc. Lão ta nói rồi lập tức phóng khí thế của bán bộ siêu phàm cảnh ra. Điện hạ coi chừng, hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc họ Diệp lập tức biến sắc, cùng bước lên chắn trước Diệp Kiến An. Đúng lúc này, một thanh niên bỗng xuất hiện bước từng bước đến chỗ diệp kiến an diệp kiến an đang chú ý đến long tấn bất chợt nhìn thấy dương thanh lập tức hết hồn sao sao cậu lại ở hoàng tộc họ long chứ ông ta là người thừa kế của hoàng tộc họ diệp sao có thể không nhận ra dương thanh được chứ hôm nay ông ta đến đề nghị liên minh với hoàng tộc họ long cũng là để đối phó dương thanh nhưng bây giờ còn chưa liên minh dương thanh đã xuất hiện rồi cậu thanh đúng lúc này long tấn bước đến trước mặt dương thanh hơi khom người cung kính nói cậu thanh những người khác của hoàng tộc họ long cũng cung kính chào cảnh tượng này khiến ba người diệp kiến an kinh hãi lúc này nếu ông ta vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì thì đúng là đồ ngu rõ ràng bây giờ hoàng tộc họ long đã phục tùng dương thanh ông ta bỗng hiểu tại sao hoàng tộc họ long không muốn liên minh thậm chí long hoàng còn bảo ông ta cút thì ra họ đã được dương thanh che chở rồi theo điều tra của hoàng tộc họ diệp Dương Thanh đã đột phá đến siêu phàm cảnh. Diệp Sung là gì của ông? Dương Thanh bỗng nhìn về phía Diệp Kiến An. Anh nhìn thấy bóng dáng Diệp Sung từ đường nét khuôn mặt Diệp Kiến An. Anh cũng biết trước đó, chính Diệp Sung đã khơi mào cho hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp cử sáu cao thủ thần cảnh đi giết anh. Anh vốn định tha cho hoàng tộc họ Diệp một thời gian, dù sao có lẽ ở hoàng tộc họ Diệp đang có một cao thủ đã đột phá đến siêu phàm cảnh từ 50 năm trước. Với thực lực của anh bây giờ, nếu đến hoàng tộc họ Diệp, một khi lão ta xuất hiện thì có lẽ chỉ còn con đường chết mà thôi nhưng không ngờ ba cao thủ của hoàng tộc họ diệp lại chủ động đến hoàng tộc họ long để đề nghị liên minh dương thanh hiểu rõ cho dù anh không động đến người của hoàng tộc họ diệp họ vẫn sẽ coi anh là kẻ thù sống còn vẫn sẽ tìm cơ hội để giết anh nếu vậy thì không nhất thiết phải tha cho ba người diệp kiến an nữa tôi là bố diệp sung diệp kiến an lạnh lùng nói tuy trông ông ta rất lạnh lùng nhưng thật ra ông ta đang bối rối tới cực điểm ông ta bỗng thấy hơi hối hận vì đã đến hoàng tộc họ long có lẽ bây giờ ngay cả cơ hội quay về cũng không có thì ra ông chính là bố diệp sung dương thanh bình tĩnh gật nhẹ đầu chợt hỏi nếu vậy chuyện diệp sung đề nghị bắt tay với hoàng tộc họ long để giết tôi cũng liên quan tới ông đúng không nếu diệp kiến an là bố diệp sung chắc chắn anh ta sẽ bàn bạc với diệp kiến an khi có chuyện nhìn dáng vẻ bình tĩnh của dương thanh diệp kiến an ngày càng sợ hãi Tôi không biết, Diệp Kiến An đáp một cách dứt khoát, tuy nó là con trai tôi, nhưng không phải chuyện gì nó cũng thương lượng với tôi. Thế à?" Dương Thanh hỏi lại. "Đúng, đúng lúc Diệp Kiến An gật đầu, Dương Thanh bỗng hơi nhích chân, lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Kiến An rồi vung tay lên. Bốp, tiếng bà tai thanh thúy vang lên, Diệp Kiến An đã đạt đến thần cảnh hậu kỳ lập tức bay thẳng ra xa như một quả bóng. Đến khi mọi người hoàn hồn, Dương Thanh đã xuất hiện trước mặt Diệp Kiến An lần nữa anh dẫm lên đầu ông ta bình tĩnh hỏi nói cho tôi biết chuyện hoàng tộc họ diệp bắt tay với hoàng tộc họ long để giết tôi có liên quan gì đến ông không dương thanh lúc này hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc họ diệp đã hoàn hồn thi nhau quát dương thanh cậu đừng quá đáng giết dương thanh không buồn quay đầu lại chỉ ra lệnh dầm dương thanh vừa dứt lời long tấn đang chờ mệnh lệnh từ anh lập tức di chuyển lão ta xuất hiện trước mặt cao thủ thần cảnh đỉnh phong vừa lên tiếng của hoàng tộc họ diệp vỗ vào đầu đối phương cao thủ thần cảnh đó chết ngay tại chỗ. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, đến mức sau khi Long Tấn giết một cao thủ của hoàng tộc họ Diệp, cao thủ kia mới hoàn hồn rồi nhanh chóng lùi ra sau, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Long Tấn cũng chỉ giết cao thủ vừa chất vấn Dương Thanh mà thôi, nếu Dương Thanh không ra lệnh, lão ta sẽ không dễ dàng ra tay với người còn lại. Cho dù lão ta ra tay thì cũng không thể giết một cao thủ thần cảnh đỉnh phong ngay tức khắc như hồi nãy. Hồi nãy Dương Thanh bất chợt ra lệnh, lão ta cũng đã chuẩn bị ra tay nên mới có thể giết chết đối phương ngay khi ông ta còn chưa kịp phản ứng. Cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh chỉ hơn cao thủ thần cảnh đỉnh phong một bước, nếu cao thủ thần cảnh đỉnh phong liều mạng đánh một trận, ngay cả cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh như Long Tấn cũng rất khó giết chết đối phương. Lúc này, sắc mặt Diệp Kiến An đang bị Dương Thanh dẫm lên tái mét, sau cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Diệp đã bị Dương Thanh giết, bây giờ lại có thêm một cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Đối với hoàng tộc họ Diệp bây giờ, cho dù chỉ có một cao thủ thần cảnh chết thì cũng sẽ khiến thực lực của hoàng tộc họ Diệp yếu hẳn đi. Có liên quan đến tôi, có liên quan đến tôi, Diệp Kiến An lập tức hét lớn, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Cao thủ thần cảnh đỉnh phong còn lại của hoàng tộc họ Diệp thì đứng phía xa, không dám thở mạnh. Vậy ông chết được rồi đấy, Dương Thanh nói rồi dẫm mạnh hơn. Rắc, tiếng xương gãy giòn giã vang lên, cổ Diệp Kiến An bị đạp gãy, chết không nhắm mắt. Vào giờ phút này, xung quanh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Thanh với vẻ kinh ngạc. Giết một cao thủ. Dương Thanh nhìn cao thủ đang quỳ trước mặt mình với vẻ thản nhiên, bất chợt rậm mạnh xuống đất trước sự khiếp sợ của tất cả mọi người. Vù, một viên đá lập tức nảy lên, đâm thủng vùng giữa lông mày của cao thủ hoàng tộc họ Diệp kia như đạn ra khỏi nòng. Lúc này, ba cao thủ của hoàng tộc họ Diệp đã bỏ mạng hết. Người của hoàng tộc họ Long đều có vẻ kinh hãi, không dám thở mạnh thực lực mà dương thanh vừa thể hiện ra quá mạnh mẽ với thủ đoạn của anh cho dù muốn san bằng cả hoàng tộc họ long thì cũng dễ như trở bàn tay nhỉ họ nghĩ đến mục đích của dương thanh khi tới hoàng tộc họ long đều cảm thấy rất may mắn nếu long tấn và long thiên vũ không liều mạng đứng về phía dương thanh có lẽ bây giờ hoàng tộc họ long đã bị dương thanh tiêu diệt rồi nhỉ nghĩ tới đây đám người đều nhìn về phía long tấn bằng ánh mắt cảm kích long tấn cũng nhìn dương thanh với vẻ mặt phức tạp dương thanh làm thế tức là đã hoàn toàn trở mặt với hoàng tộc họ Diệp. Cậu Thanh, cậu còn dặn dò gì không ạ? Long Tấn bỗng cung kính hỏi Dương Thanh. Dương Thanh lạnh nhạt nói, Long Hoàng ở lại, những người khác đi đi. Vâng, người của hoàng tộc họ Long vội đáp rồi đưa cả ba thi thể của hoàng tộc họ Diệp đi. Trong lúc nhất thời, chỉ còn mỗi Dương Thanh và Long Tấn. Tôi vốn do dự xem có nên ra tay với hoàng tộc họ Diệp không, nhưng khi biết họ vẫn định hợp sức với hoàng tộc họ Long để đối phó tôi, tôi mới nhận ra tôi phải khiến hoàng tộc họ Diệp sợ mất mật thì mới tránh được một số phiền phức không cần thiết. Ông nói đúng, có lẽ ở hoàng tộc họ Diệp vẫn còn người mạnh hơn, nhưng cho dù tôi tha cho hoàng tộc họ Diệp, họ vẫn sẽ bám giết lấy tôi, một ngày nào đó tôi vẫn phải đối mặt với cao thủ bí ẩn kia của hoàng tộc họ Diệp. Nếu đã vậy, chỉ bằng làm suy yếu thực lực của hoàng tộc họ Diệp từ bây giờ luôn. Dương Thanh bình tĩnh nói, nghe nói trong bốn hoàng tộc lớn, trừ dòng chính của hoàng tộc ra, hoàng tộc nào cũng có mười mấy cao thủ thần cảnh nhỉ. Long Tấn vội gật đầu, đúng thế, nhưng lần trước, mỗi nhà trong hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc họ Long đã cử sáu cao thủ thần cảnh đi ám sát cậu, bị tiêu diệt hết, bây giờ nếu không tính dòng chính của hoàng tộc, hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc họ Long chỉ còn bảy, tám cao thủ thần cảnh mà thôi. Đương nhiên, hôm nay hoàng tộc họ Diệp lại tổn thất thêm ba cao thủ thần cảnh nữa, có lẽ chỉ còn bốn, năm cao thủ thần cảnh. Dương Thanh gật đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, ông nói xem nếu bây giờ tình hình thật của hoàng tộc bị lộ thì họ sẽ phải đối mặt với chuyện gì long tấn lập tức hiểu ý dương thanh lão ta hít mắt cho dù hoàng tộc khác không ra tay có lẽ các thế lực đỉnh cao ở hoàng thành họ diệp cũng sẽ không nhịn được mà ra tay với hoàng tộc họ diệp hoàng thành nào cũng có mấy gia tộc đỉnh cao ở địa phương thậm chí có tận mấy cao thủ thần cảnh nữa dương thanh nói đã vậy thì hãy tiết lộ tình hình của hoàng tộc họ diệp với bên ngoài tôi muốn hoàng tộc họ diệp hoàn toàn bị tiêu diệt vâng tôi đi sắp xếp ngay long tấn cũng thấy hơi kích động cho dù hoàng tộc nào tiêu tùng thì cũng là chuyện tốt với hoàng tộc khác có rất nhiều thế lực đang nhòm ngó vị trí hoàng tộc cho dù lần này hoàng tộc họ diệp chưa tiêu tùng thì cũng sẽ bị tổn thất nặng nề có khi bị giáng xuống thành vương tộc long tấn hành động rất nhanh chỉ nửa tiếng sau cả chiêu châu đã hay tin hoàng tộc họ diệp liên tục tổn thất chín cao thủ thần cảnh hơn nữa những tin tức này đều đã được xác thực hay nói cách khác bây giờ hoàng tộc họ diệp chỉ còn bốn Năm cao thủ thần cảnh mà thôi, nếu tính cả dòng chính của hoàng tộc thì có lẽ cũng chỉ được 10 người. Nếu hoàng tộc chỉ có 10 cao thủ thần cảnh thì đúng là quá yếu. Cùng lúc đó, ở điện Diệp Hoàng, hoàng phủ họ Diệp, hoàng thành họ Diệp. Diệp Hoàng ngồi ở ghế trên, phía dưới là những nhân vật quan trọng của hoàng tộc, lúc này ai cũng có vẻ sợ hãi. Sắc mặt của Diệp Hoàng vô cùng âm u. Rầm, lão ta bỗng vỗ mạnh vào ghế rồng, tức giận quát, "Diệp Sung, cút ra đây cho tao!" diệp sung đang run rẩy giữa đám người vội quỳ dạp ra đất trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi ông nội cháu cũng không ngờ ba cao thủ mà chúng ta cử đến hoàng tộc họ long lại bị giết sạch ngay cả bố cháu hoàng tộc họ long cũng không buông tha diệp sung quỳ dạp ra đất sợ hãi nói ông nội chuyện này không thể trách cháu được im mồm diệp hoàng tức giận nói đến giờ mà mày vẫn định trốn tránh trách nhiệm à nếu mày không mê hoặc bố mày Bảo tao cử 6 cao thủ thần cảnh hợp sức với hoàng tộc họ Long để đối phó Dương Thanh, chúng ta sẽ mất tận 6 cao thủ thần cảnh chắc. Cả lần này nữa, cũng vì bị mày mê hoặc nên bố mày mới dẫn hai cao thủ thần cảnh đến hoàng tộc họ Long, giờ họ chết nốt rồi. Mày dám nói những chuyện này không hề liên quan đến mình chắc." Diệp Hoàng tức run người, trừng mắt nhìn Diệp Sung. Diệp Sung sợ đến mức suýt tiểu ra quần, vừa nãy anh ta quá sợ hãi nên mới định trốn tránh trách nhiệm, giờ anh ta mới nhận ra lời mình vừa nói ngu xuẩn tới mức nào ông nội cháu sai rồi cháu thực sự biết sai rồi xin ông cho cháu thêm cơ hội sau này cháu sẽ không khiến ông thất vọng nữa đâu diệp sung vội cầu khẩn người đâu giết nó cho tôi diệp hoàng ra lệnh một cao thủ thần cảnh đỉnh phong lập tức bước tới chỗ diệp sung cả điện diệp hoàng lập tức lặng ngắt như tờ mọi người đều có vẻ kinh hãi không ai ngờ diệp hoàng lại giết cả cháu trai ruột của mình trong cơn tức giận nhưng họ nhanh chóng hiểu được mối nguy của hoàng tộc họ diệp bây giờ đều bắt nguồn từ tên khốn diệp sung Ông nội, cháu sai rồi, cháu thực sự biết sai rồi. Cháu là cháu trai ruột của ông, ông không thể giết cháu, không thể giết cháu. Ông nội, cháu xin ông, hãy cho cháu một cơ hội nữa, chắc chắn cháu sẽ không khiến ông thất vọng, ông nội. Diệp Sung bị cao thủ thần cảnh kia lôi khỏi điện Diệp Hoàng, tiếng cầu xin của anh ta nhanh chóng biến mất, rõ ràng đã bị giết. Điện Diệp Hoàng lập tức im phăng phắc, mọi người như nghe được cả tiếng tim đập của mình. Tiếp đến, chúng ta sẽ phải đối mặt với một tai họa khổng lồ. Tất cả mọi người sốc lại tinh thần cho tôi, phải liều mạng bảo vệ hoàng tộc họ Diệp, nếu tôi biết ai dám lơ là thì sẽ giết không tha đấy." Diệp Hoàng nhìn quanh, lạnh lùng nói. "Vâng, chủ hoàng tộc." Đám người vội đáp. "Chủ hoàng tộc, không xong, chủ gia tộc họ Phó Phó Lợi Quần dẫn người đến rồi." "Chủ hoàng tộc, chủ gia tộc họ Kiều Kiều Đông Cường cũng dẫn người đến." "Chủ hoàng tộc, chủ gia tộc họ Bàng Bàng Văn Hổ cũng dẫn người đến rồi." Đúng lúc này, từng bóng người xông vào điện Diệp Hoàng thấp thỏm báo cáo. Không ngờ chủ của ba gia tộc lớn ở Hoàng thành họ Diệp lại dẫn cao thủ trong gia tộc đến vào lúc này. Nghe thấy thế, sắc mặt của Diệp Hoàng âm u tới cực điểm, còn những người khác trong hoàng tộc họ Diệp thì tái mặt. Hoàng tộc họ Diệp là gia tộc nắm quyền ở Hoàng thành Diệp nên thường ngày họ luôn được người khác tôn kính. Ngay cả chủ của ba gia tộc lớn ở Hoàng thành Diệp cũng phải cúi chào khi gặp họ. Bây giờ, tin hoàng tộc họ Diệp tổn thất chín cao thủ thần cảnh đã bị lộ chủ của ba gia tộc lớn ở Hoàng Thành Diệp lập tức đích thân dẫn cao thủ tới đây. Giỏi, giỏi lắm, trong đôi mắt thâm thúy của Diệp Hoàng lóe lên sát khí, xem ra người ngoài cũng nghĩ hoàng tộc họ Diệp dễ ức hiếp rồi. Hôm nay tôi sẽ cho họ biết, lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Để họ vào đi, Diệp Hoàng vừa dứt lời, tiếng cười sang sảng đã vang lên, Diệp Hoàng, chúng tôi không hề thấy ông dễ ức hiếp, càng không nghĩ hoàng tộc họ Diệp là lạc đà gầy, mà là... mà là một con mèo ốm bị thương nặng thì đúng hơn ngay sau câu nói đó mấy lão già với khí thế mạnh mẽ lần lượt bước vào điện diệp hoàng lão sược một nhân vật quyền quý của hoàng tộc họ diệp lập tức chỉ vào lão già đi đầu với vẻ tức giận kiều đông cường ông dám bảo hoàng tộc họ diệp là con mèo ốm đúng là không biết sống chết tuy những nhân vật quyền quý khác không nói gì nhưng cũng nhìn kiều đông cường với vẻ tức giận kiều đông cường là chủ gia tộc họ kiều một trong ba gia tộc lớn ở hoàng thành diệp Lúc này không chỉ có mình Kiều Đông Cường, bên cạnh lão ta là chủ gia tộc họ Bàng Bàng Văn Hổ và chủ gia tộc họ Phó Phó Lợi Quân. Sau lưng ba chủ gia tộc này là mấy cao thủ thần cảnh có khí thế mạnh mẽ, cộng thêm ba chủ gia tộc là có tới 21 cao thủ thần cảnh. Rõ ràng đây đã là tất cả cao thủ thần cảnh mà ba gia tộc có. Nhưng bây giờ hoàng tộc họ Diệp cũng chỉ có khoảng 10 cao thủ thần cảnh, tính cả dòng chính mà thôi. Hay nói cách khác, thực lực tổng hợp của ba gia tộc đã vượt xa hoàng tộc họ Diệp rồi. Diệp Hoàng sầm mặt, lạnh lùng nhìn ba chủ gia tộc, cuối cùng nhìn về phía Kiều Đông Cường, trầm giọng nói: "Kiều Đông Cường, nếu bây giờ ông dẫn người rời đi, tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, bằng không?" Tuy Diệp Hoàng chưa nói hết câu nhưng ai cũng có thể nhận ra ý đe dọa trong đó. Kiều Đông Cường vẫn rất bình tĩnh, khí thế của thần cảnh đỉnh phong lập tức bùng nổ từ người ông ta, ông ta nhìn Diệp Hoàng với vẻ dí dỏm: "Bằng không, ông sẽ chết cho chúng tôi xem à?" Ha ha. Bàng Văn Hổ và Phó Lợi Quần đều phá lên cười. Diệp Hoàng, ông cũng biết bây giờ hoàng tộc họ Diệp đang trong tình cảnh thế nào, hoàng tộc họ Diệp không thể chịu thêm chút tổn thất nào nữa. Sau khi cười xong, Kiều Đông Cường nhìn về phía Diệp Hoàng, lạnh lùng nói, bây giờ hoàng tộc họ Diệp không xứng là hoàng tộc nữa, nếu ba gia tộc chúng tôi hợp sức với nhau thì cũng đủ để vượt qua hoàng tộc họ Diệp rồi. Chúng tôi cũng là một phần của Hoàng Thành Diệp, sau khi thương lượng, chúng tôi đã quyết định, sau này Hoàng Thành Diệp sẽ do ba gia tộc lớn và hoàng tộc họ Diệp cùng điều hành. Phải thế thì thực lực của Hoàng Thành Diệp mới ngày càng mạnh mẽ hơn. Chúng tôi cũng không cần đổi tên Hoàng Thành Diệp, chỉ cần Diệp Hoàng đồng ý cho ba gia tộc chúng tôi cùng quản lý Hoàng Thành. Không sai, ba gia tộc không định tiêu diệt hoàng tộc họ Diệp, mà muốn thành lập liên minh bốn gia tộc cùng quản lý Hoàng Thành Diệp. Một khi Diệp Hoàng đồng ý, cho dù Hoàng Thành Diệp không bị đổi tên thì cũng không còn là Hoàng Thành Diệp gốc đã được truyền thừa mấy trăm năm đối với hoàng tộc họ diệp đây là sự sỉ nhục to lớn ý kiến hay lắm có cần tôi nhường luôn chức chủ hoàng tộc cho các người không chẳng những diệp hoàng không giận mà còn mỉm cười nhìn chằm chằm vào ba chủ gia tộc cầu còn không được ấy chứ kiều đông cường không hề e ngại hít mắt nếu diệp hoàng muốn nhường thì chúng tôi cũng không khách sáo đâu ông ta nói rồi bước về phía diệp hoàng bàng văn hổ và phó lợi quần cũng theo sát kiều đông cường không những thế 18 cao thủ thần cảnh khác cũng bước lên theo, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Hoàng chủ, người của hoàng tộc họ Diệp đều có vẻ sốt ruột. Khi thấy Diệp Hoàng bị 21 cao thủ thần cảnh của ba gia tộc bao vây, họ hết sức bối rối. Diệp Hoàng là người mạnh nhất hoàng tộc họ Diệp, nếu lão ta bị ba gia tộc giết thì hoàng tộc họ Diệp cũng hoàn toàn xong đời. Diệp Hoàng ngồi vững trên ghế, lạnh lùng nhìn các cao thủ đang tới gần mình, sắc mặt vô cùng âm u, trong mắt đằng đằng sát khí. Cẩn thận càng đến gần diệp hoàng kiều đông cường càng cẩn thận hơn nhắc nhở đám người phía sau cả đám cao thủ nhanh chóng tản ra bao vây diệp hoàng đang ngồi trên ghế rồng chỉ cần chủ của ba gia tộc ra lệnh họ sẽ tấn công diệp hoàng ngay đám quyền quý của hoàng tộc họ diệp đều có vẻ sợ hãi tôi đến rồi ông tránh ra được chưa kiều đông cường cười hít mắt nhìn chằm chằm vào diệp hoàng nếu ông thích vị trí này đến thế thì tự cướp đi diệp hoàng nói với vẻ dí dỏm chỉ cần ông cướp được Vị trí này sẽ thuộc về ông." Sắc mặt Kiều Đông Cường hơi khó coi, lão ta dám dẫn người tới gần vì nghĩ phe mình đông hơn, Diệp Hoàng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ xem ra không phải thế, dáng vẻ bình tĩnh của Diệp Hoàng khiến lão ta hơi e ngại. Dù sao Diệp Hoàng cũng là cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh, còn lão ta chỉ là thần cảnh đỉnh phong, cho dù bên họ đông hơn, nếu Diệp Hoàng muốn giết lão ta, kể cả lão ta không chết thì cũng sẽ bị thương nặng bàng văn hổ và phó lợi quần cũng đang nhòm ngó trước chủ hoàng tộc đấy hai vị cùng ra tay được không kiều đông cường bỗng nói với hai chủ gia tộc còn lại bàng văn hổ và phó lợi quần liếc nhau rồi gật đầu được ra tay đi kiều đông cường ra lệnh rồi xông về phía diệp hoàng trước gần như cùng lúc đó bàng văn hổ và phó lợi quần cũng tấn công diệp hoàng bằng chiêu mạnh nhất của mình ba cao thủ thần cảnh đỉnh phong cùng dốc hết sức lực cho dù Diệp Hoàng là cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh thì cũng rất khó đón đỡ. Dầm, 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 ba đòn tấn công gần như chúng người Diệp Hoàng cùng lúc. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều sững sờ. Bởi vì họ tận mắt thấy, sau khi chịu đòn tấn công mạnh nhất từ ba cao thủ thần cảnh, Diệp Hoàng còn không buồn nhúc nhích, thậm chí nở nụ cười trêu ngươi. Sao, sao có thể chứ? Kiều Đông Cường trợn tròn mắt, nói với vẻ không dám tin. Chỉ mình lão ta biết mình đã dùng bao nhiêu sức trong đòn vừa rồi, đó là chiêu mạnh nhất của lão ta đấy. Ngay cả cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh cũng chưa chắc đã dám đỡ đòn này. Nhưng sao Diệp Hoàng vẫn thờ ơ đến thế, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Bàng Văn Hổ và phó lợi quần cũng hết sức kinh ngạc, cảm thấy như vừa đánh vào bông. Các người thực sự nghĩ tôi chỉ có thực lực bán bộ siêu phàm cảnh à? Diệp, vào giây phút này, tất cả mọi người đều kinh hãi ai cũng nhìn Diệp Hoàng với vẻ mặt sướng sờ, ba chủ gia tộc bị đánh bay, hộp máu, khí thế lập tức tiêu tan. Chỉ một đòn đã đánh gục ba cao thủ thần cảnh đỉnh phong rồi. Sau giây phút sướng sờ ngắn ngủi, người của hoàng tộc họ Diệp đều có vẻ kích động. Bây giờ bốn chủ hoàng tộc của Chiêu Châu mới đạt đến bán bộ siêu phàm cảnh, nhưng chủ hoàng tộc họ Diệp đã bước vào siêu phàm cảnh trước, cũng có nghĩa là từ nay trở đi, hoàng tộc họ Diệp sẽ lên như diều gặp gió, hoàn toàn áp đảo ba hoàng tộc khác. Một siêu phàm cảnh có thể giết cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh trong chớp mắt. Chỉ cần bước vào siêu phàm thì có thể chống lại cả hoàng tộc. Đó chính là sự đáng sợ của cao thủ siêu phàm cảnh. Hoàng chủ tham mạng, chúng tôi sẵn lòng dâng cả gia tộc cho hoàng tộc họ Diệp, chỉ xin hoàng chủ cho chúng tôi một con đường sống. Ba chủ gia tộc thi nhau cầu xin. Tuy họ chưa chết nhưng đã mất hết võ công, chỉ còn là kẻ tàn phế. Ánh mắt Diệp Hoàng hết sức lạnh lùng, lão ta ra lệnh, giết ngay sau đó, ba chủ gia tộc đều bị tiêu diệt. Hoàng chủ tha mạng, chúng tôi theo họ đến hoàng tộc họ Diệp vì bất đắc dĩ mà thôi, sau này chúng tôi sẵn lòng phục tùng hoàng tộc họ Diệp, xin Diệp hoàng đồng ý chứa chấp. 18 cao thủ thần cảnh của ba gia tộc đều quỳ xuống đất van xin. Sắc mặt Diệp hoàng vô cùng âm u, lão ta lạnh lùng nói, "Ban thuốc." Người của hoàng tộc họ Diệp nhanh chóng cầm mấy cái lọ bằng ngọc tới, đưa cho mỗi cao thủ thần cảnh một lọ. 18 cao thủ nhìn nhau, Hơi không biết phải làm sao. Thuốc này tên là Đoạn Hồn Đan, sau khi uống xong, mỗi năm sẽ phải chịu cơn đau mất hồn một lần, phải uống thuốc giải kịp thời thì mới có thể ngăn chặn điều đó. Diệp Hoàng lạnh lùng nói, nếu muốn sống thì uống viên thuốc này, về sau làm việc cho tôi, mỗi khi cơn đau mất hồn phát tác, tôi sẽ cho các người thuốc giải. Đương nhiên, nếu ai lập được công lớn cho hoàng tộc họ Diệp, tôi cũng sẽ đưa họ thuốc giải, xem như phần thưởng. Nghe thấy thế, 18 cao thủ thần cảnh đều có vẻ bi ai, họ là cao thủ thần cảnh, cho dù ở đâu cũng sẽ được tôn trọng. Bây giờ lại bị Diệp Hoàng ép uống thuốc, nhưng họ bắt buộc phải uống, bằng không chỉ còn con đường chết mà thôi. Họ không thể thắng nổi cao thủ siêu phàm cảnh chính hiệu. 18 cao thủ thần cảnh nhanh chóng uống đoạn hồn đan. Không ai ngờ khi bị ba gia tộc tấn công, chẳng những hoàng tộc họ Diệp vốn đã lụi tàn, chỉ còn 10 cao thủ thần cảnh không bị hủy diệt, mà thực lực còn tăng mạnh nữa tính cả 10 cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Diệp, từ giờ trở đi, hoàng tộc họ Diệp có gần 30 cao thủ thần cảnh. Đội hình này có thể đè bẹp bất cứ hoàng tộc nào khác. Chúc mừng hoàng chủ đột phá tới siêu phàm cảnh. Chúc mừng hoàng chủ. Chúc mừng hoàng chủ. Trong lúc nhất thời, trong điện Diệp Hoàng rộng rãi, cả đám người đều quỳ xuống, hô là cả giọng. Nhưng Diệp Hoàng vẫn chưa thỏa mãn, lão ta ra lệnh, lệnh cho chủ của các gia tộc trực thuộc hoàng tộc họ Diệp, Lập tức dẫn tất cả cao thủ thần cảnh trong gia tộc tới Điện Diệp Hoàng gặp tôi. Vâng. Sau khi Diệp Hoàng ra lệnh, chỉ nửa tiếng sau, trong Điện Diệp Hoàng đã có thêm 20 cao thủ thần cảnh. Trong Điện Diệp Hoàng tràn ngập khí thế từ cao thủ thần cảnh. Hoàng Thành Diệp đã ẩn mình quá lâu, đến lúc cho một số người biết sự hùng mạnh của hoàng tộc họ Diệp chúng ta rồi. Diệp Hoàng nhìn quanh, khí thế của siêu phàm cảnh lan ra từ người lão ta, bao trùm lên mọi ngóc ngách. Những cao thủ thần cảnh đến đây theo lệnh vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi cảm nhận được khí thế đáng sợ từ Diệp Hoàng, họ đều biến sắc. Siêu phàm cảnh Trong đầu tất cả cao thủ thần cảnh đều xuất hiện suy nghĩ này. Không ngờ Diệp Hoàng đã đột phá đến siêu phàm cảnh. Một khi tin tức này được truyền ra ngoài, có lẽ cả Chiêu Châu sẽ phải kinh hãi. Từ hôm nay trở đi, tất cả cao thủ thần cảnh ở Hoàng Thành Diệp phải nghe theo lệnh của Hoàng tộc họ Diệp. Tôi cũng không đối xử tệ bạc với mọi người, chỉ cần cống hiến nhiều cho hoàng tộc họ Diệp, cao thủ nào cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, được hoàng tộc họ Diệp che chở. Diệp Hoàng vừa dứt lời, mọi người đều có vẻ kích động. Cảm ơn Hoàng chủ. Những cao thủ vốn hơi không tự nguyện cũng dối rít nói cảm ơn. Ở Hoàng Thành Diệp, Hoàng tộc họ Diệp là thế lực mạnh nhất, nếu được Hoàng tộc họ Diệp che chở thì gia tộc đó sẽ có thể nghênh ngang ở nơi đây. Chuyện xảy ra ở Hoàng Thành Diệp nhanh chóng truyền khắp Chiêu Châu. Quả nhiên sau khi tin Diệp Hoàng đã đột phá đến siêu phàm cảnh được truyền ra, chủ của rất nhiều gia tộc quyền thế đều sững sờ. Đối với ba hoàng tộc còn lại, đây đúng là tin xét đánh. Ở hoàng tộc họ đoàn, sắc mặt của đoàn hoàng vô cùng khó coi, lão ta nói với vẻ không cam lòng, không ngờ Diệp Hoàng đã đột phá đến siêu phàm cảnh, còn mình vẫn kẹt ở bán bộ siêu phàm cảnh nhiều năm, xem ra mình phải cố gắng lên mới được. Không riêng gì đoàn hoàng, thượng quan hoàng và long hoàng cũng nghĩ như thế ở hoàng phủ họ Long, trong một biệt viện yên tĩnh. Ở một góc hẻo lánh của biệt viện có một bàn trà, Dương Thanh và Long Tấn đang ngồi ở bàn, trông Long Tấn rất nghiêm nghị. Hồi nãy, lão ta đã báo cáo những chuyện xảy ra ở hoàng tộc họ Diệp cho Dương Thanh. "Cậu Thanh, không ngờ Diệp hoàng lại giấu kỹ như thế, có lẽ ông ta đã đột phá đến siêu phàm cảnh được một thời gian rồi, nếu lần này không bị ba gia tộc ép nhường chức, có lẽ ông ta cũng không để lộ thực lực đâu." Long Tấn nói với vẻ kiêng dè bây giờ ông ta đã gom hết cao thủ thần cảnh ở hoàng thành diệp về hoàng tộc họ diệp có lẽ đang chuẩn bị làm gì đó dương thanh hơi nheo mắt trước đó long tấn đã nói với anh hoàng tộc họ diệp không đơn giản thậm chí có lẽ hoàng chủ tiền nhiệm vẫn còn sống bây giờ vẫn chưa có tin gì về hoàng chủ tiền nhiệm của hoàng tộc họ diệp mà tin diệp hoàng đột phá đến siêu phàm cảnh đã được truyền tới rồi dương thanh vốn định lợi dụng các gia tộc địa phương ở hoàng thành họ diệp để tiêu diệt hoàng tộc họ diệp nào ngờ lại giúp họ mạnh lên bây giờ có thể khẳng định, địa vị của hoàng tộc họ Diệp đã vượt lên ba hoàng tộc khác rồi. Long tớ nói tiếp, nghe nói trong hai hoàng tộc cổ xưa, người mạnh nhất có thực lực siêu phàm lục cảnh, bây giờ Diệp Hoàng đã đột phá đến siêu phàm cảnh, ngoài ra còn một hoàng chủ tiền nhiệm đã ẩn mình suốt 50 năm nữa. Nếu hoàng chủ tiền nhiệm của hoàng tộc họ Diệp cũng đột phá đến siêu phàm ngũ cảnh hoặc lục cảnh, hoàng tộc họ Diệp sẽ có tư cách phân cao thấp với cả hoàng tộc cổ xưa. Dương, nghe thấy Lạc Bân nói thế, khí thế đáng sợ lập tức lan ra từ người Dương Thanh. Long Tấn đang ngồi cạnh Dương Thanh lập tức biến sắc. Dương Thanh mất kiểm soát như thế, chỉ e đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Sau khi cúp máy, Dương Thanh chậm rãi đứng dậy, nhìn về hướng có hoàng tộc họ Diệp, lạnh lùng nói, nếu không tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Hoàng tộc họ Diệp, các người đang ép tôi ra tay đúng không? Tập đoàn Nhạn Thanh có ý nghĩa lớn lao với anh, là kỷ vật duy nhất mà mẹ anh để lại, anh không cho phép bất cứ ai phá hoại nó. Bây giờ hoàng tộc họ Diệp lại tuyên bố sẽ cấm vận tập đoàn nhạn Thanh, thậm chí còn uy hiếp đối tác của tập đoàn nhạn Thanh nữa. Dù sao hoàng tộc họ Diệp cũng là một trong số các gia tộc đứng đầu chiêu châu, hơn nữa tin Diệp Hoàng đã đột phá đến siêu phàm cảnh vừa được truyền ra ngoài. Có thể tưởng tượng được tập đoàn Nhãn Thanh sẽ gặp phải tai họa thế nào sau khi tin hoàng tộc họ Diệp muốn cấm vận tập đoàn Nhãn Thanh được truyền ra. Nếu nói là đả kích mang tính hủy diệt thì cũng không ngoa chút nào. Cậu Thanh, có chuyện gì thế? Long Tấn vội hỏi, còn nói, nếu tôi giúp được, chắc chắn tôi sẽ làm hết sức mình. Lúc này Dương Thanh mới nói lại chuyện hoàng tộc họ Diệp tuyên bố cấm vận tập đoàn Nhạn Thanh cho Long Tấn nghe. Sau khi nghe Dương Thanh nói xong, Long Tấn cũng vô cùng tức giận, tên khốn Diệp Hoàng đúng là quá ngông cuồng, không ngờ ông ta lại hèn hạ như thế, dùng quyền lực của hoàng tộc họ Diệp để cấm vận một doanh nghiệp. Cậu Thanh, cậu cứ yên tâm, bây giờ tôi sẽ cho người đi truyền tin ngay, từ hôm nay trở đi hoàng tộc họ long sẽ cắt đứt quan hệ với hoàng tộc họ diệp đồng thời tất cả sản nghiệp dưới trướng hoàng tộc họ long sẽ hợp tác với tập đoàn nhãn thanh nếu điều kiện cho phép dương thanh cũng không khách sáo gật đầu cảm ơn dù sao hoàng tộc họ diệp cũng rất có uy quyền chỉ những gia tộc thuộc cấp bậc hoàng tộc của chiêu châu mới có thể giúp tập đoàn nhãn thanh tránh khỏi tai họa lần này thôi long tấn hành động rất nhanh lập tức gọi người đến lo liệu chưa đầy nửa tiếng từ khi hoàng tộc họ diệp tuyên bố cấm vận tập đoàn nhãn thanh tin hoàng tộc họ Long đã cắt đứt quan hệ với hoàng tộc họ Diệp, đồng thời hợp tác với tập đoàn Nhãn Thanh cũng được truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cả Chiêu Châu đều biết đến sự tồn tại của tập đoàn Nhãn Thanh. Tuy tập đoàn Nhãn Thanh mạnh thật nhưng không phải ai cũng biết nó, ở Chiêu Châu vẫn còn rất nhiều người chưa biết đến tập đoàn Nhãn Thanh. Nhưng bây giờ, tin hai hoàng tộc muốn cấm vận hoặc hợp tác với nó đã được lên trang nhất của các tờ báo lớn. Ở Hoàng Phủ họ đoàn, trong một căn biệt thự tư nhân, Đoàn Hoàng đang nghe người giúp việc báo cáo tin tức liên quan tới tập đoàn Nhạn Thanh. Đoàn Hoàng bình tĩnh nghe báo cáo xong rồi mới thở dài, sự mạnh mẽ của hoàng tộc họ Diệp đúng là khiến người ta giật mình, chẳng biết Dương Thanh có chịu nổi không. Đúng lúc này, Đoàn Hoàng nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Alo, Đoàn Hoàng nghe máy, đối phương im lặng một lúc lâu. "Còn đây," một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, Đoàn Hoàng mừng rỡ nói, "Vô Nhai." "Bố?" Con muốn xin bố giúp một chuyện, Đoàn Vô Nhai nghiêm nghị nói. Đoàn Hoàng lập tức bình tĩnh lại, nhanh chóng hiểu Đoàn Vô Nhai muốn nhờ mình làm gì. Từ sau khi rời khỏi hoàng tộc họ Đoàn, đây là lần đầu tiên Đoàn Vô Nhai liên lạc với lão ta, hơn nữa còn trong tình huống như thế. Con muốn bố giúp Dương Thanh à? Đoàn Hoàng chợt hỏi. Đoàn Vô Nhai nói, con không cầu xin bố giúp Dương Thanh, mà đang xin bố cho hoàng tộc họ Đoàn một cơ hội để được huy hoàng suốt trăm năm nữa. Đoàn Hoàng mỉm cười cay đắng, xem ra dương thanh có địa vị rất cao trong lòng con đương nhiên đoàn hoàng cũng hiểu ý đoàn vô nhai rõ ràng ông ta đang muốn hoàng tộc họ đoàn giúp đỡ tập đoàn nhạn thanh từ đó nhận được sự che chở của dương thanh phải rất tin tưởng vào tương lai của dương thanh thì mới có thể nói những câu như thế con biết đấy bây giờ diệp hoàng đã bước vào siêu phàm cảnh đồng thời tuyên bố sẽ cấm vận tập đoàn nhạn thanh nếu lúc này hoàng tộc họ đoàn lên tiếng bảo vệ tập đoàn nhạn thanh thì sẽ trở thành kẻ địch của hoàng tộc họ diệp Đoàn hoàng bình tĩnh nói, lần này, hoàng tộc họ Diệp dám huynh hoang như thế, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với ba hoàng tộc khác rồi. Hoàng tộc họ Long đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với hoàng tộc họ Diệp, còn định giúp đỡ tập đoàn Nhãn Thanh, nếu hoàng tộc họ Thượng Quan cũng ủng hộ Dương Thanh, hoàng tộc họ Diệp sẽ phải đối mặt với hai hoàng tộc lớn cùng một lúc. Còn hoàng tộc họ Đoàn chỉ cần ngồi im, chờ họ lưỡng bại câu thương, đó cũng là lúc hoàng tộc họ Đoàn chúng ta vùng dậy. Đoàn Vô Nhai thở dài, bỗng im lặng, một lúc lâu sau mới nói, đó chỉ là suy nghĩ của bố thôi, nếu hoàng tộc họ Diệp thua thì sao? Hoặc nếu họ thắng, hoàng tộc họ Đoàn sẽ được lợi gì thật à? Nếu hoàng tộc họ Diệp thắng, dã tâm của họ sẽ càng lớn hơn, khi đó hoàng tộc họ Đoàn chỉ có thể phục tùng hoặc sẽ bị tiêu diệt. Còn nếu hoàng tộc họ Diệp thua, hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Thượng Quan sẽ có công lớn với Dương Thanh, khi đó hoàng tộc họ Đoàn chỉ có thể lụn bại tiếp. Bây giờ phải giúp Dương Thanh thì mới có thể bảo vệ được địa vị của hoàng tộc họ đoàn vào ngày hoàng tộc họ Diệp thua cuộc. Bố, con đã nói hết những gì nên nói rồi, bây giờ con đã rời khỏi hoàng tộc họ đoàn, cũng không có tư cách nhúng tay vào chuyện của hoàng tộc họ đoàn nữa, con chỉ đề nghị thế, còn làm thế nào thì vẫn do bố quyết định. Đoàn vô nhai nói rồi cúp máy luôn. Đoàn hoàng lập tức nghiêm nghị hẳn lên, nhìn về phía người thừa kế bây giờ của hoàng tộc họ đoàn đoàn vô hằng vừa bước vào phòng. Vô hằng, con nói xem, lần này, rốt cuộc hoàng tộc họ đoàn nên lựa chọn thế nào? Đoàn hoàng chợt hỏi. Đoàn vô hằng bình tĩnh nói, ngay cả vũ vũ lan với thực lực siêu phàm ngũ cảnh của hoàng tộc họ vũ cũng không thể giết chết Dương Thanh, sao Diệp Hoàng vừa bước vào siêu phàm cảnh có thể là đối thủ của cậu Thanh chứ? Bố, con nghĩ cũng không khó để hoàng tộc họ đoàn đưa ra lựa chọn. Đoàn hoàng thoáng sừng sốt rồi mới nhớ, trước đó vợ cũ của lão ta vũ vũ lan đã đích thân đi tìm Dương Thanh, tuy lão ta không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng hiểu Dương Thanh đã sống sót tức là Dương Thanh đã có năng lực đối phó với cao thủ siêu phàm ngũ cảnh ư. Nghĩ tới đây, nỗi lo trong lòng đoàn hoàng lập tức biến mất, lão ta cười lớn, truyền lệnh của bố, từ hôm nay trở đi, hoàng tộc họ đoàn sẽ cắt đứt quan hệ với hoàng tộc họ Diệp, đồng thời hợp tác với tập đoàn Nhãn Thanh. Vâng, thưa bố, đoàn vô hằng tuân lệnh rời đi. Cùng lúc đó, ở hoàng tộc họ Thượng Quan, Thượng Quan Nhu cũng đang thuyết phục Thượng Quan Hoàng. Ông nội, Dương Thanh có tiềm lực rất lớn, nếu chúng ta bỏ lỡ dịp kết giao với Dương Thanh lần này thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Thượng quan Nhu ôm tây thượng quan Hoàng, làm núng, ông nội, cháu xin ông đấy, ông giúp tập đoàn nhạn Thanh được không? Nhu Nhu, cháu nói thật cho ông biết, có phải cháu thích tên nhóc kia không hả? Thượng quan Hoàng cười híp mắt, nhìn chầm chầm vào thượng quan Nhu. Thượng quan Nhu lập tức đỏ mặt, gắt, ông nội. Ha ha, ông hiểu, ông hiểu rồi, thượng quan Hoàng cười lớn rồi nói ngay, Nhu Nhu, bây giờ cháu liên lạc với Dương Thanh, cứ bảo ông mời cậu ta đến hoàng tộc họ Thượng Quan làm khách. Dương Thanh nhanh chóng nhận được điện thoại từ Thượng Quan Nhu, sau khi biết Thượng Quan hoàng muốn gặp mình thì đồng ý. "Cậu Thanh, cậu định đến hoàng tộc họ Thượng Quan thật à?" Sau khi biết Dương Thanh định đến hoàng tộc họ Thượng Quan, nét mặt Long Tấn nghiêm nghị hẳn. Dương Thanh gật đầu, Thượng Quan Nhu của hoàng tộc họ Thượng Quan cũng có chút giao tình với tôi, bây giờ hoàng tộc họ Diệp đang định đối phó tôi, cũng là lúc tôi cần kết bạn bây giờ hoàng tộc họ long và hoàng tộc họ đoàn đã tỏ thái độ muốn cắt đứt quan hệ với hoàng tộc họ diệp đồng thời hợp tác với tập đoàn nhãn thanh trong bốn hoàng tộc lớn chỉ còn mỗi hoàng tộc họ thượng quan chưa có ý kiến gì thôi tôi đoán có lẽ thượng quan hoàng muốn gặp tôi cũng vì chuyện này dương thanh cũng không có ác ý thậm chí còn có thiện cảm với hoàng tộc họ thượng quan trong trận chiến giành ngôi vương của yến đô thượng quan nhu vẫn luôn đứng về phía anh khi anh mất trí nhớ ở ninh châu Hoàng tộc họ thượng quan cũng đã giúp tập đoàn nhãn thanh không ít. Dương Thanh luôn ghi nhớ ân tình này. Ông đang lo lắng chuyện gì à? Dương Thanh nhìn về phía Long Tấn. Vừa nãy, khi biết Dương Thanh định đến Hoàng tộc họ thượng quan, trong mắt Long Tấn đã xuất hiện vẻ lo lắng rõ rệt. Chuyện này khiến Dương Thanh hơi khó hiểu. Long Tấn gật đầu, nói với vẻ nghiêm nghị. Hoàng tộc họ thượng quan không đơn giản, giống với Hoàng tộc họ Diệp. Nghe nói họ cũng có cao thủ siêu phàm cảnh. Bây giờ... Cậu mới tiếp xúc với thượng quan nhu của hoàng tộc họ thượng quan, nhưng cô ấy không thể đại diện cho cả hoàng tộc họ thượng quan, không ai có thể cam đoan họ sẽ không đối phó cậu khi cậu đến đó. Nghe Long Tấn nói thế, Dương Thanh cũng có vẻ lo âu. Hành vi của Diệp Hoàng đã vượt khỏi sự tưởng tượng của anh, nếu hoàng tộc họ thượng quan cũng có cao thủ siêu phàm cảnh như hoàng tộc họ Diệp, thậm chí thực lực của thượng quan Hoàng cũng đã tới siêu phàm cảnh, khi anh một mình đến đó, nhớ hoàng tộc họ thượng quan định đối phó anh thì phải làm sao? đúng là dương thanh rất mạnh với thực lực siêu phàm nhất cảnh bây giờ anh có thể phát huy sức chiến đấu ngang với siêu phàm tam cảnh nhưng ai có thể cam đoan ở hoàng tộc họ thượng quan không có cao thủ siêu phàm tam cảnh chứ ai có thể cam đoan hoàng tộc họ thượng quan sẽ không đối phó với anh hay nói cách khác ai có thể cam đoan hoàng tộc họ thượng quan sẽ không ngấm ngầm bắt tay với hoàng tộc họ diệp cũng không phải là anh nhát gan mà anh đang tự hiểu lấy mình anh không muốn xông vào hang hổ khi chưa hiểu rõ tình hình của đối phương thấy dương thanh im lặng long tấn vội nói cậu thanh tính cách của thượng quan hoàng rất kỳ lạ có lẽ một giây trước vẫn cười sảng khoái một giây sau đã lấy mạng người ta đương nhiên những chuyện này không quan trọng quan trọng là chúng ta không thể đảm bảo hoàng tộc họ thượng quan sẽ không bắt tay với hoàng tộc họ diệp bây giờ hoàng tộc họ long và hoàng tộc họ đoàn đã tỏ thái độ đứng về phía đối lập với hoàng tộc họ diệp chỉ mình hoàng tộc họ thượng quan vẫn chưa lên tiếng trong tình huống này đương nhiên hoàng tộc họ diệp sẽ chủ động liên lạc với hoàng tộc họ thượng quan để liên minh long tấn nói đến đây rồi thôi nhưng ý lão ta đã rất rõ ràng dương thanh gật nhẹ đầu ông nói không sai đúng là có khả năng này nhưng thượng quan hoàng đã mời nếu tôi không đi thì có phải hơi khinh thường ông ta không hoàng tộc họ thượng quan vẫn chưa tỏ thái độ có lẽ vì muốn thử thách sự can đảm của tôi nếu tôi từ chối liệu thượng quan hoàng đang kỳ vọng vào tôi có về phe hoàng tộc họ Diệp không? Dương Thanh không ngu, tuy anh tin tưởng thượng quan nhu nhưng cũng hiểu mình chưa tiếp xúc quá nhiều với hoàng tộc họ thượng quan, chỉ mới quen biết thượng quan nhu mà thôi. Cũng như Long Tấn đã nói, dù sao thượng quan nhu cũng là con gái, tuy được thượng quan hoàng cưng chiều nhưng không thể chi phối suy nghĩ của lão ta. Nhưng Dương Thanh cũng hiểu, thượng quan hoàng mời anh đến hoàng tộc họ thượng quan trong tình hình này, rất có thể là để thăm dò, long tấn im lặng một lát rồi nghiêm nghị nói tuy hoàng tộc họ diệp đã tuyên bố cấm vận tập đoàn nhạn thanh nhưng có sự hợp tác từ hoàng tộc họ long và hoàng tộc họ đoàn thật ra tập đoàn nhạn thanh cũng không chịu nhiều tổn thất tôi nghĩ cậu thanh không nên mạo hiểm thì hơn có lẽ cậu có thể tìm lý do chính đáng để từ chối lời mời của hoàng tộc họ thượng quan đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của tôi còn quyết định thế nào vẫn do cậu long tấn không nói gì nữa lão ta đã nói hết những lời nên nói rồi sở dĩ lão ta nói nhiều như vậy cũng vì tán thưởng dương thanh lão ta không muốn anh bỏ mạng chỉ vì sai lầm nhỏ nhặt đương nhiên dương thanh cũng hiểu ý long tấn cảm thấy rất ấm áp anh im lặng một lúc rồi ngạo nghễ nói cho dù ở hoàng tộc họ thượng quan có cao thủ siêu phàm cảnh thật đến lúc chiến đấu cho dù tôi không thắng nổi thì vẫn tự tin mình có thể sống sót rời khỏi hoàng tộc họ thượng quan chắc chắn tôi sẽ đến hoàng tộc họ thượng quan nghe thấy dương thanh nói thế long tấn thầm thở dài nhưng vẫn nói nếu vậy thì xin chúc cậu thanh giành được sự ủng hộ từ hoàng tộc họ thượng quan cùng lúc đó ở hoàng tộc họ thượng quan trong một căn biệt thự độc lập thượng quan hoàng đang ngồi ở bàn trà bằng gỗ tử đàn phía đối diện lão ta là một lão già tóc bạc em nói xem liệu tên nhóc kia có dám đến hoàng tộc họ thượng quan không thế thượng quan hoàng bỗng nhìn lão già ở phía đối diện lão già lắc đầu mỉm cười em thừa nhận cậu ta là thiên tài võ thuật nhưng cậu ta không hiểu rõ hoàng tộc họ thượng quan trừ thượng quan nhu ra, cậu ta chưa từng tiếp xúc với bất cứ ai khác. Bây giờ trong bốn hoàng tộc lớn, hai hoàng tộc đã lựa chọn ủng hộ Dương Thanh, hoàng tộc họ Diệp tuyên bố muốn đối phó với Dương Thanh, chỉ còn chúng ta chưa tỏ thái độ. Trong tình huống này, khi chúng ta mời Dương Thanh đến hoàng tộc họ thượng quan, cậu ta sẽ không biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì. Thậm chí có khả năng, chúng ta đã bị hoàng tộc họ Diệp thuyết phục, định đối phó cậu ta, anh nói xem, cậu ta còn dám tới hoàng tộc họ thượng quan chắc. Lão già vừa dứt lời, thượng quan hoàng đã lắc đầu, nhấc một ngụm trà, đặt chén trà bằng sứ trắng xuống rồi mỉm cười. Còn anh lại nghĩ, chắc chắn cậu ta sẽ đến hoàng tộc họ thượng quan. Ồ, lão già kinh ngạc nói, sư huynh cho rằng trước những nguy hiểm chưa biết, cậu ta vẫn dám tơi ư. Chẳng lẽ cậu ta không sợ bỏ mạng ở đây à? Lão già này gọi thượng quan hoàng là sư huynh, có thể tưởng tượng được hai người thân thiết với nhau đến mức nào. Thượng, audio điện tử võ tấn bền thượng quan hoàng nghe điện thoại của Diệp Hoàng, hai người trò chuyện rất lâu, còn nội dung cuộc trò chuyện là gì thì chỉ có Thượng Quan Hoàng và Diệp Hoàng biết. Nhưng có thể khẳng định cuộc trò chuyện này rất suôn sẻ, Thượng Quan Hoàng vẫn luôn mỉm cười. Trong lúc Thượng Quan Hoàng và Diệp Hoàng nói chuyện điện thoại, Dương Thanh cũng rời khỏi hoàng tộc họ Long một mình, lên chuyến bay đến hoàng thành họ Thượng Quan. Trong khoang hạng nhất, Dương Thanh ngồi ở vị trí của mình, tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại. Tuy anh rất tự tin, tự thấy khi gặp phải cao thủ siêu phàm ngũ cảnh, cho dù anh không thắng nổi thì cũng có thể chạy trốn. Nhưng anh cũng biết sự tự tin này hơi mù quáng, trước đó, khi đánh với Black Doctor, anh có thể phát huy sức chiến đấu ngang với siêu phàm ngũ cảnh cũng vì Black Doctor đã tiêm liều thuốc siêu hoàn mỹ cho anh, hơn nữa anh còn uống 3 viên thuốc tăng sức chiến đấu mà Phùng Tiểu Uyển đưa nữa. Có thể nói, anh phát huy được sức chiến đấu ngang với siêu phàm ngũ cảnh đã là cực hạn rồi. Nhưng bây giờ, trong tay anh không có thuốc tăng sức chiến đấu, cũng không thể hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng đương nhiên sẽ không phát huy được sức chiến đấu ngang với siêu phàm ngũ cảnh nữa. Anh không biết ở hoàng tộc họ thượng quan có cao thủ siêu phàm cảnh mạnh hơn không, cũng không rõ hoàng tộc họ thượng quan là địch hay bạn. Ê, lên trước ngồi đi, chỗ này của tao mà. Trong lúc Dương Thanh đang lo lắng về việc ở hoàng tộc họ thượng quan có cao thủ siêu phàm cảnh hay không, đầu anh bỗng bị người ta vỗ một cái. Một thanh niên khoảng 20 tuổi đang hống hách nhìn anh, chỉ vào chỗ ngồi phía trước, nói bằng giọng ra lệnh. Lý Bảo Phong, anh định làm gì? Một cô gái trẻ ngồi cạnh Dương Thanh tức giận nhìn chầm chầm vào thanh niên kia, quát lớn. Sở sở, em đừng nóng, chẳng phải tôi chỉ muốn ngồi gần em thôi ư. Thanh niên tên Lý Bảo Phong cười ha hả. Cô gái tên sở sở khoảng hai mươi mấy tuổi, có mái tóc đen dài, khuôn mặt rất xinh đẹp. Rõ ràng hai người này quen nhau. Cô gái tóc dài lạnh lùng nhìn Lý Bảo Phong rồi lập tức xin lỗi Dương Thanh, rất xin lỗi, đã mang lại phiền phức cho anh rồi. Sau khi cô gái xin lỗi, cơn giận vì bị Lý Bảo Phong vỗ đầu của Dương Thanh dần biến mất. Anh không quan tâm đến cô ta nữa, tiếp tục nhắm mắt lại. Thấy Dương Thanh bình tĩnh như thế, không buồn quan tâm đến mình, cô gái tóc dài luôn được chú ý bỗng cảm thấy hơi thất bại. Thấy Dương Thanh không thèm nhìn mình, Lý Bảo Phong sầm mặt, lại vung tay đánh vào đầu Dương Thanh. Bộp, Dương Thanh đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng mở mắt ra, bóp chặt lấy cổ tay Lý Bảo Phong. Anh muốn chết à? Dương Thanh nói với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Đau đau đau, mẹ nó, mày buông ra ngay. Lý Bảo Phong hét lên, trên mặt tràn ngập vẻ tức giận. Đúng lúc này, hai tên đàn ông vạm vỡ lập tức lao đến, phóng sát khí ra, nhìn chầm chầm vào Dương Thanh, buông cậu Phong ra. Cô gái tóc dài cũng sướng sờ, mãi đến khi vệ sĩ của Lý Bảo Phong xuất hiện, cô ta mới hoàn hồn, vội nói với vẻ sợ hãi, anh này, anh mau buông tay ra đi dương thanh có thể nhận thấy cô gái tóc dài không hề lo anh sẽ khiến lý bảo phong bị thương mẹ nó mau buông tay ra mày biết tao là ai không tao là thiếu chủ của nhà họ lý một trong bốn gia tộc lớn ở hoàng thành họ thượng quan đấy mày dám khiến tao bị thương à sau khi máy bay hạ cánh tao sẽ giết mày a à, lý bảo phong chưa nói hết thì đã cảm thấy dương thanh bóp mạnh hơn lập tức hét lên đau đớn nét mặt cũng méo mó vì đau anh mau buông ra đi bằng không tên khốn này sẽ gây phiền phức cho anh đấy. Cô gái tóc dài vội thuyết phục. Cút, Dương Thanh bỗng đẩy mạnh, Lý Bảo Phong lập tức lùi ra sau mấy bước rồi ngồi bệt xuống đất. Ngay sau đó, anh ta tức giận quát, đánh tên khốn này tàn tật cho tôi, mau đánh đi. Lý Bảo Phong, cô gái tóc dài đứng phát dậy, chắn trước mặt Dương Thanh, tức giận nói, anh đừng ấu trĩ thế được không? Quách sờ sở, sở, em tránh ra cho tôi. Lý Bảo Phong tức giận nói, gọi thẳng tên của cô gái tóc dài những hành khách ngồi xung quanh đều sững sờ hình như chưa bao giờ thấy ai đánh nhau trên máy bay họ đang định can ngăn nhưng sau khi biết thân phận của lý bảo phong làm gì còn ai dám mở miệng chứ họ đều nhìn dương thanh bằng ánh mắt đồng cảm chiếc máy bay này đang đến hoàng thành họ thượng quan nhà họ lý lại là một trong bốn gia tộc lớn ở đó lý bảo phong lại là thiếu chủ nhà họ lý bây giờ dương thanh ra tay với anh ta có thể tưởng tượng được dương thanh sắp phải đối mặt với chuyện gì quách sờ sờ chắn trước mặt dương thanh nói với vẻ ái náy anh cứ yên tâm có tôi ở đây rồi lý bảo phong không làm gì được anh đâu dương thanh nhìn cô gái đang chắn trước mặt mình cảm thấy là lạ cô quách xin cô tránh ra cho hắn dám ra tay với thiếu chủ chắc chắn sẽ phải trả giá đắt một vệ sĩ nói với quách sở sở quách sở sở cười lạnh đáng đời anh ta tôi khuyên các anh nên đưa chủ mình về chỗ ngồi nếu chọc tới tôi đừng trách tôi không khách khí đừng quên ở hoàng thành họ thượng quan không chỉ có mỗi nhà họ lý nhà họ quách cũng không yếu đâu nghe thấy thế hai vệ sĩ đang hùng hổ lập tức ỉu xìu nhà họ quách cũng là một trong bốn gia tộc lớn ở hoàng thành họ thượng quan hơn nữa thực lực còn mạnh hơn nhà họ lý thằng nhãi kia có giỏi thì mày đừng xuống máy bay lý bảo phong chỉ vào dương thanh đe dọa một câu rồi quay người về chỗ mình dù sao họ cũng đang ở trên máy bay quách sở sở còn nhúng tay vào nên lý bảo phong cũng không tiện làm gì sau khi Lý Bảo Phong về chỗ ngồi, trong máy bay lại yên tĩnh như cũ, Quách Sở Sở áy náy nói, sau khi đến Hoàng Thành họ thượng quan, anh muốn đi đâu thì cứ để tôi đưa đi. Dương Thanh thản nhiên nhìn Quách Sở Sở rồi lắc đầu, cô không đến được chỗ mà tôi muốn tới đâu. Quách Sở Sở hơi sừng sốt rồi mới hoàn hồn, vẻ áy náy lập tức biến mất. Lòng tốt mà lại bị xem như lòng lang dạ sói, Quách Sở Sở thở hổn hển, nếu không sợ Lý Bảo Phong trả thù anh, tôi cũng mặc kệ anh. Ở Hoàng Thành họ thượng quan, trừ Hoàng tộc họ thượng quan ra, không có chỗ nào mà tôi không đến được. Cứ quyết định thế đi, lát nữa xuống máy bay, anh cứ đi theo tôi, sau khi thoát khỏi Lý Bảo Phong, cho dù anh muốn đi đâu thì tôi cũng không ngăn cản. Dù sao, Lý Bảo Phong nhắm vào anh cũng là vì tôi. Quách sở sở nói rồi không quan tâm đến Dương Thanh nữa, tiếp tục đọc cuốn Chiến tranh và Hòa bình. Cô gái khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo, Dương Thanh ra vẻ không biết làm sao, nhưng cũng biết đối phương có ý tốt sau khi bị quách sở sở ngăn cản lý bảo phong trở lại chỗ ngồi của mình sắc mặt vô cùng âm trầm đôi mắt như chim ưng kia thỉnh thoảng lại nhìn về phía dương thanh trong ánh mắt đầy vẻ uy hiếp nhưng dương thanh không buồn liếc anh ta tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi thấy ánh mắt uy hiếp của mình bị dương thanh coi thường sắc mặt lý bảo phong càng thêm âm trầm anh ta cắn răng nói dám coi thường uy hiếp của tôi đúng là không biết sống chết chẳng mấy chốc đã hai giờ trôi qua Cuối cùng trong khoang trở hành khách cũng vang lên tiếng nhắc nhở máy bay sắp đáp xuống sân bay Hoàng Thành Thượng Quan. Quách sở sở gấp quyển sách chiến tranh và hòa bình lại, vô cùng tò mò nhìn về phía Dương Thanh, thấy anh vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng cô ta lại càng thêm hứng thú với người đàn ông này. Cô ta là người đẹp tiếng tăm lừng lẫy ở Hoàng Thành Thượng Quan, cho dù cô ta đi tới đâu cũng trở thành tiêu điểm. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy có người có thể coi thường vẻ xinh đẹp của mình. Định lạt mềm buộc chặt sao quách sở sở thầm suy nghĩ trong lòng đợi lát nữa đừng quên theo sát tôi máy bay cuối cùng cũng dừng hẳn quách sở sở nhìn về phía dương thanh nói thật sự không cần đâu nơi tôi muốn tới cô thật sự không đi được dương thanh mặt đầy bất đắc dĩ nói thấy quách sở sở tức giận ra mặt anh vội vàng giải thích tôi phải tới hoàng tộc họ thượng quan nếu cô có thể đưa tôi tới đó vậy tôi rất vui lòng nhận ý tốt của cô phi đúng lúc này một chàng cười không hợp thời bỗng vang lên là Lý Bảo Phong. Khi đi ngang qua Dương Thanh, anh ta vừa vặn nghe thấy Dương Thanh nói muốn tới hoàng tộc họ Thượng Quan. Anh ta mặt đầy díu cợt nói, "Xanh con, cậu sợ tôi trả thù, cho nên cố ý nói muốn tới hoàng tộc họ Thượng Quan, nhờ vậy để tôi sẽ bỏ qua cho cậu sao? Hoàng tộc họ Thượng Quan là nơi nào, cậu cũng có tư cách đến đó sao? Cậu tốt nhất cứ đi theo Sở Sở đi, nếu không tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu." Giọng điệu của Lý Bảo Phong đầy vẻ uy hiếp mặc dù quách sở sở cũng cho là dương thanh đang mạnh miệng nhưng lại càng thêm chán ghét lý bảo phong cô ta tức giận nói lý bảo phong tôi cảnh cáo anh một lần cuối đứng kéo người vô tội dính líu đến chuyện giữa tôi và anh lý bảo phong không để ý đến quách sở sở mà đưa ngón trỏ ra chỉ dương thanh nói danh con cậu sẽ hối hận dứt lời anh ta được hai vệ sĩ vây quanh đi xuống máy bay hành lý của quách sở sở rất đơn giản chỉ có một cái ba lô cô ta tức giận nhìn dương thanh ánh mắt hơi mang vẻ thất vọng, anh rất thông minh, cho dù không vào được hoàng phủ họ Thượng Quan, ít nhất ở cửa nhà họ, Lý Bảo Phong cũng không dám động vào anh. Bây giờ tôi sẽ đưa anh tới hoàng phủ họ Thượng Quan, nhưng tôi chỉ có thể đưa anh tới cửa, sau đó chuyện giữa anh và Lý Bảo Phong sẽ không liên quan đến tôi nữa." Dương Thanh cười khổ gật đầu, "Được." Khi nói chuyện, hai người đã đi ra ngoài sân bay, một chiếc Rolls-Royce màu đen đang đậu ở cửa. "Cô chủ một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày ra lập tức tiến lên, vô cùng cung kính nhận lấy ba lô trong tay quét sở sở, nhanh chóng tiến lên, ở cửa xe phía sau ra. Cách chiếc xe này không xa còn có một chiếc Rolls Royce khác, Lý Bảo Phong đang đứng ở cửa xe, khi nhìn Dương Thanh, ánh mắt anh ta tràn đầy vẻ uy hiếp. Bùm, Lý Bảo Phong làm động tác nhắm bắn về phía Dương Thanh, còn phối hợp cả động tác tay, phát ra tiếng súng nổ, sau đó lên xe. Lên xe đi, quét sở sở ở trong xe thúc giục, lúc này dương thanh mới vội vàng lên xe tới cửa hoàng phủ họ thượng quan trước đi chờ sau khi dương thanh lên xe quách sở sở mới dặn dò người đàn ông trung niên vâng cô chủ người đàn ông trung niên vội vàng đáp lời từ đầu đến cuối vẫn không hỏi thêm một câu vô nghĩa sau khi lên xe dương thanh lại nhắm mắt lại không muốn nói chuyện với quách sở sở quách sở sở thầm cười nhạt nhìn dáng vẻ bình tĩnh của dương thanh cô ta vẫn luôn cảm thấy dương thanh đang giả vờ để lạt mềm buộc chặt Nhìn trang phục Dương Thanh đang mặc, chỉ là một người trẻ tuổi rất tầm thường, lúc này lại giả như không quan tâm gì cả, chuyện này khiến cho ấn tượng của Dương Thanh trong lòng Quách Sở Sở nhất thời kém tới cực điểm. Quách Sở Sở bỗng nhiên hơi hối hận, lẽ ra không nên đưa Dương Thanh tới cửa hoàng phủ họ Thượng Quan, cho dù Lý Bảo Phong thật sự muốn đối phó với Dương Thanh cũng không liên quan đến cô ta. "Cô chủ, xe của tên nhóc nhà họ Lý kia vẫn luôn đi theo chúng ta." Người đàn ông ngồi bên cạnh ghế lái đột nhiên cau mày nói, Quách Sở Sở lập tức nhíu mày, liếc nhìn Dương Thanh vẫn đang giả vờ ngủ, tức giận nói: "Xe của Lý Bảo Phong vẫn luôn đi theo chúng ta, chắc là muốn tìm anh báo thù, anh còn có tâm trạng ngủ ngon được sao?" Dương Thanh mở mắt ra, nhìn Quách Sở Sở đang mặt mày tức giận, nói: "Hay là cô ném tôi ở đây cũng được, tôi sẽ tự tới Hoàng tộc họ Thượng Quan." Anh chấm ANS, Quách Sở Sở giận đến bỗng nhiên không biết phải nói gì. Cho dù cô ta hơi hối hận vì muốn đưa Dương Thanh tới cửa Hoàng phủ họ Thượng Quan, nhưng nhìn dáng vẻ ngu ngơ không biết gì của anh, cô ta lại rất tức giận. Nếu không phải bởi vì mình ngồi bên cạnh Dương Thanh, nên mới khiến Lý Bảo Phong muốn đối phó với anh, cô ta vốn cũng chẳng quan tâm đến Dương Thanh làm gì. Quay đầu, trở về nhà họ Quách, Quách sở sở cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng mình xuống, sau đó dặn dò tài xế. ấy ấy ấy, đừng quay đầu chứ, Dương Thanh lập tức sốt ruột, vội vàng nói, hay là cô cứ ném tôi ở đây đi, đưa tôi tới nhà họ Quách làm gì chứ tôi thật sự muốn tới hoàng tộc họ thượng quan, là nhà họ mời tôi tới. Dương Thanh còn muốn nói tiếp, lại bị quách sở sở đã sớm ở danh giới tức giận cắt ngang, im miệng. Lúc này quách sở sở đã thật sự rất tức giận. Trước đó Dương Thanh nói muốn tới hoàng tộc họ thượng quan, cô ta đã hơi không nhịn được rồi, không ngờ bây giờ anh còn dám nói khoác không biết ngượng là hoàng tộc họ thượng quan mới anh tới đó. Chuyện này sao có thể? Trong mắt cô ta, Dương Thanh đang lạt mềm buộc chặt, coi cô ta như cô bé mới ra đời không lâu, cố ý phô trương mối quan hệ không có cơ sở của mình để hấp dẫn cô ta. Nhìn vẻ mặt tức giận của quách sở sở, Dương Thanh thở dài, không nói thêm gì nữa, chỉ có thể tạm thời đi theo quách sở sở tới nhà họ quách trước, sau đó tới hoàng tộc họ thượng quan vậy. Lúc này, Lý Bảo Phong đang ở trong chiếc xe rô roi phía sau thấy quách sở sở quay đầu muốn về nhà họ quách thì vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Còn đàn bà đê tiện này lại muốn đưa thằng danh kia kia về nhà họ quách, nhất định là đang tát vào mặt tôi anh ta đã theo đuổi quách sở sở rất lâu rồi trong lớp người trẻ ở hoàng thành thượng quan ai cũng biết quách sở sở đã sớm trở thành người phụ nữ của anh ta ngay khi dương thanh đang bị quách sở sở đưa về nhà họ quách ở sân bay quốc tế hoàng thành thượng quan một chiếc râu roi dáng dài đang đậu ở bãi đậu xe chuyến bay từ hoàng thành long đến hoàng thành thượng quan đã tới rồi mà tại sao vẫn chưa thấy dương thanh đi ra bên trong xe một cô gái xinh đẹp cố ý chú tâm ăn mặc gương mặt tinh xảo đầy vẻ nghi ngờ Cô chủ, có phải trong mấy phút kẹt xe vừa rồi, cậu Thanh đã ngồi xe của mình tới hoàng phủ rồi không?" Đối diện cô gái, một ông lão có khí thế rất khủng bố, lên tiếng hỏi. "Vừa rồi trên đường tới sân bay có bị kẹt xe khoảng 10 phút, theo lịch trình thì họ sẽ tới đúng lúc chuyến bay của Dương Thanh hạ cánh." Nhưng chẳng ai ngờ được chuyến bay của Dương Thanh lại hạ cánh trước khoảng 5 phút so với kế hoạch, nên đúng lúc bỏ lỡ bọn họ. Cô gái này không phải ai khác chính là Thượng Quan Nhu đang tới đón Dương Thanh. Cô chủ, đã tra được chuyến bay của cậu Thanh hạ cánh trước 5 phút, khoảng 10 phút trước, cậu Thanh đã được xe của nhà họ Quách đón đi cùng quét sở sở rồi. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên lên xe, nhìn về phía thượng quan nhu, vẻ mặt vô cùng cung kính nói. Quách sở sở đưa cậu ấy đi rồi. Sau khi biết được tin này, khuôn mặt xinh đẹp của thượng quan nhu đầy vẻ kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của cô ta, Dương Thanh vốn không quen biết quách sở sở, tại sao lại được cô gái này đón đi. Tới nhà họ quách, lúc này, Thượng quan Nhu lập tức ra lệnh. Lúc này, Dương Thanh đã được xe của Quách Sở Sở đưa về nhà họ Quách, một trang viên vô cùng rộng lớn sang trọng ở trong Hoàng Thành Thượng quan. Bên trong trang viên, khắp nơi đều là vệ sĩ bậc vương cảnh, trong đó còn có mấy cao thủ thần cảnh, chuyện này làm cho anh hơi kinh ngạc trong lòng. Không ngờ trong một gia tộc ở Hoàng Thành Thượng quan lại có nhiều cao thủ thần cảnh như vậy, chắc là có 6 tên, trong đó còn có một cao thủ thần cảnh đỉnh phong, ngoài ra còn có một cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh. Đội ngũ thế này, cho dù nói nhà họ Quách là hoàng tộc cũng không hề quá đáng. Đến rồi, xe dừng trước một biệt thự biệt lập sang trọng. Sau khi xuống xe, Quách Sở Sở nhìn về phía Dương Thanh, nói: "Anh cứ đợi ở biệt thự này một lát trước đi, tôi phải đi gặp ông nội." Dứt lời, cô ta dặn dò một hầu gái ở bên cạnh, "Cô đưa anh ta đi nghỉ ngơi một lát trước đi." "Vâng, cô chủ." Hầu gái đáp. Dương Thanh cũng không nói nhiều, đi vào biệt thự cùng hầu gái. Nếu đã tới thì an tâm ở lại cứ coi như là nghỉ ngơi một lát, dù sao cũng chưa định thời gian gặp mặt thượng quan hoàng, tới trễ một chút cũng không sao. Sau khi quách sở sở và dương thanh tách ra, cô ta đi thẳng tới một biệt thự độc lập. ông nội, sau khi đi vào phòng, quách sở sở cung kính chào quách thắng đang ngồi trên ghế mây thưởng thức trà. quách thắng là chủ gia tộc họ quách. quách thắng hơi gật đầu, mặt đầy tươi cười nhìn quách sở sở, hỏi chuyện xử lý thế nào rồi. quách sở sở lắc đầu, khuôn mặt mang chút tự trách, nhận lỗi. Ông nội, xin lỗi ông, cháu chưa hoàn thành nhiệm vụ ông giao cho, khiến ông phải thất vọng rồi. Ồ, Quách Thắng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cháu không nói thân phận của mình cho tập đoàn Nhãn Thanh sao? Quách sở sở thấp giọng nói, cháu chỉ gặp được Tổng Giám Đốc Lạc Bân của tập đoàn nhạn Thanh, chưa gặp được Dương Thanh, cháu đã nói rõ thân phận của mình rồi. Chỉ là xếp lạc hoàn toàn không thích cháu, nói Dương Thanh vô cùng coi trọng dự án thành cửu châu, tập đoàn Nhãn Thanh muốn một mình tự hoàn thành, không muốn hợp tác với bất kỳ ai ngay cả Dương Thanh cũng không ngờ Quách Sở Sở lại tới Tập đoàn Nhạn Thanh để tìm cơ hội hợp tác hoàn thành dự án thành cửu châu. Nghe Quách Sở Sở nói vậy, Quách Thắng nở nụ cười khổ sở. Đối phương không đồng ý cũng là bình thường thôi. Với tài lực của Tập đoàn Nhạn Thanh, họ hoàn toàn không cần hợp tác với chúng ta. Nhìn nét mất mát trong mắt ông nội, Quách Sở Sở hơi không đành lòng, vội vàng nói: Ông nội, ông yên tâm đi, cháu nhất định sẽ nghĩ cách gặp được Dương Thanh. Xếp lạc chỉ là tổng giám đốc của Tập đoàn Nhạn Thanh. Có một số chuyện ông ấy không thể quyết định được, chỉ cần gặp được Dương Thanh, nhất định sẽ có cách để anh ta đồng ý, ở nhà họ Quách cũng tạo nên một thành Cửu Châu. Quách Thắng lắc đầu, không nên cưỡng cầu, ông cũng chỉ vì vô cùng thích bố cục của thành Cửu Châu, nếu thật sự có thể thiết kế trang viên nhà họ Quách thành một thành Cửu Châu, cũng cần hao phí rất nhiều công sức và tài lực, nếu đối phương đã không muốn hợp tác thì thôi vậy. Quách sở sở không nói gì thêm nữa, chỉ là sâu trong đáy mắt tràn đầy vẻ kiên định, thầm thề trong lòng nhất định phải nghĩ cách để gặp được Dương Thanh. Nếu cô ta biết Dương Thanh đã bị cô ta cưỡng ép mang tới nhà họ quách, có phải sẽ buồn chết hay không? Ông chủ, Lý Bảo Phong của nhà họ Lý xin gặp. Ngay lúc này, lão quản gia nhà họ quách đi vào, cung kính nói với quách thắng. Thằng nhóc nhà họ Lý muốn gặp tôi, quách thắng nhíu mày, ánh mắt nhìn quách sở sở đầy vẻ nghi ngờ. Đương nhiên lão ta biết Lý Bảo Phong vẫn luôn theo đuổi quách sở sở, chỉ là hình như cháu gái không định gặp thằng nhóc đó. Sắc mặt quách sở sở hơi khó coi, cắn đôi môi đỏ mọng, Cô ta nói với Quách Thắng: "Ông nội, cháu thật sự không thích Lý Bảo Phong, thậm chí còn rất ghét anh ta, hy vọng ông nội có thể hủy bỏ hôn ước của cháu và anh ta." Quách Sở Sở và Lý Bảo Phong có hôn ước, Quách Thắng nhìn Quách Sở Sở thật sâu, sau đó nói: "Cháu cũng biết nhà họ Lý đi lại rất gần với hoàng tộc, trong gia tộc cũng có cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh, hiện giờ không thích hợp đắc tội với nhà họ Lý. Nếu chúng ta nhất quyết hủy bỏ hôn ước của cháu và cậu ta, nhà họ Lý nhất định sẽ không bỏ qua cho nhà họ Quách chúng ta." nghe quách thắng nói vậy quách sở sở ngân ngấn lệ nhà họ quách chúng ta có năm cao thủ thần cảnh cũng có tồn tại bán bộ siêu phàm cảnh chẳng lẽ còn sợ nhà họ lý sao quách thắng mặt đầy đau khổ nói cháu cũng biết nhà họ quách chúng ta không tự có cao thủ võ thuật hàng đầu cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh cũng phải tốn giá cao để mời tới trừ khi lúc nhà họ quách đối mặt với sinh tử tồn vong lão ta mới ra tay chỉ dựa vào ông nội là một cao thủ thần cảnh đỉnh phong thì không thể làm gì được nhà họ lý nếu bị nhà họ lý chèn ép nói không chừng còn bị hoàng tộc họ thượng quan chèn ép nữa. Quách sở sở gật đầu, mắt đỏ lên nói, ông nội, cháu biết rồi. Để thằng nhóc đó vào đi, quách thắng dặn dò lão quản gia bên cạnh. Chẳng mấy chốc Lý Bảo Phong đã được lão quản gia dẫn vào. Bảo Phong xin chào ông quách, Lý Bảo Phong hơi cúi người với quách thắng, thái độ hết sức cung kính. Quách thắng gật đầu hỏi, ông nội cậu khỏe không? Lý Bảo Phong vội vàng đáp lại, cảm ơn ông quách đã nhớ thương, ông nội rất khỏe mạnh vẫn luôn muốn cháu tới hỏi thăm ông. Hôm nay mới từ bên ngoài trở về, cháu đã tới đây hỏi thăm ông trước. Ha ha, tốt lắm." Quách Thắng cười nói, sau đó chỉ chiếc ghế mây ở bên cạnh, "ngồi đi." Sau khi ngồi xuống, Lý Bảo Phong mới nhìn Quách Sở Sở, cười nói, "Sở Sở, chúng ta lại gặp nhau rồi." Quách Sở Sở hừ một tiếng, không thèm quan tâm đến người đàn ông đáng ghét này. "Ông Quách, hôm nay cháu đến gặp ông là có chuyện muốn nhờ ông." Lý Bảo Phong bỗng nhìn về phía Quách Thắng, nói, cháu muốn sớm ngày thành hôn với sở sở, ông nội cháu cũng nói hy vọng trước đại thọ 80, ông có thể thấy cháu kết hôn. Nghe những lời này của anh ta, Quách sở sở nhất thời nóng này. Còn nửa tháng nữa là đến đại thọ 80 của ông nội Lý Bảo Phong, như vậy nói cách khác, nhà họ Lý muốn cưới cô ta trong nửa tháng này. Đối với lời cầu xin của Quách sở sở, Quách Thắng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Dù lão ta không muốn cháu gái mình cưng chiều nhất khổ sở, nhưng dẫu sao quách sở sở cũng là phụ nữ, ở nhà họ quách, phụ nữ dẫu có ưu tú hơn nữa cũng chỉ có thể trở thành vật hy sinh của hôn nhân. Mấy cao thủ đã rời khỏi phòng, hiển nhiên là đi làm việc theo lệnh của quách thắng. Nhìn quách sở sở hốt hoảng cầu xin, trên mặt lý bảo phong đầy vẻ đắc ý, đây chính là chuyện nội bộ của nhà họ quách. Mặc dù nhà họ Quách và nhà họ Lý cùng cấp bậc gia tộc, nhưng thực lực của họ không bằng, chỉ cần nhà họ Lý muốn thì họ Quách có thể nhanh chóng bị tiêu diệt. Đương nhiên, mặc dù cao thủ đứng đầu nhà họ quách cơ bản tất cả đều nhờ tiêu tốn tài lực rất lớn để mời tới nhưng dẫu sao nhà họ quách cũng là một trong những gia tộc hàng đầu ở hoàng thành thượng quan nếu hai đại gia tộc thật sự phải quyết chiến cho dù cuối cùng kẻ bị tiêu diệt nhất định là nhà họ quách nhưng nhà họ lý cũng sẽ bị thiệt hại đây cũng là lý do vì sao đã qua nhiều năm như vậy nhà họ lý vẫn không động vào nhà họ quách lý bảo phong đồ khốn kiếp quách sờ sờ thờ hồn hền biết cầu xin quách thắng cũng vô dụng nhất thời vô cùng căm tức nhìn lý bảo phong nói chỉ bằng những hành động ngang ngược của anh ngày hôm nay cho dù tôi có gả cho anh anh cũng chỉ có được một cái xác vô hồn mà thôi đáy mắt lý bảo phong thoáng qua một tia lạnh lẽo nếu như không phải thực lực của anh ta không bằng quách sở sở thì chỉ bằng mấy lời vừa rồi đã đủ để anh ta ra tay cho dù anh ta ra tay ngay trước mặt quách thắng lão ta cũng không dám làm gì anh ta nhưng biết làm sao anh ta đánh không lại quách sở sở ông quách ông cũng nhìn thấy rồi đấy bây giờ sở sở rất có thành kiến với cháu sau này cô ấy gả vào nhà họ lý rồi nếu cô ấy có bị tổn thương gì cháu nghĩ ông quách nhất định có thể hiểu được đúng không lý bảo phong nhìn về phía quách thắng hít mắt nói trong lời nói của anh ta tràn đầy hàm ý uy hiếp quách thắng sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm khi nhìn về phía lý bảo phong ánh mắt lóe lên vẻ tàn khốc cậu đang uy hiếp tôi cảm nhận được sự tức giận của quách thắng lý bảo phong thầm sợ hãi cho dù nhà họ quách không địch lại nhà họ lý nhưng quách thắng cũng cùng cấp bậc với chủ gia tộc họ lý nếu thật sự chọc giận quách thắng sợ là anh ta cũng không có trái ngon mà ăn cháu không dám lý bảo phong vội chối sau đó còn nói cháu chỉ thuận miệng nói vậy thôi ông quách nghe như gió thoảng bên tai là được hừ quách thắng lạnh giọng nói lý bảo phong thu lại mấy trò mèo của cậu đi cho dù nhà họ quách tôi yếu thế nhưng nếu thật sự phải liều mạng đánh với nhà họ lý một trận cũng có thể kéo nhà họ Lý xuống đài. Sở sở là đứa cháu tôi yêu thích nhất, sau này gả vào nhà họ Lý rồi, nếu để tôi biết cậu dám bắt nạt nó thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Lúc này, khí thế kinh người của Quách Thắng tràn ngập khắp phòng. Dầm, lão ta bỗng nhiên giơ tay lên, sau đó đánh xuống một trường, cái bàn trà có giá trị không rẻ nháy mắt hóa thành bột phấn. Bên trong căn phòng tràn ngập áp lực sức mạnh võ thuật đáng sợ. Quách Thắng là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, mà Lý Bảo Phong chỉ mới ở cảnh giới vương cảnh hậu kỳ, lúc này trước cơn nóng giận của Quách Thắng, Lý Bảo Phong cũng run run. "Ông Quách, cháu biết lỗi rồi." Lý Bảo Phong thu lại sự ngạo mạn, vội vàng xin lỗi, sau đó lên tiếng đảm bảo, "Xin ông hãy yên tâm, sở sở gả cho cháu rồi, cháu nhất định sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, tranh thủ để cô ấy sớm ngày yêu cháu." Hy vọng cậu có thể nói được làm được, Quách Thắng lạnh giọng nói đúng lúc này một chiếc Rolls Royce dáng dài từ từ lái vào nhà họ Quách vô cùng thuận lợi dừng lại trước cửa phòng Quách Thắng ông chủ cô chủ thượng quan tới lão quản gia mặt đầy hốt hoảng lao vào phòng nói với Quách Thắng cô thượng quan còn ngồi chiếc xe của thượng quan hoàng tới đây cái gì lúc đầu nghe tin cô thượng quan tới Quách Thắng cũng không quá kinh ngạc nhưng khi nghe cô ta ngồi chiếc xe của thượng quan hoàng tới nhà họ Quách lão ta nhất thời biến sắc lão ta vội vàng đứng lên vừa đi ra ngoài vừa bất mãn nói. Sao các người không thông báo với tôi sớm một chút? Ở gia tộc Thượng Quan, có thể được gọi là cô chủ Thượng Quan, chỉ có một người, đó là Thượng Quan Nhu. Sau khi biết Thượng Quan Nhu đến, Lý Bảo Phong cũng vô cùng kinh ngạc. Với hiểu biết của anh ta, hoàng tộc họ Thượng Quan chẳng xem trọng nhà họ Quách cho lắm, mà Thượng Quan Nhu lại là cánh tay đắc lực của Thượng Quan Hoàng, sao cô ta lại bất ngờ tới nhà họ Quách? Quan trọng nhất là Thượng Quan Nhu lại ngồi xe của Thượng Quan Hoàng tới đây, chuyện này đúng hơi đáng chú ý. Ở Hoàng Thành Thượng Quan, cái tên Thượng Quan Nhu vô cùng nổi tiếng, bởi vì cô ta là cao thủ có thiên phú võ thuật mạnh nhất trong hoàng tộc họ Thượng Quan. Không chỉ như vậy, cô ta còn được lập là người thừa kế đời thứ ba của hoàng tộc họ Thượng Quan. Chuyện này còn chưa đủ, khiến người ta khiếp sợ hơn là Thượng Quan Hoàng đã từng tỏ thái độ, khi lão ta thoái vị, nếu trong đời thứ hai của hoàng tộc họ Thượng Quan không ai có thực lực võ thuật vượt qua Thượng Quan Nhu, thì lão ta sẽ để cô ta thừa kế hoàng vị. Chuyện này có thể thấy, thân phận của Thượng quan Nhu trong hoàng tộc họ Thượng quan cao quý đến mức nào. Quách Thắng còn chưa đi ra khỏi phòng, đã thấy một cô gái ăn mặc duyên dáng sang trọng đi vào cùng một cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Cô chủ Thượng quan, Quách Thắng vội vàng tiến lên, hơi cúi người với Thượng quan Nhu. Khiến cho lão ta khiếp sợ chính là, Thượng quan Nhu vừa mới đột phá thần cảnh sơ kỳ không bao lâu, lúc này trên người lại mơ hồ tràn ngập hơi thở cảnh giới thần cảnh trung kỳ. Quách Thắng thầm hoảng hốt, người có thiên phú võ thuật cao như vậy, dõi mắt khắp chiêu châu này liệu rằng có được mấy ai? Xin chào cô Nhu, lúc này Lý Bảo Phong cũng tiến lên, hơi cúi đầu nói. Thượng quan Nhu không thèm nhìn Lý Bảo Phong lấy một cái, chỉ khẽ gật đầu với Quách Thắng, ông chủ Quách không cần đa lễ. Quách Thắng vội vàng hỏi, không biết cô chủ thượng quan tới nhà họ Quách là có gì muốn căn dặn sao? Thượng quan Nhu không lên tiếng, đôi mắt đẹp kia bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng Quách Thắng, dừng lại trên người Quách sở sở thấy thượng quan nhu nhìn về phía mình quách sở sở hơi căng thẳng không hiểu tại sao hoàng chủ tương lai của hoàng tộc họ thượng quan lai nhìn chằm chằm mình chuyện căn dặn thì không có hôm nay tôi tới đây để đón một vị khách quý ánh mắt thượng quan nhu nhìn quách sở sở cũng không bao lâu thoáng cái đã rời mắt đi nhìn quách thắng nói khách quý quách thắng mặt đầy kinh ngạc không chỉ lão ta ngay cả quách sở sở và lý bảo phong cũng thầm căng thẳng nhất là Lý Bảo Phong, trong lòng anh ta đang vô cùng lo lắng. Có thể khiến Thượng Quan Nhu tự mình tiếp đãi như khách quý, có thể tưởng tượng được thân phận của đối phương cao quý thế nào. Đối phương lại đang ở nhà họ quách, vậy há chẳng phải nhà họ quách có thể nhờ vào vị khách quý này để một bước lên trời sao? Hôm nay là thời điểm quan trọng của cuộc hôn nhân giữa nhà họ Lý và nhà họ Quách, một khi xảy ra vấn đề, vậy những toan tính của nhà họ Lý sẽ tan thành mây khói. Ý của cô chủ thượng quan là khách quý cô muốn đón đang ở nhà họ quách chúng tôi sao? Sau một thoáng sửng sốt, quách thắng vội vàng hỏi. Thượng quan nhu gật đầu, sau đó ánh mắt lại liếc về phía quách sở sở, trên mặt còn mang theo mấy phần hài hước, cười nói, cô sở, cô đưa khách quý của tôi về nhà họ quách rồi, bây giờ có phải nên trả người lại cho tôi không? Nghe vậy, sắc mặt quách sở sở lập tức thay đổi. Cô ta bỗng nhớ ra, anh chàng cô ta đón từ sân bay kia đã từng nói anh muốn tới hoàng tộc họ thượng quan cũng chỉ có người trẻ tuổi kia được cô ta đưa về nhà họ Quách. Hôm nay, thượng quan Nhu ngồi xe của thượng quan Hoàng, tự mình tới nhà họ Quách để tìm người cô ta cần, như vậy khách quý thượng quan Nhu muốn đón là ai không phải đã rất rõ rồi sao? Không chỉ Quách Sở Sở ngây dại vì kinh sợ, Quách Thắng cũng đã dại mặt ra. Dĩ nhiên lão ta biết, Quách Sở Sở đón một người trẻ tuổi về nhà nên mới khiến Lý Bảo Phong nổi cơn thịnh nộ, chạy tới nhà họ Quách. Khi Lý Bảo Phong tỉnh táo lại, chợt cảm thấy toàn thân lạnh buốt lạnh đến nỗi anh ta run lên lập cập. Nếu người trẻ tuổi trên máy bay đó chính là khách quý của Thượng quan Nhu thì chẳng phải người đó bị buộc tới nhà họ Quách chính là vì anh ta sao? "Cô Nhu, tôi muốn hỏi, vị khách quý mà cô nói có phải là một chàng trai chừng 27, 28 tuổi không?" Lý Bảo Phong lo sợ hỏi. Những chuyện xảy ra trên máy bay, Thượng quan Nhu đều đã biết cả, cô ta nhìn Lý Bảo Phong lo lắng bồn chồn liền biết anh ta đang sợ hãi điều gì. Quách Thắng và Quách Sở Sở đều nhìn về phía Thượng quan Nhu sắc mặt khẩn trương, đợi đáp án của cô ta. Thượng quan Nhu cười nhẹ một tiếng, nheo mắt nhìn Lý Bảo Phong, nói, xem ra, anh Phong đây đã gặp khách quý của tôi rồi nhỉ. Thực ra, cậu ấy không phải là khách quý của tôi mà là khách quý của ông nội tôi. Lần này cậu ấy tới Hoàng Thành Thượng Quan là do nhận được lời mời của ông nội tôi nên mới bớt thời gian tới Hoàng Tộc Họ Thượng Quan một chuyến. Thượng Quan Nhu vừa nói đến đây, Lý Bảo Phong tức thì cảm thấy một luồng hơi lạnh đang từ lòng bàn chân sông thẳng lên đỉnh đầu. Quách Thắng cũng loạn choạng lùi lại phía sau, mặt đầy sợ hãi. Quách Sở Sở không phản ứng mãnh liệt như Lý Bảo Phong và Quách Thắng, nhưng gương mặt xinh đẹp cũng tràn đầy kinh sợ. Thì ra, đúng là anh ấy muốn tới Hoàng Thành Thượng Quan, hơn nữa còn là được Thượng Quan Hoàng mời tới. Không ổn rồi, Quách Thắng bỗng nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, quay đầu lao ra ngoài, chỉ bỏ lại một câu: Cô chủ Thượng Quan, xin lỗi không tiếp chuyện được lão ta vừa mới ra lệnh cho người phế bỏ tay chân của Dương Thanh, nay thượng quan nhu lại đích thân tới nhà họ quách đón người quen, nếu Dương Thanh bị đánh tàn phế ở đây, chỉ sợ hôm nay sẽ là ngày diệt vong của nhà họ quách. Quách sở sở cũng tỉnh táo lại, biết quách thắng muốn đi ngăn cản cao thủ nhà mình ra tay với Dương Thanh, cô ta cũng lo lắng ra mặt. Lý Bảo Phong vốn đang phập phồng lo sợ, chợt nghĩ tới chuyện quách thắng vừa phái người đi đánh phế tay chân Dương Thanh, nỗi sợ hãi trong lòng tức thì tan biến, thậm chí sắc mặt còn có chút hả hê. Cô Nhu, hẳn cô còn chưa biết, vừa rồi ông chủ quách còn phái người đi đánh phía tay chân khách quý của cô, chắc ông ta đang muốn đi ngăn lại đây mà. Lý Bảo Phong vội vàng tiến đến, cười cười giải thích như muốn tranh công. Thế à, Thượng Quan Nhu cười nhạt một tiếng, nhìn Lý Bảo Phong, mặt lộ vẻ châm chọc. Chớ nói cao thủ của nhà họ quách, ngay cả ông nội cô ta là Thượng Quan Hoàng còn chưa phải đối thủ của Dương Thanh đâu. Có thể nói, trong Hoàng thành Thượng Quan này, người có thể gây thương tổn cho dương thanh còn chưa sinh ra đâu thượng quan nhu không lo lắng chút nào lý bảo phong vẫn chưa chú ý tới tia châm chọc trong đáy mắt thượng quan nhu anh ta hấp tấp gật đầu nói thật đấy chưa biết chừng vị khách quý của cô đã bị cao thủ nhà họ quét đánh gãy tay chân rồi cũng nên quách sở sở lập tức nóng ruột vội vã bảo chị nhu xin chị đừng nóng chuyện này vốn là một hiểu lầm lý bảo phong cố ý chia rẽ quan hệ giữa tôi và vị khách quý của chị để buộc nhà họ Quách ra tay với anh ấy ông nội tôi cũng là bất đắc dĩ lắm mới phái người đi đánh hỏng tay chân khách quý của chị. Xin chị, quét sở sở còn chưa nói xong, Lý Bảo Phong đã cắt ngang, em cầm mồm ngay cho tôi. Lý Bảo Phong tỏ vẻ giận dữ nói, chuyện này có liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ tiện đường tới thăm ông nội em một lát, ai ngờ ông ta có tật giật mình, sợ tôi biết em mang đàn ông lạ về nhà, khiến nhà tôi khó chịu nên mới phái cao thủ đi đánh phế tay chân người ta. Không phải như thế, không phải thế đâu quách sở sở cuống cuồng giải thích sợ đến suýt khóc chị nhu thật sự không phải thế mà xin chị đừng nghe anh ta nói linh tinh rõ ràng chính miệng anh ta đã đe dọa ông nội tôi em lý bảo phong còn định nói gì đó thượng quan nhu đã phẫn nộ quát lớn cầm miệng đi lý bảo phong hoảng hốt nuốt luôn nửa câu chưa kịp nói vào trong không dám lên tiếng nữa quách sở sở cũng im bặt khẩn trương nhìn thượng quan nhu nụ cười trên môi thượng quan nhu đã biến mất từ lâu cô ta lạnh lẽo nhìn hai người kia các người đừng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau đợi cậu thanh tới sự thật thế nào tôi sẽ biết ngay vừa nói cô ta vừa quét mắt lạnh lùng nhìn lý bảo phong thượng quan nhu đã biết vì sao dương thanh lại bị quách sở sở mang về nhà họ quách đầu đuôi sự việc đều do gã lý bảo phong này cả cùng lúc đó bên trong biệt thự của quách sở sở quách sở sở bỏ dương thanh lại đây rồi đi tìm quách thắng trong biệt thự này cũng có người chăm sóc cho anh anh đang ngồi trên sofa, tiện tay qua một tờ báo của Hoàng Thành Thượng Quan lên đọc. Đúng lúc này, hai lão già mang theo hơi thở võ thuật khá mạnh hùng hổ xông vào. "Mày chính là gã đàn ông được cô chủ mang về đây đúng không?" Lão già đi đầu lạnh lùng nhìn Dương Thanh, chất vấn. Hai người này đều đằng đằng sát khí, Dương Thanh nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn gật đầu nói, "Tôi đúng là được cô chủ nhà các ông mang tới đây, có việc gì sao?" "Lên đi, xác nhận đúng người rồi." hai lão già kia không phân trần gì thêm, lập tức xông về phía Dương Thanh. Lúc này Dương Thanh mới nhận ra, hai người này tới đây tìm mình với mục đích không tốt lành gì. Nhưng anh thực sự không hiểu, vì sao người nhà họ quách lại đột nhiên muốn tấn công mình. Địa vị của quách sở sở ở nhà họ quách này rất cao, những người này rõ ràng biết mình được quách sở sở mang về lại vẫn dám ra tay tấn công mình. Dương Thanh ngồi yên trên sofa, thờ ơ nhìn hai lão già thực lực chỉ mới đến vương cảnh hậu kỳ đang chia làm hai phía sông tới chỗ mình. Uyên, đúng lúc này Dương Thanh đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn uống trà. Một luồng uy lực võ thuật khủng bố chợt bùng nổ từ trên người anh, chiếc bàn đá cẩm thạch tức thì vỡ toát thành nhiều mảnh, bay vụt về phía hai lão gia vương cảnh hậu kỳ. Uyên, Uyên, thân thể hai người đều bị mảnh đá cẩm thạch bắn trúng, bay ngược lại phía sau, rơi ra bên ngoài biệt thự như thể vừa bị đập một đòn rất mạnh. Dương Thanh vẫn bình thản ngồi trên sofa nhìn ra. Tuy anh không hiểu đã có chuyện gì xảy ra nhưng cũng đã rõ hai người này chắc chắn không phải do quách sở sở phái tới. Quách sở sở cưỡng chế dẫn anh tới nhà họ quách, mặc dù thái độ hơi vô lễ nhưng cũng là có lòng tốt, dĩ nhiên anh sẽ không ra tay quá đáng với người nhà cô ta. Ngay khi quách thắng nhìn về phía Dương Thanh, anh cũng đang nhìn lão ta. Từ cung cách ăn mặc của quách thắng cùng với hơi thở võ thuật thần cảnh tản ra từ trên người lão ta, Dương Thanh có thể đoán được, người này chính là ông nội của quách sở sở, chủ gia tộc họ quách, quách thắng. Lúc này, Lòng Quách Thắng đã tràn ngập khiếp sợ. Lão ta đã đạt tới cảnh giới thần cảnh đỉnh phong nhưng vẫn không thể cảm nhận được hơi thở võ thuật trên người Dương Thanh. Như thế, Dương Thanh chỉ là một người bình thường. Nhưng lão ta biết rất rõ, một người có thể nháy mắt đánh bay hai cao thủ vương cảnh hậu kỳ, chắc chắn không thể là người thường. Nếu vậy, chỉ còn một khả năng, cảnh giới võ thuật của Dương Thanh đã vượt xa lão ta, cho nên lão ta mới không thể cảm nhận được hơi thở võ thuật của anh. Lão ta lại liên tưởng tới việc thượng quan nhu ngồi trên xe dành riêng cho thượng quan hoàng, đích thân tới đây đón người này, còn nói đây là khách quý mà thượng quan hoàng muốn gặp. Trong đầu Quách Thắng chợt xuất hiện một cái tên quen thuộc, Dương Thanh. Khắp thế giới này, chỉ có một người trước 30 tuổi đã có thể đạt tới siêu phàm cảnh, chính là Dương Thanh đến từ Yến Đô. "Xin hỏi, cậu đây có phải họ Dương không ạ?" À? Quách Thắng bước nhanh vào phòng khách, đứng trước mặt Dương Thanh, thận trọng rè dặt hỏi. Dương Thanh khẽ gật đầu, Tôi là Dương Thanh, ông đây là người đứng đầu nhà họ Quách, ông nội của Quách sở sở đúng không? Xác nhận đúng người, Quách Thắng càng thêm sợ hãi, nghĩ tới chuyện mình vừa phái hai cao thủ vương cảnh hậu kỳ đi đánh phía tay chân Dương Thanh, lão ta càng hoảng sợ tột cùng. Bịch, dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Thanh, Quách Thắng quỳ xuống đất, thân mình còn run lên nhẹ nhẹ, thấp thỏm nói, xin cậu Thanh bất giận, tôi không biết cậu chính là Dương Thanh, mong cậu tha thứ. Xin ông chủ Quách đứng lên đi, Dương Thanh lách người, xuất hiện trước mặt quách thắng nhanh nhẹn đỡ lão ta đứng dậy anh không phải người không biết điều hai cao thủ vương cảnh hậu kỳ kia vừa xuất hiện đã ra tay với anh nhưng trong mắt anh đó chỉ là hai con kiến mà thôi một người đứng trên cao việc gì phải tức giận vì hai con kiến đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là cô gái quách sở sở này thật sự rất thiện lương dương thanh có ấn tượng rất tốt với cô ta thế cho nên anh cũng có ấn tượng khá tốt với nhà họ quách cử chỉ của dương thanh khiến quách thắng vừa mừng vừa sợ Lão ta hỏi, "Cậu Thanh, cậu không tức giận sao?" Dương Thanh lắc đầu cười nói, "Cô cháu Quách Sở Sở của ông là một cô gái rất tốt bụng." Một lời nhận định đã cho Quách Thắng một đáp án. Đáp án này khiến nỗi lo âu vẫn đè nặng đáy lòng Quách Thắng nãy giờ đột nhiên biến mất, lão ta mừng rỡ vô cùng. Trước đó, lão ta đã nghe nhiều tin đồn về Dương Thanh. Một cao thủ mới 28 tuổi đã đạt tới thực lực siêu phàm cảnh, đây quả thực là loại người mà nhà họ Quách không thể với tới. Nhưng nay một người ở vị trí xa vời như vậy lại đột nhiên xuất hiện ở nhà lão ta. "Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu Thanh." Quách Thắng vội vàng nói lời cảm tạ, sau đó bổ sung, "À đúng rồi, cô Nhu của Hoàng tộc Thượng Quan đã tới đón cậu, để tôi đưa cậu đi gặp cô ấy được chứ ạ?" À? "Được, lát sau." Quách Thắng đã dẫn Dương Thanh tới chỗ Thượng Quan Nhu. Lần thứ hai gặp Dương Thanh, Thượng Quan Nhu vui mừng lắm, nhìn chàng thanh niên còn nhỏ hơn mình 2 tuổi nhưng thiên phú võ thuật lại vượt xa mình, cô ta thực lòng vui sướng vô cùng chị Nhu, rất vui được gặp lại chị. Ngôn tình Hoàn Dương Thanh chủ động mỉm cười chào hỏi Thượng quan Nhu cũng cười đáp lại, còn chế nhạo anh, không ngờ cũng có ngày cậu Thanh lại bị người ta cưỡng chế mang đi đấy. Dương Thanh lắc đầu cười khổ, sau đó ánh mắt rơi xuống chỗ quách sở sở, thấy cô ta đang kinh ngạc nhìn. Anh, tôi, tôi chấm xin lỗi. Bắt gặp Dương Thanh nhìn mình, quách sở sở thoáng bối rối, muốn nói gì đó lại không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ đành nói một câu xin lỗi. Dương Thanh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không cần xin lỗi tôi, bởi sự thiện lương của cô nên tôi mới tới đây cùng cô, nếu không, dù có có dùng kiệu tám người khiêng, tôi cũng sẽ không đi với cô." Nghe vậy, Quách Sở Sở cảm động trong lòng, lại quan sát Dương Thanh một lần nữa, cảm giác chán ghét trước đây đã không còn. Trong mắt cô ta lúc này chỉ còn tò mò. Cô ta thực sự không thể ngờ được, một thanh niên thoạt nhìn chỉ ngang tuổi mình lại có thể trở thành khách quý của thượng quan hoàng. Lúc này lý bảo phong vốn đang trực chờ xem trò vui lại thấy dương thanh và quách thắng cùng đi tới lập tức tái mặt thậm chí ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn dương thanh cũng không có chỉ sợ bị dương thanh nhận ra đưa tôi mượn điện thoại của cô một lát dương thanh bỗng lên tiếng tuy cảm thấy khó hiểu nhưng quách sở sở vẫn đưa di động của mình cho dương thanh dương thanh nhận điện thoại gọi vào số của mình đợi khi nghe thấy chuông điện thoại của mình kêu vang anh mới trả di động lại cho quách sở sở đây là số của tôi sau này nếu gặp phải phiền toái gì có thể liên lạc trực tiếp với tôi dương thanh nói với cô ta thượng quan nhu thoáng kinh ngạc nhìn về phía quách sở sở ánh mắt chợt có chút ngưỡng mộ nay tuy mối quan hệ giữa cô ta và dương thanh đã gần hơn một chút nhưng cô ta đã phải hao phí rất nhiều tinh lực mới có được thành quả này quách sở sở lại chỉ nhờ một khoảnh khắc tốt bụng vì muốn bảo vệ dương thanh mà ép anh tới nhà mình thế là đã có được số điện thoại của dương thanh những người khác có thể không biết lời hứa của Dương Thanh có giá trị cỡ nào, nhưng Thượng quan Nhu lại cực kỳ rõ ràng. Có thể nói, chỉ cần Quách Sở Sở muốn, cô ta lập tức có thể trở thành chủ gia tộc họ Quách ngay lúc này. "Sở Sở, mau cảm ơn cậu Thanh đi." Quách Thắng đã biết rõ thân phận của Dương Thanh, cũng biết giá trị lời hứa hẹn này của anh, lão ta lập tức vui mừng, vội thúc giục Quách Sở Sở. Bấy giờ Quách Sở Sở mới lấy lại tinh thần, vội nói, "Cảm ơn anh." Dương Thanh lắc đầu, sau đó anh đưa mắt nhìn sang kẻ vẫn đang né tránh anh nãy giờ. Cảm nhận được ánh mắt Dương Thanh đưa tới, Lý Bảo Phong lúc này mới ngẩng đầu, đáy mắt chứa đầy sợ hãi, vội vàng nói: "Thưa cậu Thanh, lúc trước vì hiểu lầm mà đã mạo phạm đến cậu, mong cậu rộng lượng bỏ qua cho." "Hiểu lầm?" Ánh mắt Dương Thanh thoáng lạnh đi, anh nói: "Chẳng phải vì tôi không đồng ý nhường chỗ cho anh nên anh mới muốn đánh tàn phế tôi sao?" Sau khi xuống máy bay, tôi đã không so đo với anh, anh lại cố tình dẫn theo cao thủ của nhà mình bám theo tôi tới tận nhà họ quách. giờ anh lại dám nói với tôi, đó chỉ là hiểu lầm. nếu lý bảo phong xin lỗi, có lẽ dương thanh cũng chẳng chấp nhận với anh ta làm gì, nhưng tên khốn này lại dám dảo biện. đáy mắt lý bảo phong thoáng lóe một tia sáng lạnh rồi nhanh chóng biến mất. anh ta vội nói, cậu thanh, tôi thật không biết cậu là khách quý của cô nhu đây, nếu không, cho tôi chụp lá gan tôi cũng không dám xúc phạm đến cậu đâu ạ. À ý anh là nếu tôi không phải khách quý của cô nhu đây thì anh có thể vô tư xử lý tôi dương thanh lạnh giọng chất vấn không dám lý bảo phong cắn răng đáp đã đến nước này anh ta vẫn nhất định không chịu nhận lỗi hừ thượng quan nhu lạnh lẽo nói lý bảo phong nếu đã sai rồi thì quỳ xuống nhận lỗi đi sao hả giờ ngay cả khách quý của hoàng tộc họ thượng quan tôi anh cũng dám đụng tới à chán sống rồi hả cô nhu dù tôi đã sai nhưng cũng không đến mức phải quỳ xuống xin lỗi chứ lý bảo phong bỗng ngẩng đầu nhìn về phía thượng quan nhu nghiến răng nói dù cậu ta là khách quý của cô cũng không bắt tôi quỳ xuống được đâu dương thanh nhíu mày thật không ngờ đến lúc này rồi mà lý bảo phong vẫn dám chống đối thượng quan nhu như vậy xem ra nhà họ lý này không đơn giản đâu thượng quan nhu dường như cũng rất bất ngờ khi thấy lý bảo phong dám nói chuyện với mình như vậy cô ta lập tức sa sầm mặt xuống một luồng uy lực thần cảnh trung kỳ chợt tràn ra từ trên người Thượng Quan Nhu, nháy mắt đã phủ xuống Lý Bảo Phong. Quách Thắng đứng bên cạnh thấy thế, đáy mắt lập tức lóe lên mừng rỡ, hơi thở cảnh giới thần cảnh đỉnh phong cũng lập tức bùng nổ từ trên người lão ta, sát khí tập trung vào Lý Bảo Phong. Một cao thủ thần cảnh hậu kỳ của nhà họ Lý thấy vậy, tức thì biến sắc, trước mắt đã chắn trước mặt Lý Bảo Phong, cảnh giác nhìn Quách Thắng. Lớn mật. Quách Thắng nhìn chằm chằm vào Lý Bảo Phong, tức giận quát lớn: cậu dám nói năng vô lễ với cô chủ thượng quan đây như thế à? Quỳ xuống xin lỗi cô ấy ngay, bằng không chớ trách tôi không khách sáo với cậu. Mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt tràn đầy sát khí của thượng quan nhu đã biểu lộ rõ thái độ của cô ta. Cho đến lúc này, Lý Bảo Phong mới ý thức được mình vừa làm ra chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Dù anh ta hết sức tự tin với năng lực của nhà họ Lý nhưng cũng không nên thể hiện thái độ chống đối ra mặt với thượng quan nhu ngay tại nhà họ quách như thế. Bịch, Lý Bảo Phong sợ hãi, quỳ xuống trước mặt Thượng quan Nhu, khẩn khoản cầu xin: "Thưa cô Nhu, tôi không có ý chống đối cô đâu, chẳng qua là tôi thực sự không thể dễ dàng bỏ qua cho một kẻ đã cướp mất vợ chưa cưới của mình, cho nên mới lỡ lời hỗn xược, xin cô hãy nể tình nhà họ Lý tôi luôn trung thành tận tâm với hoàng tộc họ Thượng quan mà tha cho tôi lần này, về sau tôi không dám ngông cuồng như thế nữa." "Nếu đã biết sai thì hãy xin lỗi khách quý của hoàng tộc họ Thượng quan chúng tôi đi." Thượng quan Nhu lạnh lùng nói hiện anh ta đang ở nhà họ quách, lại có một thiên tài của hoàng tộc đã đạt thần cảnh trung kỳ như Thượng Quan Nhu ở đây, Lý Bảo Phong đâu dám nói một chữ không, bèn nhanh nhẹn quỳ gối quay về phía Dương Thanh. Thưa cậu Thanh, trước đây do tôi không rõ sự việc, mới xúc phạm đến cậu, xin cậu dơ cao đánh khẽ, tha cho tôi lần này, Lý Bảo Phong vội vàng xin tha. Dương Thanh nheo mắt nhìn Lý Bảo Phong, lại quay sang nhìn Thượng Quan Nhu đang cố gắng kìm nén cơn giận, tình thế này khiến anh đã lờ mờ đoán được địa vị của nhà họ Lý ở Hoàng Thành Thượng Quan này. Ngay khi mọi người đều cho rằng Dương Thanh sẽ bỏ qua cho Lý Bảo Phong, anh chợt biến mất tại chỗ cũ. Uinh! Một tiếng động lớn vang lên, dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Lý Bảo Phong đã bị Dương Thanh đá một cước, thân mình bay vèo ra khỏi phòng, rơi xuống cách cửa biệt thự chừng hơn chục mét. Lý Bảo Phong bị Dương Thanh đá trúng liền đã hộc máu tươi, vừa chạm đất đã hôn mê bất tỉnh. Cậu Phong! Tay cao thủ thần cảnh hậu kỳ của nhà họ Lý thấy thế, lập tức biến sắc, vội vã xông ra ngoài. Dương Thanh lạnh lùng nói, mang cậu chủ của ông về nhà họ Lý đi, tiện thể truyền lời cho chủ gia tộc họ Lý, đây là một bài học dành cho bọn họ, nếu còn không biết điều, hoàng thành thượng quan này có thể sẽ mất đi một gia tộc hàng đầu đấy. Lời vừa thốt ra, vị cao thủ thần cảnh hậu kỳ kia lập tức run cả người lên. Vừa rồi, Dương Thanh ra tay đánh Lý Bảo Phong thế nào, lão ta hoàn toàn không hề hay biết. Nhưng lão ta có thể khẳng định một điều, thực lực của Dương Thanh rất mạnh, ít nhất phải tới cấp bậc thần cảnh đỉnh phong. Nhìn gương mặt trẻ trung của Dương Thanh, bỗng lão ta cảm thấy thật khó có thể tiếp thu điều này. Nhưng sự thật chính là như vậy, một thanh niên có thể trở thành khách quý của Thượng Quan Hoàng thì sao có thể là một người đơn giản. Tôi sẽ chuyển lại lời cậu. Lão ta nói xong bèn nhấc lý bảo phong lên, nhanh chóng rời đi. Thượng Quan Nhu nhìn về phía Dương Thanh, ánh mắt ôn hòa hẳn đi. Thực ra, chỉ khi nhìn Dương Thanh, cô ta mới có thể ẩn giấu sự sắc bén của mình. Quách Thắng đứng cạnh đó đã âm thầm mừng như điên, sau khi đoán được thân phận của Dương Thanh, lão ta liền hiểu được, tương lai nhà họ Quách sắp đạt tới đỉnh cao mới. Quách Sở Sở là người xúc động nhiều nhất trong số những người ở đây. Từ lúc gặp Dương Thanh trên máy bay, cô ta vẫn cho rằng Dương Thanh cố tình chơi chiêu lạt mềm buộc chặt với mình để cố ý khiến cô ta chú tâm tới, đồng thời cô ta cũng không tin Dương Thanh thực sự muốn đến hoàng phủ họ Thượng Quan thậm chí khi đó cô ta còn ép đưa dương thanh về nhà mình mãi cho đến lúc này cô ta mới hiểu được mình đã hành động ngu xuẩn cỡ nào xin xin lỗi thấy dương thanh nhìn mình quách sở sở lại lúng túng biểu đạt lòng áy náy dương thanh cười nhìn quách sở sở sau đó mới nhìn sang thượng quan nhu nói chúng ta đi thôi được thượng quan nhu mời dương thanh cùng lên xe anh bước lên trước thượng quan nhu mới theo sau Nhìn theo đoàn xe của hoàng tộc thượng quan đi xa, quách sở sở mới như giật mình tỉnh mộng, cô ta nhìn sang ông nội, hỏi, ông ơi, người tên thanh này rốt cuộc là ai mà có thể được cả thượng quan hoàng mời tới, thậm chí ngay cả thượng quan nhu đứng trước mặt anh ấy cũng có vẻ cực kỳ cung kính. Quách thắng nheo mắt cười cười, nhìn quách sở sở, nói, cậu ta tên thanh, lại có thể được thượng quan hoàng coi trọng, cháu nói xem, khắp chiêu châu này có bao nhiêu thanh niên được như vậy. Quách sở sở thoáng sừng sốt, ngay sau đó một cái tên xuất hiện trong đầu cô ta. Mặt cô ta liền dại ra, anh ấy chấm ANS ấy là Dương Thanh. Quách Thắng mỉm cười gật đầu, nói với Quách sở sở, sở sở, lần này cháu đã lập công lớn với nhà họ Quách chúng ta, cháu đón được cậu Thanh về đây, quan trọng hơn cả, cháu còn nhận được một lời hứa của cậu ấy. Sau này, cháu được tự do rồi, ông sẽ không bao giờ nhúng tay vào việc hôn nhân của cháu nữa. Còn về phần Lý Bảo Phong kia, cậu ta không xứng với cô gái xuất sắc nhất của nhà họ Quách ta đâu. Nếu là trước đây Quách Thắng nói sẽ cho phép cô ta tự do kết hôn, chắc chắn cô ta sẽ vô cùng kích động. Nhưng ngày hôm nay, gặp được Dương Thanh rồi, nỗi lòng kích động của Quách sở sở lại tiêu tan rất nhiều, đáy lòng chất chứa bao tình cảm phức tạp, cô ta chua chát cười nói, lần này coi như nhờ họa được phúc sao. Bên kia, Dương Thanh ngồi trên xe riêng của Thượng quan Hoàng Tiến về phía Hoàng Phủ họ Thượng quan. Thượng quan nhu cười cười nhìn chầm chầm Dương Thanh, Dương Thanh bị soi kỹ đến mất tự nhiên, bèn bất đắc dĩ nói, chỉ cứ nhìn chầm chầm tôi như thế để làm gì. Hi hi, thượng quan nhu cười ra tiếng, sau đó nhanh chóng đổi bộ mặt phong tình quyến rũ liếc anh một cái, gặp lại tôi mà cậu chẳng hề kích động chút nào nhỉ. Nói sao thì chúng ta cũng coi như là chỗ bạn bè, bạn bè lâu ngày gặp lại chẳng lẽ không phải là một chuyện đáng để vui mừng hay sao? Dương Thanh gật đầu, đúng là một chuyện đáng để vui mừng, chỉ có điều, Tôi mới tới Hoàng Thành Thượng Quan đã bị người của một gia tộc hàng đầu nơi này cho một đòn cảnh cáo, chị là bạn tôi nên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đấy." Dĩ nhiên Thượng Quan Nhu cũng hiểu, ý Dương Thanh đang muốn nói đến chuyện Lý Bảo Phong đuổi theo anh tới nhà họ Quách. "Ở Hoàng Thành Thượng Quan này, nhà họ Lý mạnh lắm à?" Dương Thanh không muốn nói nhảm thêm nữa, bèn nhìn về phía Thượng Quan Nhu, hỏi thẳng. "Hiện giờ, toàn thân Lý Dương ngập tràn sát khí." mặc dù ông ta có không ít con lý bảo phong cũng không phải đứa có thiên phú võ thuật mạnh nhất nhưng lại là đứa con trai ông ta yêu thương nhất anh ta bị thương nặng đến mức hôn mê bất tỉnh sợ là dù có tỉnh lại cũng không còn tu vi võ thuật gia tộc lớn như nhà họ lý đều phải dựa vào thực lực võ thuật tuy lý bảo phong không có thiên phú mạnh mẽ nhưng cũng rất khá có khả năng đạt tới thần cảnh thế nhưng giờ đây tu vi của anh ta đã bị phế bỏ sau này chỉ là một kẻ vô dụng không có duyên với trung tâm quyền lợi của gia tộc. Tất cả đều nhờ Dương Thanh ban tặng. Cao thủ đưa Lý Bảo Phong trở về vội báo cáo, "Thưa cậu, hình như người trẻ tuổi kia có lai lịch không nhỏ đâu." Đến cả thượng quan Nhu cũng phải khép nép trước mặt cậu ta, nói là khách quý của thượng quan hoàng. "Không cần biết cậu ta là ai, dám phế võ công của con tôi thì phải trả giá." Lý Dương không thèm để ý lời nhắc nhở của đối phương, nghiến răng nói, "Nếu không bắt nó trả giá?" hoàng tộc thượng quan sẽ tưởng nhà họ Lý dễ bắt nạt. Dứt lời, ông ta hùng hổ lao ra ngoài, dẫn theo một cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Lúc này, Dương Thanh đang ở trong phòng tiệc của hoàng tộc thượng quan. Ngồi cùng bàn với anh đều là những người nắm quyền, còn thế hệ trẻ chỉ có thượng quan nhu có tư cách ngồi ở đây. Tôi mời cậu Thanh một chén, cậu Thanh còn trẻ đã có được thực lực mạnh mẽ như vậy, đúng là thiên tài hiếm có. Bữa cơm này rất khó chịu, bởi vì bên tai dương thanh cứ ong ong vì mấy lời nịnh nọt tâng bốc nếu không vì nể mặt thượng quan nhu anh đã quay lưng bỏ đi rồi đương nhiên quan trọng nhất là anh còn muốn mượn sức hoàng tộc thượng quan giúp tập đoàn nhãn thanh phát triển hơn nữa hoàng tộc họ diệp đã tuyên bố muốn chèn ép tập đoàn nhãn thanh mặc dù hoàng tộc họ long và hoàng tộc họ đoàn đều tỏ thái độ kiên quyết cắt đứt quan hệ với hoàng tộc họ diệp muốn hợp tác với tập đoàn nhãn thanh nhưng dù sao đối thủ cũng là một hoàng tộc bọn họ chèn ép phấn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới tập đoàn Nhãn Thanh. Nếu được cả hoàng tộc thượng quan ủng hộ, tập đoàn Nhãn Thanh không cần sợ bị hoàng tộc họ Diệp chèn ép nữa. Lần này tôi mời cậu Thanh tới là muốn biết, có phải cậu đã đạt tới siêu phàm cảnh rồi không? Sau bữa ăn, thượng quan hoàng đột nhiên nhìn Dương Thanh dò hỏi. Đám người còn lại đều im bặt, kinh hãi nhìn về phía anh. Không mấy ai biết chuyện Dương Thanh là cao thủ siêu phàm cảnh, đa phần đều chỉ đoán giả đoán non. Thượng quan hoàng cũng chỉ suy đoán như vậy, bởi vì bọn họ chưa từng nghe nói có cao thủ siêu phàm cảnh chưa tới 30 tuổi. Đến cả gia tộc cổ võ cũng rất hiếm có thiên tài võ thuật như vậy, đừng nói là người thường. Cuối cùng cũng nói tới chuyện chính rồi sao? Dương Thanh cười híp mắt nhìn lão ta, trước khi trả lời tôi cũng muốn hỏi Thượng quan hoàng một chuyện. Thượng quan hoàng nhíu mày hỏi, cậu muốn hỏi gì? Tôi chạm mặt với người nhà họ Lý và nhà họ Quách trên chuyến bay tới Hoàng Thành Thượng Quan liệu chuyện này có liên quan tới hoàng tộc thượng quan không? Anh không hỏi thẳng có liên quan tới thượng quan hoàng hay không đã là nể mặt lão ta lắm rồi. Nghe vậy, tất cả đều khiếp sợ. Nụ cười trên mặt thượng quan hoàng lập tức biến mất, sắc mặt xa sầm Thấy thế, thượng quan nhu hốt hoảng nói, sao có thể như vậy được? Cậu thanh hiểu lầm gì chăng? Ông nội chỉ mời cậu tới hoàng thành thượng quan, không hề hẹn thời gian cụ thể, làm sao khiến cậu gặp người nhà họ Lý và nhà họ Quách được dương thanh không thèm quan tâm tới lời giải thích của cô ta nghe có vẻ thượng quan hoàng sẽ không làm vậy nhưng không có nghĩa điều này không thể xảy ra dù sao dương thanh cũng đi từ hoàng thành long tới hoàng thành thượng quan rất ít người đi lại giữa hai hoàng thành hầu như mỗi hoàng thành đều độc lập không hề có chuyện qua lại với nhau lý bảo phong và quách sở sở đều là người của các gia tộc hàng đầu hoàng thành thượng quan còn có hôn ước với nhau người như bọn họ rất hít khả năng sẽ tới hoàng thành long đã vậy còn chạm mặt dương thanh thượng quan nhu còn định tiếp tục giải thích lại bị thượng quan hoàng ngăn lại cậu thanh đang nghi ngờ tôi sao dương thanh không hề do dự gật đầu dù sao mọi chuyện cũng quá trùng hợp thoáng chốc bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng mọi người đều thấp thỏm lo âu nhất là thượng quan nhu trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng cô ta và dương thanh được coi là bạn bè cũng biết rõ thực lực của anh mạnh mẽ nếu bây giờ anh và Thượng quan Hoàng xảy ra xung đột, sợ là cả hoàng tộc Thượng quan sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Ha ha, Thượng quan Hoàng nhìn Dương Thanh một lúc lâu, đột nhiên cười phá lên, cậu Thanh vui tính thật đấy, còn nghi ngờ tôi rằng bẫy khiến cậu xung đột với nhà họ Lý. Chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng hoàng tộc Thượng quan không giải quyết được nhà họ Lý sao? Tôi dám cam đoan, chuyện này không phải do tôi làm. Dương Thanh cũng cười nói, vậy thì tại tôi nhỏ nhen rồi, mong hoàng chủ tha thứ cậu thanh nói nghiêm trọng quá cậu vừa tới hoàng thành thượng quan đã xích mích với người nhà họ lý nghĩ vậy cũng dễ hiểu thôi thượng quan hoàng cười hít mắt nhìn chằm chằm dương thanh bây giờ cậu đã có thể trả lời câu hỏi của tôi chưa ngay sau đó trên người lão ta toát ra một khí thế khủng bố càn quét về phía dương thanh đám người hoàng tộc thượng quan đều hoảng hốt cảm thấy như đang bị một ngọn núi lớn đè nặng trên vai chỉ mình dương thanh vẫn vững vàng không hề bị ảnh hưởng có lẽ thực lực của thượng quan hoàng đang là bán bộ siêu phàm cảnh, vẫn chưa làm gì được anh. Hoàng chủ chỉ còn một bước nữa, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đạt tới siêu phàm cảnh, đúng là xuất chúng. Dương Thanh mỉm cười nói. Nghe vậy, thượng quan hoàng lập tức thu lại khí thế trên người. Tuy Dương Thanh không trực tiếp trả lời nhưng liếc mắt có thể nhìn thấu thực lực thật sự của lão ta là bán bộ siêu phàm cảnh, chứng tỏ anh đã đột phá siêu phàm cảnh. Ánh mắt thượng quan hoàng trở nên nghiêm trọng, sâu xa nói, cậu thanh quả là thiên tài hiếm có, sợ là thiên tài của gia tộc cổ võ cũng phải thua xa. Đúng lúc này, hai luồng khí thế khủng bố bỗng ập tới. Thượng quan hoàng lập tức cau mày, kẻ nào, câu chất vấn như tiếng sấm rền vang vọng khắp hoàng phủ thượng quan. Lý Dương của nhà họ Lý tới đòi công bằng, tiếng đáp lại của Lý Dương cũng vang vọng. Người của hoàng tộc thượng quan đều kinh hãi, không ngờ người của nhà họ Lý dám vô lễ xông vào hoàng tộc, đáp trả thượng quan hoàng, còn lớn tiếng tuyên bố muốn đòi công bằng cảm nhận được hai luồng khí thế võ thuật mạnh mẽ ập tới, sắc mặt thượng quan hoàng trở nên âm trầm. Ngay sau đó có hai người xuất hiện trong phòng tiệc. Lý Dương, cậu to gan thật đấy, dám ngang nhiên xông vào hoàng tộc thượng quan. Người trung niên bên cạnh thượng quan hoàng nghiêm giọng quát. Lý Dương lạnh lùng nhìn lão ta, Tam hoàng tử bớt giận. Tôi xông vào hoàng tộc thượng quan không phải vì vô lễ với hoàng tộc các ông, mà là muốn bắt kẻ phế võ công của con tôi về nhà họ Lý. Người trung niên vừa quát tháo Lý Dương chính là bố của Thượng Quan Nhu, cũng là tam hoàng tử của hoàng tộc Thượng Quan, Thượng Quan Tử Khiêm, thực lực thần cảnh hậu kỳ. Nghe Lý Dương nói vậy, Thượng Quan Tử Khiêm xa sầm mặt, ông can đảm thật đấy, dẫn người xông vào hoàng tộc còn dám nói không phải vô lễ với chúng tôi. Ánh mắt Lý Dương lóe lên sát khí mãnh liệt, nhìn chằm chằm Thượng Quan Tử Khiêm nói, tam hoàng tử đã nói vậy, tôi cũng không còn gì để nói. Nhưng hung thủ phế bỏ tu vi của con trai tôi nhất định phải đi theo tôi một chuyến, Thái độ của Lý Dương vô cùng hống hách. Từ đầu đến cuối Dương Thanh vẫn bình tĩnh ngồi xem, giống như chuyện Lý Bảo Phong bị phế võ công không liên quan gì tới anh. Thượng quan Hoàng cũng im lặng không nói, chỉ là trong đáy mắt chợt lóe lên một tia sát khí. Thượng quan Tử Khiêm thấy Lý Dương kiêu căng như vậy, cả giận nói, hoàng tộc thượng quan không có hung thủ ông muốn tìm. Tôi cho ông 30 giây, lập tức cút khỏi đây mau. Lý Dương không thèm để ý. Ông ta đã dám dẫn người tới còn nghênh ngang sông vào đòi người, đương nhiên dám chắc hoàng tộc thượng quan không dám giết mình. Từng giây từng phút trôi qua, Lý Dương và thượng quan tử khiêm rằng co, không ai chịu lên tiếng. Cả phòng tiệc rộng lớn bị bao trùm bởi khí tức của cao thủ thần cảnh. Không khí trở nên kịch liệt. 30 giây sắp hết, Lý Dương đột nhiên nhìn xung quanh, cuối cùng dán mắt lên người Dương Thanh. Trong này chỉ có mình cậu ta là người ngoài, có vẻ chưa tới 30 tuổi tại được ngồi ở ghế bên trái thượng quan hoàng, chứng tỏ thân phận của cậu ta rất cao quý. hiển nhiên cậu ta chính là người phế bỏ tu vi của Lý Bảo Phong. cậu là người phế bỏ tu vi của con tôi đúng không? Lý Dương nghiêm trọng chất vấn. bấy giờ Dương Thanh mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn ông ta, ánh mắt bình thản. đúng là tôi đã đánh một thằng vô dụng ở nhà họ Quách, chỉ là không biết anh ta có phải con của ông không. ầm, ừ. nghe vậy Lý Dương nổi trận lôi đình. cao thủ thần cảnh đỉnh phong sau lưng ông ta cũng bộc phát khí thế mạnh mẽ lý dương vốn là cao thủ thần cảnh hậu kỳ thoáng chốc sát khí của hai cao thủ thần cảnh khóa chặt dương thanh những người có cảnh giới thấp trong phòng tiệc đều cảm thấy áp lực khủng bố nhưng dương thanh vẫn bình tĩnh như không làm càn thượng quan nhu lập tức quát lớn đứng chắn trước người anh căm giận nhìn lý dương cậu thanh là khách quý của hoàng tộc thượng quan ông muốn làm gì lúc ở trước mặt dương thanh trông cô ta rất yếu đuối nhưng dù sao cũng là cao thủ thần cảnh trung kỳ trẻ như vậy đã được chọn làm người thừa kế đời thứ ba của hoàng tộc thượng quan. Mặc dù trẻ hơn Lý Dương rất nhiều nhưng khí thế của cô ta lại khiến Lý Dương cảm thấy áp lực rất lớn. Ông thật sự tưởng hoàng tộc thượng quan không dám bắt ông lại sao? Thượng quan tử khiêm cũng bộc phát thực lực thần cảnh hậu kỳ, giận dữ quát. Sắc mặt Lý Dương tối sầm, không thèm che giấu ý muốn giết chết Dương Thanh. Dương Thanh khá kinh ngạc, không ngờ còn có người dám ngông cuồng như vậy ở hoàng tộc thượng quan nhà họ lý này thật không đơn giản lúc thượng quan nhu nói rất có thể cụ tổ của bọn họ còn sống trong nhà họ lý đồng thời còn có thực lực siêu phàm cảnh anh vốn còn coi thường nhưng hiện tại xem ra có lẽ đây là sự thật nếu không lý dương đã không dám ngông cuồng như thế trước mặt thượng quan hoàng thượng quan hoàng vẫn không nói một lời tựa như chuyện này chẳng liên quan gì tới lão ta danh con có giỏi thì mày cứ trốn ở hoàng tộc thượng quan cả đời đi Lý Dương nhìn chằm chằm Dương Thanh hồi lâu, chợt nghiến răng nói. "Dứt lời, ông ta quay lưng rời đi. Mấy cao thủ thần cảnh lập tức xông lên chặn lại. Hoàng chủ định bắt tôi lại sao?" Lý Dương dậm chân nhìn thượng quan hoàng, lạnh giọng hỏi. "Lão ta nhìn chằm chằm đối phương vài giây rồi phất tay, thả cậu ta đi." Mấy cao thủ thần cảnh kia lập tức biến mất. Lý Dương nhếch miệng cười châm chọc, nhìn Dương Thanh rồi nghênh ngang rời đi sau đó thượng quan tử khiêm tức giận nói khốn nạn người nhà họ lý ngày càng ngông cuồng thượng quan nhu không nói năng gì nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại lóe lên sát khí mạnh mẽ cô ta lo lắng nhìn dương thanh thấy anh tỏ ra bình tĩnh mới thoáng yên tâm cô ta biết anh rất mạnh nhưng cũng biết rõ cụ tổ nhà họ lý có khả năng còn sống nếu vừa rồi anh không nhịn được ra tay giết lý dương sợ là sẽ chọc giận chủ nhà họ lý lý bảo phong chỉ là một dòng chính đời thứ ba đừng nói là bị phế bỏ tu vi có chết cũng chẳng sao nhưng lý dương lại là người thừa kế nhà họ lý ông ta mà bị dương thanh lấy mạng nhà họ lý sẽ không bỏ qua cho anh một khi cụ tổ của bọn họ ra mặt sợ là dương thanh cũng khó có thể đối phó bản thân thượng quan nhu không hề ý thức được mình đang lo dương thanh bị cụ tổ nhà họ lý làm hại chứ không phải hoàng tộc thượng quan gặp nguy hiểm để cậu thanh chê cười rồi thượng quan hoàng cười tự diếu không phải tôi không muốn động vào nhà họ lý mà là tạm thời không thể làm gì được dương thanh cười nhạt đáp không dám hoàng chủ đã có thể nhịn được đương nhiên phải có lý do cùng lúc đó lý dương đã rời khỏi hoàng phủ thượng quan mau 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 tăng tốc hết cỡ cho tôi vừa lên xe lý dương đã hoảng loạn thúc giục uyên tiếng động cơ xe gào thét chiếc xe lao như bay về phía nhà họ lý cao thủ thần cảnh đỉnh phong đi theo ông ta khó hiểu hỏi sao cậu chủ lại vội vàng trở về như vậy trên mặt lý dương tràn đầy sợ hãi không nói một lời kít đúng lúc này một chiếc xe tải hạng nặng bỗng đâm sầm vào xe của lý dương tiếng va chạm thật lớn vang lên chiếc xe lộn vài vòng trên không trung mới nặng nề rơi xuống đất ngay sau đó một lão già mặc áo đen bỗng xuất hiện đằng trước chiếc xe cậu dương có sao không cao thủ thần cảnh đỉnh phong bò ra khỏi xe lo lắng hỏi lý dương đang máu me đầy mặt lý dương đang định lên tiếng thì trông thấy lão giả áo đen kia lập tức sợ sệt nói không thượng quan nhu không ở lại phòng dương thanh lâu sau khi anh hứa hẹn giúp đỡ liền rời khỏi người thừa kế nhà họ lý bị giết khiến cả hoàng thành thượng quan đều như chìm trong sương mù nhất là người hoàng tộc thượng quan đều nơm nớp lo sợ dương thanh đứng cạnh cửa sổ nhìn mây đen đầy trời bỗng nói cục diện hoàng thành thượng quan sắp thay đổi rồi Đúng lúc đó, anh bỗng cảm nhận được một luồng khí thức cực kỳ khủng bố ngay trong hoàng phủ. Nó khiến tim anh đập mạnh liên hồi. Chẳng lẽ đây chính là người bảo vệ quy tắc âm thầm bảo vệ hoàng thành sao, Dương Thanh kinh ngạc lầm bẩm Uy lực khiến người ta sợ hãi kia chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Dương Thanh muốn cảm giác lần nữa cũng không còn. Hoặc có lẽ là vì Thượng Quan Nhu nói cho anh biết về sự tồn tại của người bảo vệ quy tắc nên anh mới cảm nhận được khí thức của người đó. Theo như anh cảm giác được, thực lực của người kia ít nhất cũng phải là siêu phàm ngũ cảnh. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của anh, có lẽ thực tế còn mạnh hơn. Vậy có nghĩa là, nhà họ Lý biết người bảo vệ quy tắc có thực lực siêu phàm ngũ cảnh mà vẫn dám khai chiến với hoàng tộc thượng quan sao? Dương Thanh tự nhủ, nếu thật là như vậy, thực lực thật sự của nhà họ Lý phải mạnh tới mức nào? Ngay lúc ấy, mấy luồng khí thức mạnh mẽ bỗng ập tới hoàng phủ thượng quan. Người dẫn đầu là một cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh. Người nhà họ Lý tới rồi sao? Dương Thanh lo lắng nhìn về phương xa. Cùng lúc đó trong một tòa biệt thự xa hoa của Hoàng tộc Thượng Quan, Thượng Quan Hoàng đang nhắm mắt nghỉ ngơi chợt mở choàng mắt. Trong mắt lão ta lóe lên sát khí mãnh liệt, Lý Giang Hùng, ông không nhịn nổi nữa rồi sao? Lý Giang Hùng là chủ nhà họ Lý có thực lực gần bằng Hoàng tộc Thượng Quan ở Hoàng Thành. Không ai ngờ tới lão ta cũng đã đột phá bán bộ siêu phàm cảnh. Lúc này, lý giang hùng dẫn theo hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong và mười mấy cao thủ từ thần cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ đội ngũ này hoàn toàn có thể so với một hoàng tộc thông báo toàn bộ mọi người chuẩn bị sẵn sàng khai chiến mệnh lệnh của thượng quan hoàng khiến cả hoàng tộc đều chấn động ngay sau đó mấy chiếc xe sang trọng xông tới lý giang hùng đi lên dẫn đầu một đám cao thủ thần cảnh hoàng chủ thượng quan lý giang hùng tôi dẫn cao thủ nhà họ lý tới xin đấu võ lý giang hùng cao giọng hô lên giọng nói của lão ta như tiếng sấm cuồn cuộn mang theo khí thế của cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh càn quét cả hoàng phủ thượng quan những người có thực lực dưới thần cảnh lập tức bị chấn động tới nội thương dù là cao thủ thần cảnh sơ kỳ trung kỳ cũng bị ảnh hưởng lảo đảo lùi lại chỉ có cao thủ thần cảnh hậu kỳ trở lên mới không bị thương tổn lý giang hùng ông muốn chết hả giây tiếp theo thượng quan hoàng lập tức xuất hiện giận dữ gầm thét cũng bộc phát huy lực của bán bộ siêu phàm cảnh tấn công cao thủ nhà họ lý cao thủ dưới thần cảnh hậu kỳ của nhà họ Lý nhao nhao lùi về sau, lồng ngực như bị búa nện. Nhưng người Lý Giang Hùng dẫn theo đều là cao thủ đứng đầu nhà họ Lý, chỉ có 5 người dưới thần cảnh hậu kỳ. Đám cao thủ do Thượng Quan Hoàng dẫn đầu hung tận nhìn chầm chầm đám cao thủ họ Lý. Hoàng chủ, tôi dẫn người tới muốn đấu võ, tại sao lại nói tôi muốn chết? Lý Giang Hùng cười lạnh, châm chọc nói, chẳng lẽ Hoàng chủ bị cao thủ tôi dẫn tới dọa sợ sao? Nghe vậy, người của hoàng tộc thượng quan đều lường ông ta sắp sách mí mắt bao nhiêu năm nay hoàng tộc thượng quan chưa từng bị khiêu khích như vậy nếu lý giang hùng nói tới cái chết của lý dương và lý bảo phong thượng quan hoàng còn có lý do đáp trả nhưng đối phương lại không hề nhắc tới chỉ lấy cớ đấu võ điều này nằm ngoài dự đoán của thượng quan hoàng nhưng không thể không thừa nhận cách này còn thích hợp hơn lấy cớ trả thù cho lý dương và lý bảo phong nói là đấu võ sợ là để ra tay tàn ác với người của hoàng tộc thượng quan sau này hoàn toàn có thể nói là nắm đấm không có mắt, không khống chế được sức mạnh. Người bảo vệ quy tắc cũng không có lý do nhúng tay vào. Vậy thì hoàng tộc thượng quan chỉ có thể dựa vào chính mình chống đỡ nhà họ Lý. Được, ông chủ Lý đã muốn đấu võ, đương nhiên chúng tôi phải đồng ý. Thượng quan hoàng lạnh giọng đáp. Chuyện đến nước này, lão ta không thể không đồng ý. Lý Giang hùng nhếch môi cười đắc ý, tôi dẫn theo 12 cao thủ thần cảnh tới đây hoàng tộc thượng quan vốn có nhiều cao thủ thần cảnh hơn chúng tôi. Vậy thì thi đấu 12 trận, yêu cầu cao thủ cùng cấp bậc đấu với nhau, đến khi một bên nhận thua coi như kết thúc. Ông thấy sao, quy tắc rất đơn giản, nhưng không hề nói tới có thể giết chết đối thủ hay không, tức là hoàn toàn có thể. Lý Giang Hùng đã chuẩn bị từ trước, định tiêu diệt hết cao thủ hàng đầu của hoàng tộc thượng quan. Mặc dù thượng quan hoàng nhìn ra được ý đồ của ông ta nhưng lại không thể từ chối, được. Vậy thì Lý Kiện đánh trận đầu đi lý giang hùng nhìn sang một cao thủ trung niên có thực lực thần cảnh sơ kỳ cười nói trận đầu tiên cực kỳ quan trọng cậu đừng khiến tôi thất vọng đấy chủ gia tộc yên tâm tôi nhất định sẽ không để ông thất vọng lý kiện bước lên trước ngạo nghễ nhìn đám cao thủ thần cảnh bên phe hoàng tộc thượng quan thần cảnh sơ kỳ ai dám đấu với tôi hoàng chủ để tôi đấu cho một cao thủ trung niên thần cảnh sơ kỳ của hoàng tộc thượng quan tức giận tiến lên xin chiến thượng quan hoàng gật đầu dặn dò không đấu lại được thì cứ nhận thua vâng thưa hoàng chủ người kia vội vàng đáp trong lòng lại thầm nhủ dù có chết cũng quyết không nhận thua hai cao thủ thần cảnh sơ kỳ lập tức lao vào chiến đấu bắt đầu đi lý giang hùng hô lên trong mắt tràn ngập sát khí hôm nay ông ta tới vốn là để tiêu diệt toàn bộ cao thủ đỉnh cao của hoàng tộc thượng quan ngay sau khi ông ta dứt lời lý kiện thoát cái lao đến trước mặt cao thủ thần cảnh sơ kỳ của hoàng tộc thượng quan giết, ánh mắt lý kiện lóe lên sát khí, toàn thân tăng vọt khí thế. chỉ trong chớp mắt, thực lực của ông ta đã tăng lên thần cảnh trung kỳ. không phải cảnh giới của ông ta tăng lên, mà là sức chiến đấu. nhận thua, mau nhận thua đi, thượng quan hoàng hoàng hốt gào thét. trông thấy cao thủ thần cảnh sơ kỳ bị giết chết trong nháy mắt, cả hoàng phủ thượng quan đều lặng ngắt như tờ. vẻ mặt người hoàng tộc thượng quan đều tràn đầy tức giận. ha ha, tốt, tốt lắm. Lý Giang Hùng chợt cười phá lên, đắc ý nói, "Lý Kiện, lần này cậu lập công lớn, thưởng 1 tỷ." "Cảm ơn chủ gia tộc." Lý Kiện vội vàng đáp. Lý Giang Hùng nhìn các cao thủ còn lại của nhà họ Lý, cao giọng nói, "Giết cao thủ thần cảnh sơ kỳ thưởng 1 tỷ, giết cao thủ thần cảnh trung kỳ thưởng 2 tỷ, giết cao thủ thần cảnh hậu kỳ thưởng 5 tỷ, giết cao thủ thần cảnh đỉnh phong thưởng 10 tỷ." Lý Giang Hùng phách lối cổ vũ cao thủ gia tộc mình giết người của hoàng tộc thượng quan ngay tước mặt thượng quan hoàng, hơn nữa còn treo thưởng rất lớn chủ gia tộc vạn tuế chủ gia tộc vạn tuế chấm đám cao thủ nhà họ lý đều hưng phấn hẳn lên ngược lại người của hoàng tộc thượng quan đều bừng bừng lửa giận lý giang hùng ông thật quá đáng thượng quan nhu cắn răng quát danh con chết tiệt muốn chết hả lý giang hùng đằng đằng sát khí nói đồng thời khí thế võ thuật mạnh mẽ gần bằng siêu phàm cảnh từ người ông ta xông thẳng về phía thượng quan nhu lý giang hùng thượng quan hoàng giận giữ giống lên đồng thời bộc phát khí thế của bán bộ siêu phàm cảnh hai luồng khí thế khủng bố va chạm vào nhau lúc này áp lực đè nặng lên thượng quan nhu mới giảm hơn phân nửa sao hả hoàng chủ không nhịn được muốn quyết chiến với tôi rồi à lý giang hùng lạnh giọng chất vấn thượng quan hoàng cố nén giận lý giang hùng là người đầu tiên có thể ép lão ta tới mức này ông muốn chơi tôi sẽ chơi với ông đến cùng dứt lời thượng quan hoàng nhìn vào một người trung niên nghiêm giọng nói thượng quan vũ ra đấu đi vâng thưa hoàng chủ người trung niên nghe lệnh bước lên ông ta là cao thủ thần cảnh trung kỳ có sức chiến đấu mạnh nhất trong hoàng tộc thượng quan cuộc chiến đầu tiên hoàng tộc thượng quan đã thua trận thậm chí còn chết người thượng quan hoàng không thể để thua tiếp lý giang hùng khinh thường nhìn thượng quan vũ rồi ra lệnh lý mục trận này cậu lên đi vâng thưa chủ gia tộc lý mục cất bước đi lên cũng là cao thủ thần cảnh trung kỳ thoáng chốc trong hoàng phủ thượng quan rộng lớn bị khí thế mạnh mẽ bao trùm các cao thủ dưới thần cảnh còn không thể tới gần. Hơn chục cao thủ thần cảnh bên cạnh thượng quan hoàng đều lạnh lùng nhìn hai người giao đấu trên bãi đất trống ở giữa. Bên cạnh Lý Giang Hùng cũng có mười mấy cao thủ thần cảnh, tuy số lượng không bằng hoàng tộc thượng quan nhưng ai cũng có sức chiến đấu cực mạnh. Giết, Lý Mục đột nhiên lao vào tới. Vừa ra đòn liền vượt xa sức chiến đấu của cảnh giới hiện tại. Dù sao thượng quan vũ cũng là cao thủ thần cảnh trung kỳ có sức chiến đấu mạnh nhất hoàng tộc thượng quan, đương nhiên cũng không đơn giản ngay khi Lý Mục ra tay, ông ta cũng di chuyển. Giết Thượng Quan vũ nổi giận gầm lên, bộc phát khí thế mạnh ngang thần cảnh hậu kỳ. Bịch đòn tấn công của hai người va chạm vào nhau, một luồng khí thế cực kỳ đáng sợ như thủy triều càn quét xung quanh. Uy uy uy, mặt đất xung chuyển, lấy hai người làm trung tâm nứt toát ra như mạng nhện. Rõ ràng cả hai đều là cao thủ thần cảnh trung kỳ nhưng lại có sức chiến đấu tương đương thần cảnh hậu kỳ. Lúc này. Dương Thanh trong một tòa biệt thự cao cấp cũng cảm nhận được mọi chuyện diễn ra trong Hoàng Phủ Thượng Quan. Anh có thị lực siêu phàm, chăm chú nhìn về nơi cách đó trăm mét ở ngoài cửa sổ, sắc mặt u ám. Bây giờ anh đã chắc chắn, ngay từ khi nhận được lời mời của Thượng Quan Hoàng tới Hoàng Thành Thượng Quan, anh đã bị người ta tính kế. Anh có thể xác định, người bày ra âm mưu này chính là Lý Giang Hùng. Nếu không thì mọi chuyện không thể trùng hợp được như vậy. Hai cao thủ thần cảnh trung kỳ vẫn đang chiến đấu kịch liệt, sức chiến đấu của thượng quan vũ cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù chỉ có cảnh giới thần cảnh trung kỳ nhưng ông chỉ còn cách thần cảnh hậu kỳ một bước. Hiện giờ có thể bộc phát thực lực sánh bằng thần cảnh hậu kỳ cũng dễ hiểu. Nhưng rõ ràng Lý Mục vừa mới đột phá thần cảnh trung kỳ đã có thể bộc phát sức chiến đấu của thần cảnh hậu kỳ. Nếu chỉ mình Lý Mục thì không sao, nhưng cao thủ thần cảnh sơ kỳ vừa chiến đấu của nhà họ Lý cũng có thực lực vượt xa cảnh giới. Chắc chắn có vấn đề, Dương Thanh lạnh giọng nói, Bản thân anh cũng có thể chiến đấu vượt cấp, thậm chí có thể dùng thực lực siêu phàm nhất cảnh đánh ra sức chiến đấu của siêu phàm tam cảnh. Nhưng anh biết rõ muốn làm được vậy vô cùng khó khăn. Cao thủ có thể chiến đấu vượt cấp vốn rất ít, bây giờ lại liên tục xuất hiện hai người, đúng là rất bất thường. Sợ là nhà họ Lý đã dùng thủ đoạn gì đó, anh tự nhủ. Giống như chín vị vương của biên giới phía Bắc đều có thực lực vương cảnh nhưng lại có thể phá giải phong ấn sức chiến đấu để có được thực lực bán bộ thần cảnh. Giết Dường như Lý Mục bị sức mạnh của thượng quan vỗ chọc giận, gào thét một tiếng. Khí thế trên người ông ta lại tăng vọt thêm lần nữa. Giờ phút này, Lý Mục chỉ có cảnh giới thần cảnh trung kỳ lại bộc phát ra khí thế của thần cảnh đỉnh phong. Sao, sao có thể như vậy được, ông ta thật sự là cao thủ thần cảnh trung kỳ sao? Chấm, người của hoàng tộc thượng quan cảm nhận được khí thế khủng bố của Lý Mục đều sợ chết khiếp. Sắc mặt thượng quan hoàng cực kỳ khó coi cuộc chiến đầu tiên cao thủ bên mình đã bị giết hại chẳng lẽ cuộc chiến thứ hai cũng thua sao lão ta rất coi trọng thượng quan vũ có cơ hội rất lớn đạt tới thần cảnh đỉnh phong ông ta mà chết sẽ là tổn thất lớn với hoàng tộc thượng quan thượng quan vũ nhận thua đi mau nhận thua ngay thượng quan hoàng cuống quyết ra lệnh nhưng thượng quan vũ lại bừng bừng khí thế ý chí chiến đấu dâng trào cắn răng nói hoàng chủ tôi sẽ không thua nhất định sẽ không thua nói xong Thượng quan Vũ bỗng nổi giận hét lớn, phá. ầm, um, bỗng một luồng khí thế thần cảnh hậu kỳ bộc phát từ người ông ta. Cao thủ của hoàng tộc thượng quan và nhà họ Lý đều sợ ngây người, không ngờ thượng quan Vũ lại đột phá. Đột phá ngay trong lúc chiến đấu, mau giết hắn, Lý Giang Hùng nghiêm nghị nói. Giết, Lý Mục lập tức ra tay. Tuy thượng quan Vũ đột phá thần cảnh hậu kỳ nhưng lý mục lại có thể dùng thực lực thần cảnh trung kỳ bộc phát sức chiến đấu sánh bằng thần cảnh hậu kỳ thậm chí tăng vọt lên thần cảnh đỉnh phong rõ ràng là thượng quan vũ đột phá nhưng lại giống như lý mục đột phá ngay sau đó hai người lại lao vào nhau bịch sau cuộc va chạm thượng quan vũ bị đánh bay ra ngoài như con diều đứt dây chết đi lý mục không hề ngừng tay thừa thắng xông lên muốn lấy mạng thượng quan vũ nhận thua mau nhận thua đi thượng quan hoàng vội vàng quát lớn thượng quan vũ rất không cam lòng ông ta đã đột phá thần cảnh hậu kỳ nhưng vẫn bị lý mục chỉ có thực lực thần cảnh trung kỳ đánh bại tôi nhận thua rốt cuộc thượng quan vũ gằn giọng hô lên nhưng lý mục không hề có ý định thu tay ánh mắt tràn ngập sát khí vọt lớn trước mặt thượng quan vũ giơ tay đánh xuống cậu dám thượng quan hoàng nổi giận phóng tới thượng quan hoàng định vi phạm quy định sao lý giang hùng cũng xông lên ngăn cản lúc này đòn chí mạng của Lý Mục đã sắp đánh trúng đầu Thượng Quan Vũ, hoàn toàn không có một ai cứu nổi. Thượng Quan Vũ tuyệt vọng nhìn Lý Mục, ánh mắt căm hận. Chết đi, Lý Mục giữ tận giống lên. Phập, ngay khi tất cả đều tưởng Thượng Quan Vũ sắp bị giết, một chiếc lá rụng bỗng đâm xuyên qua giữa trán Lý Mục. Ông ta lăn đùng ra đất, máu tươi trào ra như cánh hoa hồng nở rộ dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Giờ phút này, Hoàng Phủ Thượng Quan Bốn bể yên tĩnh, ai cũng sợ hãi nhìn Lý Mục nằm trong vũng máu nhất là thượng quan vũ ngoại trừ kinh hãi còn thấy may mắn vì còn sống sót vừa rồi vốn không ai có thể cứu được ông ta ngay khi ông ta tuyệt vọng nhất thì một chiếc lá bay tới xuyên thủng trán lý mục thượng quan vũ cảm thấy như đang nằm mơ những người còn lại cũng vậy kẻ nào dám ra tay độc ác với người nhà họ lý chúng tôi như vậy đúng lúc này lý giang hùng giận dữ hỏi toàn thân toát lên khí thế bán bộ siêu phàm cảnh mọi người nhìn ngó xung quanh tìm kiếm cao thủ thần bí kia Đến từ đâu thì cút về đó đi. Nếu không tất cả người nhà họ Lý đều phải chịu tội chết. Tiếp đó, đó một luồng khí thế càng khủng khiếp hơn càng quét toàn bộ hoàng phủ. Lý Giang hùng chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, sát khí mãnh liệt bao trùm. Dường như chỉ cần một ý nghĩ của đối phương cũng đủ để lấy mạng một cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh như ông ta. Ánh mắt thượng quan hoàng lóe lên. Lão ta biết đây là Dương Thanh ra tay. Sắc mặt Lý Giang hùng cực kỳ khó coi, cắn răng nói: Nhà họ Lý và Hoàng tộc thượng quan đang đấu võ, quy tắc cũng do hai bên tự quyết định. Ngài lại giết chết cao thủ nhà họ Lý chúng tôi, hơi quá đáng rồi đấy. Bịch, tiếng động thật lớn vang lên. Nửa cành cây lao tới giữa không trung cắm xuống mặt đất dưới chân Lý Giang Hùng. Cành cây cắm sâu xuống mặt bê tông rắn chắc. Vẻ mặt Lý Giang Hùng lập tức cứng đờ, nhìn nửa cành cây sắp chạm vào giày mình chỉ thấy tim đập loạn xạ. Ông ta không hề hay biết làm sao cành cây này lại xuất hiện ở đây. Đột nhiên ông ta nghĩ tới, nếu cành cây này đâm về phía mình, mình có thể tránh được không? Còn 10 giây nữa, không cút thì chết. Giọng nói như đến từ chín tầng mây, tựa tiếng sấm rền lại vang vọng cả bầu trời phía trên hoàng phủ thượng quan. Mặt Lý Giang Hùng sa sầm, lúc này ở lại không được, đi cũng không xong. Ông ta vô thức nhìn ra cổng hoàng phủ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người ông ta đang chờ mong. Hoàng tộc thượng quan, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại lý giang hùng nhìn chằm chằm thượng quan hoàng uy hiếp một câu rồi quay lưng rời đi thoáng chốc toàn bộ người nhà họ lý đều không còn người của hoàng tộc thượng quan có cảm giác như vừa thoát chết vừa rồi lý giang hùng dẫn người tới đấu võ rõ ràng là nhằm vào tính mạng của các cao thủ hàng đầu hoàng tộc thượng quan bây giờ bọn họ chỉ mất một cao thủ thần cảnh sơ kỳ nhà họ lý lại tổn thất một cao thủ có sức chiến đấu thần cảnh hậu kỳ tính ra nhà họ lý mới bị thiệt lớn cùng lúc đó Dương Thanh ở trong biệt thự cảm nhận được Lý Giang Hùng dẫn người đi mới thở phào một hơi. Khụ khụ, anh bỗng ho khan vài tiếng, sắc mặt trắng bệch cười khổ, với tình trạng sức khỏe hiện giờ, mình vẫn không thể chịu nổi sức mạnh của siêu phàm tam cảnh. Vừa rồi anh tự ép mình nổi giận để tăng sức chiến đấu lên mức cực hạn. Lần này, thực lực của anh không chỉ tăng lên siêu phàm tam cảnh bình thường, mà gần bằng siêu phàm tứ cảnh. Đương nhiên hậu quả chính là sau khi nổi giận anh suýt mất khống chế, May mà Lý Giang Hùng rời đi kịp thời, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Hiện giờ, sau khi bước vào trạng thái cuồng bạo, thực lực của anh có thể ổn định ở siêu phàm tam cảnh. Đương nhiên, đây không phải thực lực mạnh nhất của anh. Chỉ cần tiếp tục tức giận, anh sẽ có thể bộc phát được thực lực mạnh hơn nữa. Nhưng càng mạnh, anh lại càng khó giữ tỉnh táo. Mà mỗi lần cuồng bạo, cơ thể anh đều sẽ phải chịu tổn hại khổng lồ. Nhưng lần này, anh buộc phải cưỡng ép tăng thực lực bởi vì anh biết đây rất có thể là cái bẫy do nhà họ lý răng ra đã vậy chắc chắn đối phương biết rõ thực lực hiện tại của anh là siêu phàm nhất cảnh nhà họ lý biết hoàng thành thượng quan có người bảo vệ quy tắc mà vẫn dám làm vậy chứng tỏ thực lực của cụ tổ nhà họ lý không hề thua kém người bảo vệ quy tắc lúc trước dương thanh cảm giác được trong hoàng tộc thượng quan có một cao thủ ít nhất là siêu phàm ngũ cảnh vậy thì thực lực của cụ tổ nhà họ lý ít nhất cũng phải từ siêu phàm tứ cảnh trở lên vừa rồi Dương Thanh thể hiện sức mạnh của siêu phàm tứ cảnh cũng coi như dọa như được đối phương, nếu không lão ta đã ra mặt rồi. Đúng lúc này, Thượng quan Hoàng và Thượng quan Nhu tìm tới. Cảm ơn cậu Thanh ra tay cứu giúp, Thượng quan Hoàng không người cung kính nói. Anh lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, nhất định phải giải quyết ổn thỏa chuyện này. Hôm nay có tôi trấn áp nhà họ Lý, sau khi tôi đi phải làm thế nào? Thượng quan Hoàng gật đầu, sắc mặt lo âu. Dương Thanh không thể ở lại Hoàng tộc Thượng quan mãi được bây giờ nhà họ lý đã lộ rõ tham vọng sau khi anh đi chắc chắn sẽ còn ngóc đầu trở lại sợ là nhà họ lý cũng sẽ không chịu dàn xếp ổn thỏa dù sao cái chết của lý dương cũng là cái cớ tốt nhất để bọn họ đối phó chúng tôi thượng quan nhu đột nhiên lên tiếng dương thanh và thượng quan hoàng đồng loạt nhìn sang cô ta lại nói tiếp hiện giờ có thể xác định cụ tổ nhà họ lý còn sống đương nhiên thực lực cũng đạt siêu phàm cảnh hơn nữa còn rất mạnh nghe thấy thượng quan nhu nói vậy thượng quan hoàng kinh ngạc hỏi, chủ động tấn công. Hoàng tộc thượng quan không giống nhà họ Lý. Lý Giang Hùng có thể dẫn cao thủ tới xin đấu võ với bọn họ, nhưng bọn họ lấy lý do gì tới nhà họ Lý? Cũng không thể nói là hoàng tộc thượng quan xin đấu võ với nhà họ Lý được. Hơn nữa, hoàng tộc thượng quan đã khống chế hoàng thành này trăm năm nay, nếu tiêu diệt nhà họ Lý thì các gia tộc còn lại sẽ nghĩ gì? Cháu biết ông nội đang do dự điều gì? Hoàng tộc có tôn nghiêm của hoàng tộc, nhưng nhà họ Lý kiên quyết muốn tiêu diệt chúng ta. Chỉ cần cho họ cơ hội, họ sẽ không tha cho chúng ta đâu." Thượng quan nhu nghiêm túc nói, "Bây giờ chỉ có hủy diệt nhà họ Lý mới có thể đảm bảo tương lai ổn định cho hoàng tộc Thượng quan. Ông nội hãy quyết định đi." Thượng quan Hoàng không lên tiếng, ánh mắt lóe sáng. "Lão ta chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày tự mình dẫn theo cao thủ của hoàng tộc tới chân áp một gia tộc hàng đầu khác trong hoàng thành." Chuyện này liên quan tới thể diện của hoàng tộc Thượng quan nếu nhà họ lý chủ động tìm tới mới bị hoàng tộc thượng quan tiêu diệt người đời sẽ chỉ cho rằng nhà lý không biết tự lượng sức mình nhưng nếu lão ta dẫn người tới tấn công nhà họ lý tiêu diệt được còn đỡ nhớ thất bại thì sao sau này hoàng tộc làm gì còn quyền uy ở hoàng thành nữa đến lúc đó sợ là vô số gia tộc trong hoàng thành đều sẽ đứng về phe nhà họ lý có lẽ trong thời gian ngắn nhà họ lý vẫn chưa làm gì được hoàng tộc nhưng về lâu dài phe nhà họ lý sẽ ngày càng mạnh lên có khi nào bọn họ sẽ liên thủ trấn áp lại hoàng tộc không? Không được, Thượng quan Hoàng kiên quyết từ chối đề nghị của Thượng quan Nhu. Ông nội, Thượng quan Nhu vội vàng khuyên nhủ, chẳng lẽ thể diện còn quan trọng hơn sự sống chết của cả hoàng tộc sao? Thượng quan Hoàng nhíu mày, lạnh giọng nói, dù cụ tổ nhà họ Lý thực sự còn sống, chỉ cần ông ta dám tới, người bảo vệ quy tắc của hoàng thành cũng sẽ không để yên. Ông nội, người bảo vệ quy tắc cũng chỉ có thể xuất hiện khi hoàng tộc sắp hủy diệt nhưng ông có từng nghĩ tới nếu nhà họ Lý lại ngóc đầu dậy, chuyện vừa rồi xảy ra lần nữa nhưng không còn cậu Thanh ở đây, chúng ta sẽ phải đối phó thế nào không? Đến lúc đó cao thủ hàng đầu đều bị giết sạch, hoàng tộc còn là hoàng tộc nữa không? Khi đó, sợ là chẳng cần cụ tổ nhà họ Lý ra mặt, hoàng tộc đã chỉ còn cái vỏ rỗng. Coi như nhà họ Lý kiêng kỵ người bảo vệ quy tắc, không tiêu chúng ta, hoàng tộc cũng không thể tiếp tục kiểm soát hoàng thành được nữa. Thượng quan nhu tận tình thuyết phục, Chúng ta chủ động tấn công đi. Câm miệng. Thượng quan Hoàng Quát, ông tự biết phải đối phó nhà họ Lý thế nào. Dứt lời, lão ta giận dữ rời đi. Từ đầu đến cuối, Dương Thanh chẳng nói năng gì. Đây là chuyện riêng của hoàng tộc thượng quan, không liên quan đến anh. Nếu không vì nể mặt thượng quan Nhu, vừa rồi anh cũng sẽ không âm thầm ra tay. Cậu Thanh nghĩ hoàng tộc có nên chủ động tấn công không? Một lúc lâu sau, thượng quan Nhu chờ mong nhìn Dương Thanh anh lắc đầu đáp tôi không biết rõ thực lực thật sự của hoàng tộc có lẽ vừa rồi dù tôi không ra tay nhà họ lý cũng sẽ không được như ý tôi không thể trả lời chị được nghe thấy thế thượng quan nhu lập tức thất vọng tràn trề nhưng cô ta cũng biết lời anh nói là thật hoàng tộc có thể nắm giữ hoàng thành trăm năm nay sao có thể dễ bị đánh bại như vậy được nếu dương thanh không ra tay cô ta cũng không biết thượng quan hoàng có cách nào giải quyết nhà họ lý hay không nhưng cô ta có thể xác định nếu không có anh, cao thủ hàng đầu của hoàng tộc thượng quan sẽ phải chết rất nhiều. Cùng lúc đó trong một chiếc rơ huy oi, Lý Giang Hùng xa sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, chết tiệt, không ngờ thực lực của Dương Thanh lại mạnh như vậy, đến cả lão tổ tông cũng không dám tùy tiện ra mặt. Chủ gia tộc, cao thủ thần bí giết Lý Mục thật sự là Dương Thanh sao? Một cao thủ thần cảnh đỉnh phong khó tin hỏi. Người nhà họ Lý đều đã nghe danh Dương Thanh, chưa tới 30 tuổi đột phá siêu phàm cảnh đủ để khiến người ta khiếp sợ. Thế nhưng khí thế Dương Thanh vừa thể hiện rõ ràng vượt xa siêu phàm nhất cảnh. Lý Giang Hùng cắn răng nói, ngoài cậu ta ra còn ai vào đây nữa? Chẳng lẽ Hoàng tộc Thượng Quan vẫn còn cao thủ siêu phàm cảnh khác à? Liệu có phải là người bảo vệ quy tắc không? Cao thủ thần cảnh đỉnh phong kia rè rặt nói, biết đâu Dương Thanh chỉ là một quân cờ. Người bảo vệ quy tắc tồn tại là để bảo vệ quyền uy của Hoàng tộc. Nói không chừng người giết Lý Mục chính là người bảo vệ quy tắc. Dù có người truy cứu trách nhiệm, bọn họ cũng sẽ đổ lên đầu Dương Thanh. Dù sao cậu ta cũng là cao thủ siêu phàm cảnh. Lý Giang Hùng kinh ngạc hỏi, ý ông là người bảo vệ quy tắc đã ra tay sao? Phải." Người kia vội vàng gật đầu. Lý Giang Hùng không nói không rằng, mãi lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói, nếu thật sự là vậy, chúng ta làm gì còn phần thắng. Vẫn nên đợi gặp được Cụ Tổ xem ông ấy nói gì. Người kia cũng là dòng chính nhà họ Lý, Bèn nói. 20 phút sau, Lý Giang Hùng về tới gia tộc. Ông ta bước vào một căn hầm, đi thang máy xuống trụ sở bí mật chín tầng dưới mặt đất. Trong đó, một lão già đang ngồi xếp bằng, luồng khí tức như có như không lượn lờ xung quanh lão ta. "Bố." Lý Giang Hùng hơi khom người nhìn đối phương, thái độ vô cùng cung kính. Cụ tổ nhà họ Lý đã trăm tuổi nhưng vẫn còn sống trên đời. "Thất bại rồi à?" lão ta lên tiếng hỏi không thèm quay đầu lại giọng điệu cực kỳ bình thản lý giang hùng gật đầu đáp có lẽ người bảo vệ quy tắc đã ra tay không thể nào cụ tổ nói chắc nghịch lão ta chậm rãi đứng dậy cặp mắt đục ngầu nhìn chầm chằm lý giang hùng mày khiến tao rất thất vọng bố ơi lý giang hùng hốt hoảng vội quỳ dạp xuống đỏ mắt nói con cũng không ngờ trong hoàng phủ thượng quan còn có một cao thủ siêu phàm cảnh khác bốp tiếng bạt tai vang dội Lý Giang Hùng bị ăn tát. Ông ta bay ngược ra ngoài như trái bóng ra, nặng nề đâm vào vách tường của căn hầm. Xin bố bất giận. Ông ta vô cùng sợ hãi, cảm thấy xương cốt toàn thân như vỡ thành từng mảnh, nằm bò ra đất cầu khẩn. Cụ tổ lạnh giọng nói, mày không nên tính kế thằng nhóc kia. Lý Giang Hùng giật mình kinh hãi, đương nhiên biết thằng nhóc cụ tổ nhắc tới là ai. Từ khi Dương Thanh được Thượng quan Hoàng mới tới Hoàng tộc Thượng quan, Lý Giang Hùng cũng đã bắt đầu răng bẫy để Dương Thanh chạm mặt Lý Bảo Phong trên máy bay, dẫn dắt họ mâu thuẫn vì quách sở sở. Tất cả đều trong dự đoán của Lý Giang Hùng. Chính vì lão ta hiểu rõ Dương Thanh, đoán được anh sẽ ra tay lấy mạng Lý Bảo Phong. Người ngoài không hề hay biết ba nhánh trong hoàng tộc họ thượng quan vẫn còn nhiều cao thủ thần cảnh đỉnh phong đến thế. Mà thực tế thì không chỉ hoàng tộc họ thượng quan, các hoàng tộc khác và những thế lực hàng đầu đều có nội tình rất phức tạp những gì người ngoài biết được chẳng qua chỉ là những thứ các thế lực này muốn cho họ biết. Dù thế nào cũng là gia tộc đã có bề dày mấy trăm năm lịch sử, sự rắc rối và phức tạp của các mối quan hệ sâu bên trong sao có thể đơn giản như bề ngoài được. Không phải tôi yêu cầu các ông phải ra sức mà là chỉ chuẩn bị trước ba người có thực lực thần cảnh đỉnh phong thôi. Cho các ông nửa giờ đồng hồ, phải bảo họ đến đây ngay, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Sắc mặt thượng quan hoàng sa sầm xuống, lạnh giọng nói chủ của ba nhánh đều khó chịu ra mặt, nhưng cũng biết bây giờ đang là lúc thượng quan hoàng tức giận nhất nên không ai dám phản đối, lần lượt vâng mệnh rồi đi ra ngoài. Chờ mấy người kia đi rồi, thượng quan hoàng hừ lạnh rồi nói, một lũ ăn cây táo, rào cây sung. Dám lấy tiền của gia tộc để âm thầm xây dựng quân đội, tưởng tôi mù thật đấy à. Vì bị mệnh lệnh bắt ép nên nửa tiếng sau, chủ của ba nhánh mỗi người đều đưa hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong đến gặp thượng quan hoàng. Chủ của ba nhánh vốn có thực lực thần cảnh đỉnh phong, lại thêm hai người do mỗi bên mang đến, thế là trong phòng nghị sự bỗng chốc có mười mấy cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Một đội hình thế này mà được công khai thì có thể sẽ làm chấn động cả toàn bộ chiêu châu. Số người có thể đạt đến mức thần cảnh đỉnh phong không hề nhiều, thế mà chỉ trong hoàng tộc họ thượng quan đã có đến mười mấy cao thủ như thế. Tôi triệu tập mọi người đến đây để thực hiện một nhiệm vụ, đó là bảo vệ hoàng tộc họ thượng quan bằng mọi giá. Thượng quan Hoàng đưa mắt nhìn lướt qua toàn bộ phòng nghị sự, khí thế của bán bộ siêu phàm cảnh bộc phát ra khỏi cơ thể, bao phủ lấy mỗi một người ở đây. Những người khác đều cảm nhận được sức mạnh sắp đột phá siêu phàm cảnh đến từ lão ta, sắc mặt ai nấy đều trở nên kinh ngạc. Không sai, Thượng quan Hoàng đã sắp tiến vào siêu phàm cảnh. Lão ta đã chạm đến ngưỡng cửa của cảnh giới này, dường như chỉ cần tiến về phía trước thêm một bước là có thể vượt qua. Thậm chí những người thuộc ba nhánh của hoàng tộc đều có cảm giác thượng quan hoàng đã thực sự bước vào siêu phàm cảnh, nếu không thì trên người lão ta đã không có khí thế kinh khủng đến vậy. Hoàng chủ yên tâm, chỉ cần còn sống, chúng tôi nhất quyết không để người ngoài gây ảnh hưởng đến hoàng tộc. Bọn họ đồng loạt bày tỏ quyết tâm của mình. Tốt, thượng quan hoàng gật đầu. Thinh linh, đôi lông mày của lão ta trao lại, nét mặt hết sức nặng nề, nói, chuẩn bị chiến đấu. Lời này vừa vang lên thì một uy thế võ đạo đáng sợ bao trùm toàn bộ hoàng phủ họ Thượng Quan. Cùng lúc đó, khí thế của một vài người có thực lực thần cảnh đỉnh phong cũng xuất hiện ở hoàng tộc. Đây là ai nấy đều hoảng hốt. Về cơ bản thì tất cả bọn họ đều là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, nhưng giờ đây họ lại cảm nhận được những khí thế võ đạo còn kinh khủng hơn, thậm chí còn vượt xa uy thế mà Thượng Quan hoàng gây ra cho họ. Thằng nhãi Dương Thanh kia, cút ra đây chịu chết đi một tiếng thét đầy phẫn nộ như sấm rền nổ đùng đoàn giữa bầu trời hoàng phủ. Thượng quan hoàng lập tức dẫn đám cao thủ ra ngoài, nhìn thấy ở phía trước là một ông lão với hơi thở minh mông bằng bạc, còn Lý Giang Hùng chủ gia tộc họ Lý thì đang cẩn thận đứng cạnh người này. Sau lưng hai người còn có mười mấy cao thủ thần cảnh, trong đó gần một phần ba là có thực lực thần cảnh đỉnh phong. Tuy tính đến số lượng cao thủ thần cảnh đỉnh phong thì họ đều không bằng hoàng tộc họ thượng quan, ngặt nỗi ông lão cầm đầu kia lại toát lên khí thế của siêu phàm cảnh đó là một tồn tại có thể tàn sát toàn bộ hoàng tộc họ thượng quan. Tiền bối là ông tổ của nhà họ Lý, Lý Trọng phải không? Thượng quan hoàng nhìn ông lão kia, hỏi. Lý Trọng nhíu mày, lạnh lùng nhìn lão ta mà đáp trả, không ngờ hoàng chủ vẫn nhớ ông già này đấy. Đương nhiên thượng quan hoàng còn nhớ Lý Trọng. Khi lão ta còn là hoàng tử, Lý Trọng chính là chủ gia tộc họ Lý, có thể nói đây là một nhân vật đóng vai trò quan trọng trong thời đại của hoàng chủ đời trước. Lý Trọng cũng nhớ rõ Thượng Quan Hoàng. Cho dù ở thời lão ta đứng trên đỉnh cao huy hoàng thì nhà họ Lý vẫn phải chịu sự quản lý của hoàng tộc họ Thượng Quan. Xưa kia, Thượng Quan Hoàng mang thân phận hoàng chủ tương lai cao quý, lão ta mà gặp cũng phải cúi người chào đón. Hoàng chủ, nhà họ Lý không muốn làm kẻ thù với hoàng tộc, mong hoàng chủ hãy giao cậu ta ra đây. Lý Trọng lạnh giọng đưa ra yêu cầu. Dĩ nhiên Thượng Quan Hoàng biết người mà lão ta muốn mình giao ra chính là Dương Thanh. Vừa rồi Thượng quan Hoàng cũng cảm nhận được khí thế võ đạo của Dương Thanh đã dao động rất mãnh liệt, chắc sẽ đột phá sớm thôi. Nhưng đến bây giờ Dương Thanh vẫn chưa xuất hiện, rõ ràng là vẫn chưa đột phá thành công. Như vậy thì lão ta sẽ không dễ dàng để cho quá trình tu luyện của Dương Thanh bị cắt đứt. Dù sao, Thượng quan Hoàng rất sẵn lòng nhờ cậy Dương Thanh giải quyết nhà họ Lý. Cậu Thanh là khách quý của hoàng tộc tôi, tiền bối chỉ nói một câu đã ép tôi giao ra thì có hơi không xem hoàng tộc ra gì rồi đấy. Thượng quan Hoàng bình tĩnh nói. Lông mày của Lý Trọng nhíu lại, Lý Giang Hùng đang đứng bên cạnh lập tức tiến lên một bước, giận dữ quát, con tôi chết trong tay Dương Thanh đấy, chẳng lẽ Hoàng chủ vẫn muốn bảo vệ cậu ta? Thượng quan Hoàng cười lạnh, Lý Giang Hùng, con trai ông chết như thế nào thì ông nên tự hỏi bản thân chứ đừng tìm đến tôi làm gì. Lý Giang Hùng là ai, sao lão ta lại không biết? Hoàng chủ, ý ông là gì? Con người của Lý Giang Hùng co rút, đằng đằng sát khí chừng mắt nhìn Thượng quan Hoàng lý giang hùng có một số việc tôi không nói quá rõ ràng vì muốn giữ mặt mũi cho ông thượng quan hoàng lạnh lùng đáp tôi nghĩ chắc tiền bối lý trọng đây cũng không muốn tôi nói toạc hết ra nhỉ dĩ nhiên nếu như tiền bối muốn thì tôi có thể lấy một số chứng cứ ra chẳng qua lúc đó nhà họ lý bị bẽ mặt thì đừng quay sang trách tôi vừa nghe thấy những lời này thì khóe miệng lý giang hùng giật giật trong lòng lão ta bỗng dâng lên sự sợ hãi lý giang hùng biết rõ chứng cứ mà thượng quan hoàng vừa nói đến là cái gì lão ta cho rằng mình đã xử lý cái chết của lý dương rất sạch sẽ tuyệt đối không để lại bất kỳ bằng chứng nào nhưng bây giờ lại nghe thấy thượng quan hoàng nói vậy lão ta cũng không quá chắc chắn audio điện tử võ tấn bền cơ hồ đúng lúc đó thượng quan hoàng cũng xông tới không chút do dự giơ tay tung ra một trường tấn công lý giang hùng nhưng lý trọng đã chắn trước người lý giang hùng thượng quan hoàng cho dù đã đột phá siêu phàm cảnh cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Lý Trọng. Lý Trọng tung ra một trường, đối chọi với một trường của Thượng Quan Hoàng. Bùm, một tiếng vang rất lớn. Trong sự khiếp sợ của mọi người, thân thể Thượng Quan Hoàng liên tục lùi lại 7-8 bước, lại nhìn Lý Trọng vẫn chắn trước mặt Lý Giang Hùng, không hề lui lại phía sau một bước. Phụt, trong giây phút cơ thể Thượng Quan Hoàng đứng vững, lão ta bỗng phun ra một búng máu, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Bố, ông nội, hoàng chủ, đám cầm quyền của hoàng tộc họ thượng quan nhất thời nhao nhao tức giận hét kênh thấy thượng quan hoàng bị một trưởng của lý trọng đánh trọng thương bọn họ cũng vô cùng tức giận lý giang hùng đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn thượng quan hoàng bị lý trọng đánh lui bảy tám bước mà trọng thương ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc lão ta hoàn toàn không thể ngờ được thượng quan hoàng lại mạnh như vậy chỉ còn cách cảnh giới siêu phàm cảnh một bước theo kế hoạch của họ tạm thời sẽ không ra tay với hoàng tộc họ thượng quan đợi giết chết dương thanh rồi sẽ đối phó với hoàng tộc cứ như vậy cho dù người bảo vệ quy tắc có xuất hiện vẫn sẽ còn cụ tổ lý trọng ứng phó nhưng bây giờ họ còn chưa bước được dương thanh ra đã khai chiến với hoàng tộc thượng quan rồi lúc này một khi người bảo vệ quy tắc xuất hiện còn thêm cả một dương thanh có thực lực siêu phàm cảnh nhà họ lý còn đường sống sao không chỉ lý giang hùng lý trọng cũng thấy hơi sợ hãi trong lòng lo lắng người bảo vệ quy tắc sẽ xuất hiện vừa rồi lão ta cũng chỉ vì cứu lý giang hùng nên bất đắc dĩ mới ra tay với Thượng Quan Hoàng, mặc dù không dùng toàn lực, nhưng dù sao cũng đã ra tay rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người nhà họ Lý đợi khoảng một phút cũng không thấy người bảo vệ quy tắc xuất hiện. Người của Hoàng tộc họ Thượng Quan cũng đang mong đợi, nhưng người bảo vệ quy tắc vẫn không hề xuất hiện. Trái tim vốn hơi hoảng loạn của Lý Trọng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lý Trọng, Thượng Quan Hoàng dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm Lý Trọng, cắn răng nghiến lợi nói, Ông là cao thủ siêu phàm cảnh lại dám ra tay với tôi ngoan độc như vậy?" Lý Trọng cười nhạt, "Đối với cậu, tôi không cần ra tay ngoan độc, chỉ là cậu quá yếu, tôi chỉ vung tay ra một đòn đã khiến cậu trọng thương." Người của hoàng tộc họ Thượng Quan đều vô cùng tức giận nhìn về phía nhà họ Lý. "Nếu người bảo vệ quy tắc không xuất hiện, vậy có thể hiểu nhà họ Lý chưa tạo thành đả kích mang tính hủy diệt với hoàng tộc họ Thượng Quan." Chuyện này khiến cho người của hoàng tộc Thượng Quan đều thầm vô cùng thất vọng. Đồng tử thâm sâu của Lý Giang Hùng nhìn chằm chằm Thượng Quan Hoàng, lão ta cắn răng nói, Thượng Quan Hoàng, người chúng tôi muốn tìm là Dương Thanh chứ không phải là người của Hoàng tộc Thượng Quan. Sao người ra đây, nếu không hôm nay sẽ là ngày rỗ của ông? Lý Giang Hùng không dám tùy tiện khai chiến với Hoàng tộc, vừa rồi Lý Trọng ra tay với Thượng Quan Hoàng đã dọa lão ta suýt sợ chết khiếp. Nếu Lý Trọng lại ra tay với Thượng Quan Hoàng, có lẽ người bảo vệ quy tắc sẽ xuất hiện. Lý Trọng cũng hiểu điểm này, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thượng quan hoàng, nói, cho cậu 5 phút để giao người ra đây, chúng tôi sẽ lập tức dẫn người rời đi, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Hừ, thượng quan hoàng cười nhạt, mặt đầy giữ tợn nói, đừng nói nhảm nữa, muốn chiến thì chiến, đừng nói là 5 phút, cho dù là 5 ngày, 5 năm, chúng tôi cũng sẽ không giao người. Đương nhiên thượng quan hoàng hiểu toan tính của nhà họ Lý, hiện giờ với hoàng tộc thượng quan, Dương Thanh chính là chỗ dựa lớn nhất của họ cho dù là người bảo vệ quy tắc cũng chẳng quan trọng bằng Dương Thanh. Người bảo vệ quy tắc chỉ xuất hiện khi hoàng tộc sắp bị tiêu diệt, nếu thật sự chờ đến lúc đó, cho dù hoàng tộc không bị diệt, cũng có khác gì đã bị tiêu diệt đâu. Nhưng Dương Thanh không giống vậy, bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay với nhà họ Lý. Quan trọng nhất là, Thượng quan Hoàng biết một khi nhà họ Lý diệt được Dương Thanh rồi, ngày hoàng tộc họ Thượng quan bị tiêu diệt cũng không còn xa. Xem ra nếu không để hoàng tộc phải trả giá một chút, hoàng chủ sẽ không giao người ra đây. Lý Trọng hít mắt lại, lời nói tràn đầy uy hiếp. Lúc này, mười mấy cao thủ thần cảnh đỉnh phong của nhà họ Lý mặt đầy cảnh giác vây quanh thượng quan hoàng, mắt lom lom nhìn chằm chằm người nhà họ Lý, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nghênh chiến. Mà cao thủ nhà họ Lý đều lộ ra ánh mắt hung ác, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lý Trọng và Lý Giang Hùng đứng đầu tiên, khí thế võ thuật trên người hai người cũng vô cùng kinh khủng. Sử mấy cao thủ thần cảnh đỉnh phong trước đi. Lý Trọng bỗng nhiên nói, hiển nhiên là nói với Lý Giang Hùng. "Vâng, thưa bố." Lý Giang Hùng di chuyển chân, nháy mắt xông về phía một tên cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc. "Lý Giang Hùng, ông dám?" Thượng quan hoàng nhất thời giận dữ, lập tức ra lệnh, "Cùng lên đi, giết chết Lý Giang Hùng." Vừa mới dứt lời, nháy mắt lão ta cũng lao về phía Lý Giang Hùng. "Đối thủ của cậu là tôi, nhưng Thượng quan hoàng vừa muốn ra tay, Lý Trọng đã chắn trước mặt lão ta." Cùng lúc đó, Lý Giang Hùng đã xông về phía mười mấy cao thủ thần cảnh đỉnh phong kia, tung ra một trường. Dầm, một cao thủ thần cảnh đỉnh phong hoàn toàn không có cơ hội trả đũa đã bị một trường của Lý Giang Hùng đánh trúng tim, chết ngay tại chỗ. Lý Giang Hùng là người đứng đầu nhà họ Lý, ông ta cũng là cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh, lại không biết nhà họ Lý dùng thủ đoạn gì khiến cho sức chiến đấu của lão ta tăng vọt, có thể so với cao thủ siêu phàm nhất cảnh. Cao thủ thần cảnh đỉnh phong bình thường chỉ còn con đường chết dưới một trường toàn lực của lão ta. Lý Giang Hùng, Thượng Quan Hoàng thấy một cao thủ thần cảnh đỉnh phong bị giết thì mặt đầy dữ tợn, tức giận đến cả người cũng run rẩy. Giết, Lý Giang Hùng tức giận hét lên một tiếng, lại xông đến trước mặt một cao thủ thần cảnh đỉnh phong khác, giơ tay tung một trường. Cao thủ của hoàng tộc kia hoàn toàn không có sức đánh trả, nháy mắt cũng bị một trường giết chết giống như cao thủ trước đó. Trong mấy giây ngắn ngủi, hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc đã bị một mình Lý Giang Phong giết chết. May là đúng lúc này, những cao thủ hoàng tộc khác đã cùng xông lên tấn công lý giang hùng lý giang hùng muốn một mình giết chết các cao thủ thần cảnh đỉnh phong nữa e là rất khó tất cả người nhà họ lý giết cho tôi chấm khi cuộc chiến hoàng tộc họ thượng quan và nhà họ lý bùng nổ trong biệt thự của dương thanh anh chỉ ngồi khoanh chân một luồng khí thế võ thuật điên cuồng không ngừng tẩy rửa cơ thể anh cùng với luồng khí thế trong cơ thể càng ngày càng mạnh anh cảm giác dường như đang mất đi lý trí nhưng anh vẫn cắn chặt răng Cố gắng không để mình tiến vào trạng thái mất kiểm soát. Hơi thở võ thuật trong cơ thể anh cũng càng ngày càng mạnh, chỉ còn một bước nữa là đến siêu phàm nhị cảnh nhưng chỉ cao thủ đã thật sự bước vào siêu phàm nhị cảnh mới biết muốn đột phá từ siêu phàm nhất cảnh lên siêu phàm nhị cảnh khó đến nhường nào. "Phá cho tôi!" Dương Thanh chợt nổi giận gầm lên một tiếng, hơi thở điên cuồng trong cơ thể tăng vọt, mắt anh đỏ tươi, trông như sắp mất kiểm soát. "Tôi là tướng quân của biên giới phía bắc, tôi là chiến thần của biên giới phía bắc." Một mình có thể chiến đấu với một nửa quốc gia, sao tôi lại mất kiểm soát được? Tôi là tôi, Dương Thanh tôi sẽ không bị cơn điên cuồng này chiếm đi lý trí, phá cho tôi. Đột phá cho tôi, Dương Thanh giống giận liên tục, cơn tức càng ngày càng tăng, khí thế điên cuồng trên người anh càng lúc càng mạnh. Giờ phút này nếu có ai ở bên cạnh anh, chắc chắn người đó sẽ sợ ngây người. Người anh đầy máu tươi, mắt cũng đỏ rực, tròng trắng hoàn toàn biến mất anh của bây giờ giống như ác ma đến từ địa ngục làm người ta sợ hãi. Khí thế điên cuồng tiếp tục tăng vọt, điên cuồng tấn công vào lý trí của anh, muốn anh đánh mất chính mình nhưng Dương Thanh vẫn kiên trì với ý định ban đầu, cố gắng kiểm soát lý trí của mình, không để nó mất kiểm soát. Anh nắm rõ tình hình bây giờ của Hoàng tộc họ Thượng Quan, biết hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong của Hoàng tộc Thượng Quan đã bị giết, cũng biết rõ cụ tổ của nhà họ Lý là cao thủ siêu phàm tứ cảnh với thực lực bây giờ của anh anh hoàn toàn không phải là đối thủ của cụ tổ nhà họ lý nếu muốn đánh bại lý trọng anh chỉ có thể đột phá đến siêu phàm nhị cảnh sau đó cộng thêm sức mạnh điên cuồng mới có thể đánh bại đối phương nếu không bây giờ anh sang đó chỉ có con đường chết người bảo vệ quy tắc của hoàng thành chỉ bảo vệ hoàng tộc chứ sẽ không bảo vệ anh đúng lúc này khí thế võ thuật trên người dương thanh đạt đến đỉnh điểm cuối cùng khí thế điên cuồng cũng ngừng tăng điều làm anh vui là đây là lúc anh rất có thể sẽ tiến vào trạng thái điên cuồng nếu là lúc trước thì trong trạng thái như thế này anh đã mất trí lâu rồi nhưng lần này anh có thể giữ vững được trạng thái tỉnh táo mặc dù hơi thở điên cuồng trong cơ thể vẫn đang không ngừng ăn mòn lý trí anh nhưng vẫn trong phạm vi anh có thể khống chế được chẳng lẽ mình đã hoàn toàn khống chế được sức mạnh điên cuồng mặt dương thanh vui vẻ nhưng dù vậy cảnh giới của anh vẫn là siêu phàm nhất cảnh chỉ là có thể bùng nổ được ra sức mạnh tương đương với siêu phàm tứ cảnh bình thường. Mà cuộc tổ lý trọng của nhà họ lý lại không phải là cao thủ siêu phàm tứ cảnh bình thường. Lúc này sang đó, anh vẫn không phải là đối thủ của lý trọng. Vẫn chưa đủ, mắt dương thanh niên cuồng, hét lên giận dữ, tiếp cho tôi. Cùng với tiếng gầm giận dữ của anh, anh bùng nổ thực lực của mình lên đến cực đỉnh. Anh của bây giờ hệt như người máu, quần áo trên người đã thấm máu đỏ rực. Sa anh xuất hiện từng vết rách rỉ máu tươi. Với cường độ thể xác bây giờ của anh, nó không thể chịu nổi thực lực tương đương với siêu phàm tứ cảnh. Nhưng anh không hề cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào, tiếp tục cố gắng tăng thực lực của mình. Bên kia, đại chiến giữa hoàng tộc họ Thượng Quan và nhà họ Lý vẫn đang tiếp diễn. Đến tận bây giờ, hoàng tộc họ Thượng Quan đã thiệt hại 4 cao thủ thần cảnh đỉnh phong, trái lại nhà họ Lý ngoài thiệt hại 2 cao thủ thần cảnh sơ kỳ ra thì không có thương vong nào nữa tất cả những thứ này đều vì thượng quan hoàng đã bị lý trọng bám sát có cao thủ bán bộ siêu phàm của nhà họ lý là lý giang hùng ở đây dù cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc họ thượng quan có nhiều đi trang nữa thì cũng không thể đàn áp được lý giang hùng mặt thượng quan tử khiêm đầy máu tươi bàn tay múa may không ngừng điên cuồng tấn công cao thủ nhà họ lý thượng quan nhu cũng thế bộ đồ máu trắng của cô đã nhuốm máu đỏ tươi từ lâu rồi trên người cô ta cũng có vài vết thương đang chảy máu mặt của người hoàng tộc cũng đẫm máu có máu của mình, cũng có máu của kẻ thù. Cao thủ hai bên chém giết đến đỏ cả mắt, chiêu nào cũng dồn hết sức. Lý Trọng nhìn chằm chằm thượng quan hoàng, chợt nói, "Thượng quan hoàng, hoàng tộc đã có nhiều người chết lắm rồi, cậu có chắc là vẫn không muốn giao Dương Thanh ra không?" Thượng quan hoàng cắn răng, "Tôi đã nói rất rõ, muốn chúng tôi giao cậu thanh ra là chuyện không thể nào, ông sẽ phải hối hận." "Hừ," Lý Trọng lạnh giọng nói, "Cậu cứ mạnh miệng đi, tôi cũng muốn xem thử chờ cao thủ đứng đầu của hoàng tộc các cậu chết hết rồi." liệu cậu có còn kiên cường như bây giờ không thượng quan hoàng cười mỉa lý trọng ông có giỏi thì giết tôi đi giết cậu lý trọng cười khinh trong mắt tôi cậu chỉ là một con kiến thôi giết cậu thì có ý nghĩa gì đâu cậu còn không xứng làm đối thủ của tôi võ thuật của tôi không bằng ông nhưng thế thì sao tôi mới là hoàng chủ của hoàng tộc thượng quan hoàng tộc có người bảo vệ quy tắc che chở dù ông có giết hết người của hoàng tộc thì người bảo vệ quy tắc cũng sẽ không bỏ qua cho nhà họ lý Hoàng thành không phải chỉ có mình hoàng tộc thượng quan và nhà họ Lý, dù hoàng tộc của tôi chết thảm thiết đi chăng nữa, chỉ cần có người bảo vệ quy tắc ở đây, không có gia tộc nào có thể thay thế được chúng tôi. Nhưng nhà họ Lý thì khác, muốn giết hết người của hoàng tộc, thực lực của nhà họ Lý sẽ giảm mạnh. Đến lúc đó, có rất nhiều gia tộc có thể thay thế nhà họ Lý. Nghe thượng quan hoàng nói xong, sắc mặt Lý trọng cực kỳ âm u, đương nhiên lão ta hiểu rõ, thượng quan hoàng không đang đe đọa xuông. Bây giờ lại có Lý Giang Hùng ở đây, mặc dù nhà họ lý đang chiếm ưu thế lớn nhưng dù sao nơi này cũng là hoàng tộc thượng quan cũng có rất nhiều cao thủ thần cảnh đỉnh phong nhà họ lý cũng thiệt hại lớn đương nhiên chỉ cần lý trọng ở nhà họ lý thì không có gia tộc nào có thể thay thế được nhà họ lý cậu sẽ không được thấy ngày nhà họ lý bị thay thế lý trọng lạnh giọng nói hai người không nói gì nữa ánh mắt nhìn sang chiến trường thượng quan hoàng nhìn cao thủ hoàng tộc ngã vào vũng máu cảm giác tim mình cũng đang dỉ máu những cao thủ đó đều là nhân tài tinh anh của hoàng tộc bây giờ cứ thế ngã xuống trong những người này còn có rất nhiều người đã đi theo lão ta từ lúc còn trẻ là anh em sông pha đến tận bây giờ giết 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 thượng quan nhu xuyên qua đám người vốn dĩ cô ta chỉ mới ở cảnh giới thần cảnh trung kỳ nhưng lúc này có thể bộc phát sức chiến đấu của thần cảnh hậu kỳ chém giết liều mạng trong nháy mắt một cao thủ thần cảnh hậu kỳ của nhà họ lý chết trong tay cô ta Lý Trọng cũng chú ý đến Thượng Quan Nhu, sắc mặt cực kỳ âm u. Thượng Quan Nhu mới 30 tuổi, trẻ như vậy mà đã đạt đến cảnh giới thần cảnh trung kỳ, đáng sợ nhất là cô ta có thể bộc phát ra sức chiến đấu của thần cảnh hậu kỳ. Dù có là cao thủ mới bước vào thần cảnh đỉnh phong thì sợ rằng cũng chưa chắc là đối thủ của cô ta. Giết cô gái kia, Lý Trọng chợt ra lệnh. Đúng lúc này, Lý Giang Hùng đấm bay một cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc họ Thượng Quan, trong nháy mắt sát khí khóa chặt Thượng Quan Nhu bảo vệ nhu nhu, thượng quan hoàng biến sắc, giận dữ hét lên, nhanh lên nhanh lên, bảo vệ nhu nhu. Thượng quan nhu là thiên tài võ thuật trăm năm hiếm thấy của hoàng tộc thượng quan, nếu bây giờ cô ta chết, với hoàng tộc mà nói, đây mới là thiệt hại khổng lồ. Nhất thời, bốn cao thủ thần cảnh đỉnh phong cùng tiến lên bảo vệ trước mặt thượng quan nhu. Thượng quan nhu cũng ý thức được nguy hiểm sắp ập đến, cô ta cắn chặt răng, mặt giữ tợn nói, chỉ cần tôi không chết thì sẽ diệt hết nhà họ lý. Cô sẽ không có cơ hội giọng lý giang hùng chợt vang lên bên tai thượng quan nhu bốn gã cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc họ thượng quan chưa kịp lấy lại tinh thần thì lý giang hùng đã xuyên qua bọn họ đi tới trước mặt thượng quan nhu thượng quan nhu biến sắc nhưng ánh mắt lại không hề sợ hãi ngược lại còn đằng đằng sát khí hét lên giận dữ chết cho tôi cô ta hét lên dồn tất cả sức lực trên người vào tay phải rồi trưởng về phía lý giang hùng không biết tự lượng sức mình lý giang hùng cười lạnh ngay sau đó khí thể võ thuật bán bộ siêu phàm bùng nổ trong cơ thể ông ta chém thẳng lên đầu thượng quan nhu 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 mắt thượng quan hoàng như muốn nứt ra giống lên đừng mà đừng mà nhu nhu lúc này bố của thượng quan nhu là thượng quan tử khiêm cũng giống lên giận dữ chém giết điên cuồng muốn xông lên cứu con gái nhưng ông ta bị cao thủ của nhà họ lý bao vây hoàn toàn không thể thoát khỏi cuộc chiến mắt thấy trưởng của lý giang hùng càng ngày càng gần đầu mình thượng quan nhu tuyệt vọng Cô ta biết không ai cứu mình nổi, tuyệt vọng nhắm mắt lại. ầm, um, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một người bay đến trận trước mặt thượng quan nhu giơ tay lên đấm một cú. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, người lý giang hùng mạnh gần bằng siêu phàm nhất cảnh như bị sao băng đập trúng, hộc máu bay thẳng ra ngoài. Cậu thanh thượng quan nhu xúc động nhìn bóng lưng quen thuộc chắn trước mặt mình. Thượng quan hoàng kích động khi nhìn thấy dương thanh, trái tim vẫn luôn lo lắng cuối cùng đã bình tĩnh lại. Sở dĩ lão ta có thể kiên trì không ra tay, trơ mắt nhìn Lý Giang Hùng điên cuồng tấn công người của hoàng tộc khiến họ bị thương nặng, thậm chí chết cũng vì gửi gắm hy vọng vào Dương Thanh. Thượng quan hoàng vẫn bị Lý Trọng ngăn cản nên không có cách đi cứu người của hoàng tộc. Một khi lão ta ra tay với Lý Trọng, rất có khả năng sẽ bị Lý Trọng giết chết. Vào lúc Lý Giang Hùng sắp giết chết Thượng quan Nhu, lão ta đã quyết tâm sẽ ra tay với Lý Trọng. Thượng quan Nhu là hy vọng của hoàng tộc cho dù lão ta có chết cũng chắc chắn phải bảo vệ cô ta. Nhưng lão ta không ngờ Dương Thanh sẽ xuất hiện đúng vào thời điểm quan trọng này. Lúc này, Lý Giang Hùng bị một đòn của Dương Thanh đánh bay, cơ thể đập mạnh xuống đất giống như sao sẹt. Thậm chí nơi cơ thể ông ta rơi bị lõm xuống giống như mạng nhện. Người của Hoàng tộc Thượng Quan nhìn thấy cảnh tượng này nhất thời kinh sợ, sau đó là kích động. Mà người nhà họ Lý nhìn thấy chủ gia tộc của mình bị một đòn đánh bay trong giây lát thì kinh ngạc tới ngây người, ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Cậu là Dương Thanh, tất nhiên Lý Trọng đã từng nghe nói về Dương Thanh. Lần này lão ta tới hoàng tộc họ Thượng Quan để giết chết anh, sau đó mới ra tay với hoàng tộc. Nhưng lão ta không ngờ nhà họ Lý đã ra tay với hoàng tộc, mà lúc này Dương Thanh mới xuất hiện. Ông chính là ông già trăm tuổi không chịu chết ở nhà họ Lý. Dương Thanh bình tĩnh nhìn Lý Trọng hỏi: Giọng điệu còn có vẻ trêu tức. Lão Sược, Lý Trọng nổi giận. Lão ta đường đường là cụ tổ nhà họ Lý, thế hệ người già sống hơn trăm năm lại bị một người thanh niên chỉ có 28 tuổi mắng không chịu chết. Ông không chỉ là không chịu chết mà còn là lão già khốn kiếp bị ổi vô sỉ. Ông Đường Đường là cao thủ siêu phàm cảnh lại ra tay với cao thủ thần cảnh bình thường, uy hiếp một người có thực lực yếu hơn ông rất nhiều. Có phải ông thấy chuyện này rất vinh quang không? Dương Thanh lạnh lùng nói sâu trong đôi mắt lóe ra sát khí trước đó anh vẫn luôn nhìn dù thấy rõ mọi chuyện xảy ra bên này như lòng bàn tay nếu không phải anh vẫn chưa thể đột phá đến siêu phàm nhị cảnh anh sẽ không nhẫn nhịn cậu muốn chết lý trọng chợt quát một tiếng và không nhịn được nữa lập tức lao về phía dương thanh ánh mắt dương thanh lạnh lẽo người hơi cúi xuống trong dây lát đạp xuống mặt đất phát ra một tiếng động lớn mặt đất lõm xuống tạo ra một phản lực đáng sợ làm anh bắn ra ngoài lao thẳng về phía lý trọng Ầm, um, một giây tiếp theo, một tiếng va chạm nặng nề vang vọng cả hoàng phủ. Mặt đất lấy vị trí dưới chân hai người làm trung tâm đã nổ mạnh, bụi bặm cuốn lên. Một khí thế võ đạo như rời núi lấp biển cuốn theo tất cả ra xung quanh giống như đạn hạt nhân bị nổ vậy. Ầm um, ầm um, ầm, um, trong sự kinh hoàng của mọi người, tất cả đồ thủy tinh trong các tòa nhà gần đó đều nổ tung. Dưới sóng võ thuật đáng sợ này, các cao thủ thần cảnh bị ép cho phải lùi lại rất nhiều bước giống như bị ô tô đụng phải. Có mấy cao thủ vừa bước vào thần cảnh sơ kỳ còn không chịu được, sâu trong cổ họng chợt thấy vị tanh, lập tức nôn ra máu và bay ngược lại. Hai cao thủ siêu phàm cảnh chỉ đánh một đòn, đã phát ra năng lượng hủy diệt đáng sợ như vậy. Chỉ sóng năng lượng tàn dư sau va chạm đã tạo thành sát thương lớn như vậy, có thể tưởng tượng được một khi hai người này thật sự chiến đấu sẽ xảy ra chuyện đáng sợ tới mức nào. Dương Thanh và Lý Trọng vừa bắt đầu đánh, cho dù thượng quan hoàng đã là bán bộ siêu phàm cảnh cũng bị đẩy lùi lại 5 6 bước ánh mắt lão ta vô cùng khó tin. Đồng thời, lão ta còn mừng như điên. Trước đó lão ta vẫn lo lắng Dương Thanh chỉ là cao thủ mới vào siêu phàm nhất cảnh, tạm thời không phải là đối thủ của Lý Trọng, có thể miễn cưỡng ngăn cản được Lý Trọng đã là ơn huệ cực lớn với hoàng tộc rồi. Nhưng bây giờ, sau khi Dương Thanh và Lý Trọng vừa đối đầu, không ngờ anh chẳng những không bị đẩy lùi mà thực lực của hai người dường như ngang nhau, không ai có thể làm gì được người kia. Đối với hoàng tộc họ thượng quan bây giờ, không cần có người giết được Lý Trọng, chỉ cần có thể cầm chân lão ta là đủ rồi. Đừng quên, bản thân Thượng Quan Hoàng cũng là cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh, hơn nữa còn sắp phá vỡ rào cản, bước vào siêu phàm nhất cảnh. Về phần Lý Giang Hùng nhà họ Lý, sau khi Dương Thanh xuất hiện, đã đánh một đòn làm lão ta bị thương nặng, sợ rằng bây giờ một cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng có thể giết lão ta. Chỉ cần Lý Trọng bị Dương Thanh ngăn cản, nhà họ Lý sẽ phải đối mặt với sự diệt phong. Rốt cuộc, cậu là ai? Lý Trọng chợt dùng sức ép Dương Thanh lùi lại, bản thân lão ta cũng lùi lại mấy bước đây là lần đầu tiên lão ta tò mò về thân phận của dương thanh lý trọng là cao thủ siêu phàm tứ cảnh nhưng không ngờ dưới một đòn vừa rồi dương thanh lại có thể đánh ngang tay với lão ta cho dù lão ta còn chưa phát hết sức lực nhưng cũng không có cách nào bảo đảm dương thanh đã phát huy hết sức lực hay chưa bất kể dương thanh có phát ra hết sức lực hay không lão ta có thể khẳng định rằng mình rất khó giết được dương thanh quan trọng là dương thanh còn trẻ như vậy Dựa vào kinh nghiệm, lão ta vẫn chưa từng nghe nói có người thanh niên nào đạt được sức chiến đấu siêu phàm tứ cảnh khi mới 30 tuổi. Quan trọng là lão ta chỉ cảm nhận được khí thế võ đạo vừa bước vào siêu phàm nhị cảnh trên người Dương Thanh. Sau khi cảnh giới võ thuật bước vào siêu phàm cảnh, tranh lệch giữa hai cảnh giới bất kỳ đều giống như rãnh trời, huống gì giữa lão ta và Dương Thanh tranh lệch tới hai cảnh giới. Trong mắt Dương Thanh lóe lên sát khí. Nếu anh đã ra tay với Lý Trọng, vậy hôm nay lão ta phải chết bằng không một khi để kẻ địch như thế sống sót rời đi một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận ông còn chưa có tư cách biết tôi là ai dương thanh vừa dứt lời thì chân đã di chuyển trong giây lát lại xông về phía lý trọng lý trọng lập tức cảm giác được một khí thế cực kỳ cuồng bạo đang ép về phía mình lúc này đôi mắt của dương thanh đỏ như máu quả thật giống như một con thú giữ không thể khống chế được khi đối diện với đôi mắt của dương thanh lý trọng tự nhiên thấy sợ hãi không biết tự lượng sức mình, Lý Trọng nghiến răng quát, sau đó trở đạp xuống đất, đồng thời tập trung sức lực vào nắm đấm bên phải, trong giây lát vung lên đập xuống, giết. Ầm ầm ầm, một giây tiếp theo, cuộc chiến đấu của hai cao thủ siêu phàm cảnh chính thức bắt đầu. Hoàng tộc họ Thượng Quan và cao thủ thần cảnh nhà họ Lý đã bị cuộc chiến đấu của hai người dọa cho hoảng sợ. Lúc này, bọn họ đều vội vàng lùi lại, sợ mình đứng gần quá sẽ bị lực còn sót lại của cuộc chiến làm cho bị thương nặng. Cậu Thanh thật mạnh, chấm. Sau khi thượng quan hoàng ra lệnh một tiếng, những cao thủ hoàng tộc nãy giờ vốn đang uất ức không chịu nổi đều lao về phía cao thủ nhà họ Lý, điên cuồng tấn công. Sở dĩ vừa nãy nhà họ Lý còn chiếm ưu thế, giết không ít cao thủ hoàng tộc là do thượng quan hoàng bị Lý trọng kiềm chế. Mà Lý Giang Hùng gần như sắp bước vào siêu phàm nhất cảnh quả thật chính là vô địch đối với những cao thủ hoàng tộc kia. Nhưng bây giờ, Lý Trọng bị Dương Thanh kiềm chế, Lý Giang Hùng vừa nãy đã bị Dương Thanh đánh bay trong chớp mắt, gần như mất đi khả năng tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa bên phía hoàng tộc, ngoài Thượng quan Hoàng gần đạt siêu phàm nhất cảnh, những cao thủ khác đều là thần cảnh đỉnh phong. Mà bên nhà họ Lý ngoài hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong nắm giữ thực lực ngang với bán bộ siêu phàm cảnh, cảnh giới của những người khác đều không cao. Ở dưới sự dẫn dắt của Thượng quan Hoàng, cao thủ hoàng tộc biên cuồng chém giết giống như sói vào giữa đàn dê. Lý Giang hùng nhìn cao thủ nhà họ Lý liên tục bị giết chết, đôi mắt đã đỏ như máu giận dữ hét lên, thượng quan hoàng, các người chán sống rồi. Các người chán sống rồi, giết giết giết, người hoàng tộc không bị ảnh hưởng bởi lời Lý Giang Hùng nói, trái lại càng đánh hăng hơn. Mặc dù thượng quan nhu là phụ nữ nhưng có cảnh giới võ thuật thần cảnh trung kỳ, sức chiến đấu ngang với cao thủ thần cảnh hậu kỳ, tay không đánh một trường vào ngực một cao thủ thần cảnh trung kỳ nhà họ Lý. Bịch, chỉ thấy ngực cao thủ nhà họ Lý kia lõm xuống, bay ngược ra ngoài giống như quả bóng cao su và nôn ra máu, không chỉ thượng quan nhu rất mạnh những cao thủ hoàng tộc khác cũng hoàn toàn bùng nổ phát ra sức chiến đấu mạnh nhất đánh nhau với cao thủ nhà họ lý hôm nay không phải nhà họ lý chết thì hoàng tộc sẽ bị tiêu diệt cao thủ của hai gia tộc lớn điên cuồng chiến đấu cuộc chiến đấu giữa dương thanh và lý trọng cũng vô cùng ác liệt xung quanh bọn họ đã chẳng còn người nào đá xanh dưới chân vỡ thành mảnh vụn rất nhiều tòa nhà gần đó cũng sập xuống có thể nói trong phạm vi mấy chục mét quanh bọn họ đều bị san thành đất bằng Đồ khốn kiếp, cậu dám tổn thương tôi? Tôi là cụ tổ nhà họ Lý đã sống qua trăm năm, có thiên tài võ thuật nào mà chưa từng giết chứ? Hôm nay, tôi sẽ giết thêm một thiên tài võ thuật nữa. Mái tóc dài bạc trắng của Lý Trọng Tung bay theo gió, gương mặt hung ác nhìn về phía Dương Thanh với sát khí đáng sợ. Dương Thanh cũng không dễ chịu gì. Dù sao anh mới bước vào siêu phàm nhị cảnh, lúc này vẫn luôn chiến đấu trong trạng thái cuồng bạo sự cuồng bạo trong cơ thể càng lúc càng tăng làm anh sắp đánh mất lý trí anh vừa phải ép mình duy trì sự tỉnh táo còn phải tiếp tục chiến đấu với lý trọng nên áp lực cực lớn cũng may anh liều mạng đánh một trận vẫn có thể áp chế được lý trọng trước đó khi anh sắp phá vỡ rào cản tiến vào siêu phàm nhị cảnh sự cuồng bạo vốn đã lên đến cực hạn nhưng anh vẫn có thể kiểm soát được lý trí của mình chẳng qua khi anh tiến vào siêu nhàm nhị cảnh lại phát hiện sự cuồng bạo này dường như còn mạnh hơn chỉ cần anh muốn là có thể làm nó tiếp tục tăng lên. Nhưng chỉ tăng thêm một chút nữa thôi, anh sẽ thật sự mất khống chế. "Giết!" Lý Trọng đột nhiên nổi giận hét lên một tiếng, đá vụn dưới chân lập tức bị nghiền nát thành bột. Lão ta lao thẳng về phía Dương Thanh. Dương Thanh nôn ra máu nhưng vẫn cố gắng duy trì trạng thái cuồng bạo và lại tấn công. Ầm ầm ầm, hai người lao vào nhau, hai bóng người dường như hóa thành bóng mờ, cao thủ bình thường không thể nào nắm bắt được bóng dáng của bọn họ mỗi khi bóng dáng hai người xuất hiện đều sẽ phát ra một tiếng va chạm chói tai. Dương Thanh càng chiến đấu càng thấy trong người cuồng bạo hơn, trên da tay anh dần dần có máu chảy ra. Hai cánh tay nổi đầy gân xanh, máu dường như nhuộm đỏ Dương Thanh. Lý Trọng chợt đánh một đòn ép Dương Thanh lùi lại, ánh mắt càng thêm khiếp sợ. Lão ta đã phát huy thực lực đến mức cao nhất nhưng vẫn bị anh vững vàng chèn ép. Lý Trọng hiểu rõ, cứ tiếp tục tình trạng này, sợ rằng lão ta cùng lắm chỉ có thể kiên trì thêm 5 phút, Sức lực tiêu hao quá nhiều sẽ dẫn tới hoàn toàn mất đi khả năng tiếp tục chiến đấu. Nhưng lúc này cả người Dương Thanh giống như một người máu khiến lão ta thấy được hy vọng. Chắc chắn cậu đã dùng phương pháp bí mật nào đó làm thực lực của mình tăng vọt trong thời gian ngắn, bây giờ cậu đã không chịu nổi nữa, đúng không?" Lý Trọng lạnh lùng nói, "Dương Thanh, giữa cậu và nhà họ Lý tôi vốn không có thù hận gì, tất cả đều là do hoàng tộc thượng quan ở giữa gây khó dễ, giết chết người nhà họ Lý tôi rồi đổ tội cho cậu mới gây ra hiểu nhầm giữa chúng ta." chắc hẳn cậu biết rõ cậu không có khả năng giết được tôi tôi cũng không thể giết được cậu với tình trạng của cậu bây giờ sợ rằng cũng không kiên trì được bao lâu nếu cậu bằng lòng đến nhà họ lý tôi có thể để cậu làm thái thượng trưởng lão ở nhà họ lý địa vị gần bằng tôi cậu thấy thế nào dương thanh cười lạnh thật sự chỉ là hiểu nhầm thôi sao anh biết rõ nhà họ lý suy nghĩ thế nào còn không phải là muốn giết anh trước rồi khai chiến với hoàng tộc họ thượng quan sao bởi vì chỉ làm vậy sau khi người bảo vệ quy tắc của hoàng thành xuất hiện lão ta mới có khả năng ứng phó được thật sự là hiểu nhầm lý trọng vội nói dương thanh tôi biết cậu và hoàng tộc thượng quan không quá thân thiết cậu việc gì phải vì một hoàng tộc mà làm như vậy chứ tôi còn biết cậu có rất nhiều kẻ địch ngoài cao thủ siêu phàm cảnh miêu thành còn có cao thủ siêu phàm cảnh của hoàng tộc họ vũ một trong hai hoàng tộc lớn cổ xưa nếu cậu gia nhập nhà họ lý tôi có thể giúp cậu đối phó với bọn họ Chắc cậu sẽ vì người bên cạnh cậu mà không từ chối, đúng không?" Dương Thanh nhíu mày khi nghe Lý Trọng nói vậy. Không ngờ, nhà họ Lý hiểu rõ về anh như vậy, thậm chí biết cả thù hận giữa và Miêu Thành và hoàng tộc họ Vũ. "Hôm nay, tôi phải giết ông." Dương Thanh chợt nói. "Dương Thanh, cậu đừng thấy tôi nể mặt mà ngông cuồng, tôi bằng lòng cho cậu gia nhập nhà họ Lý là vinh hạnh của cậu." Lý Trọng tức giận, nhưng lão ta còn chưa nói xong đã bị Dương Thanh dùng hành động ngắt lời dương thanh hoàn toàn không nghe lời lý trọng nói chỉ bước một bước đã xuất hiện ở trước mặt lão ta giơ tay đánh ra một chiêu cậu muốn chết lý trọng nổi giận cảm nhận được một đòn này của dương thanh ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo nên không dám cố chống đỡ chỉ có thể lựa chọn tránh né trong nháy mắt đó đòn tấn công của dương thanh chợt đánh xuống bịch một quyền đánh trúng ngực lý trọng lý trọng phun ra một búng máu và bay ra ngoài mà lúc này dương thanh lắc người lại chợt xuất hiện ở trước mặt lý trọng trong dây lát đánh về phía cơ thể còn đang lùi lại của lão ta. Bịch, một tiếng động lớn vang lên, Lý Trọng đập mạnh xuống đất. Trên mặt đất xuất hiện một vết lõm hình người. Phụt, Lý Trọng chợt phun ra một búng máu, hơi thở yếu hơn rất nhiều. Mà lúc này, đôi mắt dương thanh đỏ như máu, anh dường như hoàn toàn mất lý trí, nhấc chân đạp về phía đầu Lý Trọng. Lý Trọng hoảng sợ. Nếu đòn này đánh xuống, lão ta chết chắc. Lúc này, trong đôi mắt dương thanh đều sát khí mãnh liệt lý trọng không thể tránh được chỉ có thể dồn hết sức chống đỡ chỉ thấy hai cánh tay lý trọng đột nhiên giao nhau đúng lúc này dương thanh dẫm một chân về phía ngực lão ta bịch một tiếng động lớn vang lên dương thanh đạp lên hai cánh tay đang giao nhau của lý trọng anh vừa dẫm xuống lý trọng cảm giác hai cánh tay của mình như muốn gãy một sức mạnh đáng sợ đè hai cánh tay lão ta dính sát xuống ngực cầu xin cậu thanh tham mạng cuối cùng lý trọng đã biết sợ lớn tiếng cầu xin. Người của hoàng tộc họ thượng quan và nhà họ Lý đều kinh ngạc đến ngây người khi nghe được tiếng cầu xin của Lý Trọng từ phía xa. Không ai ngờ được người mạnh như Lý Trọng cũng thua Dương Thanh mới chỉ 28 tuổi. Bọn họ chưa từng nghe qua thiên tài võ thuật nào trẻ tuổi như vậy. Cả người thượng quan hoàng đẫm điểm máu. Trong lúc Dương Thanh và Lý Trọng chiến đấu, lão ta cũng bị hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong của nhà họ Lý quấn lấy. Lão ta chấn động nhìn về phía Dương Thanh, Thượng quan Hoàng chợt nghĩ, nếu không phải lần trước thượng quan nhu tới Yến Đô chủ động qua lại thân thiết với Dương Thanh, có lẽ lão ta cũng đối phó với Dương Thanh như hoàng tộc họ Diệp. Giết! Dương Thanh nghe được lời cầu xin của Lý Trọng nhưng sát khí không hề giảm bớt, trái lại càng tăng lên, liên tục dẫm xuống. Bịch bịch bịch! Sau khi liên tiếp tấn công mấy lần, hai cánh tay giao nhau trước ngực Lý Trọng đã be bét máu thịt. Nếu không phải lão ta đã bước vào cảnh giới siêu phàm, Cơ thể được võ đạo tôi luyện thì cánh tay này đã gãy từ lâu rồi. Cầu xin cậu Thanh Tha mạng, sau này tôi bằng lòng thần phục cậu, xin cậu tha mạng. Cảm nhận được khí tức trên người Dương Thanh càng thêm cuồng bạo, đáng sợ, Lý Trọng cũng sắp khóc rồi. Nhiều năm qua, lão ta vẫn luôn điên cuồng tu luyện trong gian phòng bí mật dưới lòng đất do nhà họ Lý đặc biệt xây dựng, chưa từng ra ngoài. Lão ta không ngờ mình mới ra đã gặp phải quái thai như Dương Thanh. Bây giờ, Lý Trọng thật sự sợ rồi lão ta sợ mình tốn bao nhiêu công sức mới đạt được thực lực như vậy, lại dễ dàng bị người ta giết chết. Nếu cho Lý Trọng thêm một cơ hội, cho dù lão ta đứng nhìn nhà họ Lý bị phá hủy cũng tuyệt đối không ra tay. Bây giờ thậm chí còn chưa ép được người bảo vệ quy tắc của Hoàng Thành ra mà lão ta đã sắp bị Dương Thanh giết chết rồi. Có thể tưởng tượng được trong lòng lão ta lúc này uất ức thế nào. Bịch, Lý Giang Hùng vội vàng lao tới quỳ ở dưới chân Dương Thanh, sợ hãi cầu khẩn, cậu Thanh, Nhà họ Lý biết sai rồi, mong cậu tha cho chúng tôi một con đường sống. Sau này nhà họ Lý chỉ nghe lệnh cậu, mong cậu tha cho cụ tổ nhà họ Lý chúng tôi. Lý Giang Hùng biết rất rõ, chỉ khi nào Dương Thanh tha thứ thì nhà họ Lý mới có cơ hội sống sót. Sở dĩ bọn họ dám ra tay với hoàng tộc thượng quan là vì có vũ khí bí mật Lý trọng này. Nếu lão ta bị giết chết, cho dù Dương Thanh khinh thường ra tay với bọn họ, hoàng tộc cũng sẽ tiêu diệt bọn họ. Cho nên mới nói, chỉ khi nào được Dương Thanh tha thứ thì nhà họ Lý mới có hy vọng tồn tại. Các cao thủ hoàng tộc họ Thượng quan đều cảm thấy khó tin, đặc biệt là khi nhìn thấy được Lý Gian hùng quỳ dưới chân Dương Thanh xin tha, thậm chí ngay cả cụ tổ nhà họ Lý cũng đang cầu khẩn. Nhà họ Lý là gia tộc cuồng vọng thậm chí không để mắt tới thượng quan hoàng, dám ra tay với hoàng tộc, bây giờ cụ tổ và chủ gia tộc của bọn họ lại đang cầu xin một người thanh niên nhưng nghĩ đến thực lực mà dương thanh biểu hiện ra bọn họ cảm thấy mình có thể tiếp nhận được sự thật này thượng quan nhu nhìn dương thanh trong mắt không ngừng lóe lên ánh sáng kỳ lạ phóng tầm mắt ra cả thế giới này sợ rằng không có người đàn ông thứ hai nào như vậy sau khi cô ta gặp được người cùng lứa xuất sắc như vậy làm sao có thể thích người đàn ông khác được cậu thanh cậu tha cho nhà họ lý đi đúng lúc này thượng quan nhu đột nhiên nhìn về phía người đàn ông cuồng bạo kia và nói Lời này vừa nói ra, mọi người đều thấy khó tin. Ngay cả thượng quan hoàng cũng chấn động, nhìn thượng quan nhu nói, nhu nhu, cháu. Trên gương mặt dính đầy máu của thượng quan nhu hiện ra nụ cười quyến rũ, tuy cháu cũng muốn tiêu diệt nhà họ Lý nhưng nếu bên cạnh cậu Thanh có thể có thêm cao thủ như Lý Trọng cũng là một chuyện tốt. Lúc này thượng quan hoàng mới hiểu được suy nghĩ của cô cháu gái mà mình yêu thương nhất. Thượng quan hoàng trầm ngâm suy nghĩ một lát mới nói với Dương Thanh, cậu thanh nếu có thể thì cậu hãy cho lý trọng một cơ hội đi lý giang hùng cảm giác khó tin lý trọng đầy vết thương trên người cũng không thể tin nổi hôm nay bọn họ tới tiêu diệt hoàng tộc không ngờ hoàng tộc xin tha cho bọn họ màu đỏ trong mắt dương thanh dần biến mất sự cuồng bạo trên người cũng biến mất trong thời gian ngắn mấy giây ngắn ngủi qua đi dương thanh vốn như một con thú hoang đã bình tĩnh trở lại lúc này trông anh chỉ như một người thanh niên bình thường làm gì còn vẻ hung ác tàn bạo vừa rồi. Điều này làm mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ biết Dương Thanh dùng biện pháp đặc biệt cố tăng sức chiến đấu lên tới trạng thái ngang với siêu phàm tứ cảnh, vốn tưởng cách này có giới hạn về thời gian. Thời gian vừa hết, cơ thể Dương Thanh sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Sau khi loại bỏ trạng thái cuồng bạo, Dương Thanh đã khôi phục lại cảnh giới võ thuật ban đầu. Lý Trọng Tôi có thể cho ông một con đường sống nhưng từ nay về sau ông phải xem tôi là chủ. Nếu ông dám phản bội, tôi tuyệt đối sẽ không tha." Dương Thanh bình tĩnh nhìn về phía Lý Trọng nói. Chỉ mấy câu nói có vẻ bình thản như vậy lại khiến toàn thân Lý Trọng giá lạnh. Lão ta không hề nghi ngờ, nếu mình dám phản bội, Dương Thanh sẽ giết chết không hề do dự. Hơn nữa lão ta tin tưởng Dương Thanh có thực lực này. Lý Trọng có thể còn sống đã thấy vô cùng thỏa mãn, sao dám không nhận lời Dương Thanh? cậu thanh yên tâm tôi tuyệt đối sẽ không phản bội từ nay về sau cậu chính là chủ nhân của tôi tôi bằng lòng làm bất cứ chuyện gì cho cậu lý trọng vội vàng tỏ thái độ lão ta đã sợ muốn vỡ mật thật sự không dám phản bội lý trọng ông hãy nhớ kỹ lời ông nói đấy nếu để tôi biết ông dám phản bội cậu thanh tôi sẽ đích thân tiêu diệt nhà họ lý thượng quan hoàng cũng nhìn về phía lý trọng uy hiếp hoàng chủ cứ yên tâm nếu lý trọng tôi đã thần phục cậu thanh thì chắc chắn sẽ không thay lòng lý trọng nhìn về phía thượng quan hoàng nói với vẻ cảm kích cảm ơn hoàng chủ và cô nhu đã xin tha cho tôi thượng quan hoàng không nói gì thượng quan nhu vừa cười vừa nói tiền bối nói quá lời rồi nếu ông đã thần phục cậu thanh vậy sau này hoàng tộc và nhà họ lý là người một nhà ở một bãi đất trống rộng rãi trước hòn giả sơn đầu phía bắc của hoàng phủ thượng quan lúc này ở đó đông nghịt người ai nấy đều tràn ngập hơi thở của võ đạo. Dẫn đầu là một đội hơn 20 cao thủ thần cảnh, trong đó còn có mấy cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Thượng quan nhu mặc trang phục màu đen bó sát người, trong tay cầm hai thanh loan đao đang đứng ở trong đám người dẫn đầu, gương mặt xinh đẹp vô cùng lạnh lùng. Lý Giang Hùng đi tới bên cạnh thượng quan nhu, nói với vẻ nghiêm trọng, tôi vừa nhận được tin tức, đậu hầu chủ nhà họ đậu đích thân đang dẫn theo cao thủ hàng đầu của gia tộc đi về phía Hoàng Phủ còn nhà họ thái đã thông qua cuộc họp của gia tộc quyết định sẽ ra tay với hoàng tộc cách đây không lâu nghe lý giang hùng nói vậy thượng quan nhu lập tức nhíu mày nhà họ thái cũng dám mơ ước tới hoàng tộc à lý giang hùng gật đầu nghiêm giọng nói thái cường chủ nhánh thứ hai của nhà họ thái có vợ là con gái nhà họ phạm gia tộc hàng đầu ở hoàng thành diệp tôi nghe nói nhà họ phạm hứa sẽ phái năm cao thủ thần cảnh đỉnh phong tới giúp đỡ nhà họ thái năm cao thủ thần cảnh đỉnh phong đúng là hào phóng thật trong mắt thượng quan nhu lóe lên sát khí, lạnh lùng nói, tôi có biết về nhà họ Phạm ở Hoàng Thành Diệp. Chỉ nhà họ Phạm không thể lập tức cử đi năm cao thủ thần cảnh đỉnh phong được. Nhà họ Phạm và Hoàng tộc họ Diệp qua lại rất gần, tôi sợ là trong những cao thủ do nhà họ Phạm phái tới có người của Hoàng tộc họ Diệp. Bây giờ chuyện Hoàng tộc Thượng Quan và nhà họ Lý đấu với nhau đã được truyền khắp Chiêu Châu, chắc không chỉ Hoàng tộc họ Diệp, còn có những gia tộc khác cũng âm mưu tới đây chia một chén súp. Nếu đã vậy, bất kể là ai dám đến hoàng phủ thượng quan chúng ta tất nhiên phải khiến chúng có đến mà không thể về lúc này toàn thân thượng quan nhu phát ra sát khí cho dù cô ta chỉ mới tới cảnh giới thần cảnh trung kỳ lại có thể phát huy sức chiến đấu của thần cảnh hậu kỳ lý giang hùng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo trên người thượng quan nhu thì thầm kinh ngạc chắc hẳn tương lai của cô gái này sẽ rộng mở lắm đây có lẽ sẽ đạt được thành tựu vượt qua cả thượng quan hoàng cô nhu yên tâm Lần này bất kể là ai dám đến hoàng phủ thượng quan, nhà họ Lý chắc chắn sẽ trợ giúp hoàng tộc tiêu diệt tất cả kẻ địch tới đây. Lý Giang hùng vội vàng tỏ thái độ. Thượng quan Nhu gật đầu, sau đó đảo mắt nhìn qua mọi người ở đó, cao giọng nói: "Hôm nay sẽ là một trận chiến ác liệt nhất mà hoàng tộc thượng quan chúng ta sắp phải đối mặt trong suốt 100 năm qua, chuyện kế tiếp phải nhờ tới các vị rồi." Hoàng tộc tất thắng, hoàng tộc tất thắng." Chấm, hơn 100 cao thủ vương cảnh và thần cảnh cùng hô lên, âm thanh vang vọng cả trời đất. Dương Thanh đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách của Hoàng phủ Thượng Quan, nhìn đám người với khí thế hào hùng phía dưới nói, thật không ngờ nội tình hoàng tộc thâm hậu như thế. Lúc này, trong hơn 100 cao thủ phía dưới, chỉ riêng cao thủ thần cảnh đã lên tới năm, 16 chục người. 40, 50 cao thủ vương cảnh khác đều là cao thủ bán bộ thần cảnh và vương cảnh đỉnh phong. Những người có thực lực dưới vương cảnh đỉnh phong không có tư cách tham dự vào cuộc chiến này. Nhưng không ngờ trong 50, 60 cao thủ thần cảnh này lại có tới hơn 20 cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Đây là chưa tính tới mấy cao thủ thần cảnh đỉnh phong đã được thu xếp tới các ngõ ngách trong hoàng phủ thượng quan. Trước đây, Dương Thanh tưởng trong bốn hoàng tộc lớn Chiêu Châu chỉ có hoàng chủ là thần cảnh đỉnh phong, nhiều nhất là có thể phát ra thực lực bán bộ siêu phàm cảnh. Cho tới hôm nay anh mới biết mình còn chưa biết sâu về hoàng tộc. Hoàng tộc thượng quan nắm giữ thực lực mạnh như vậy, thậm chí một gia tộc hàng đầu trong hoàng thành thượng quan cũng rất mạnh, vậy có lẽ các hoàng tộc và gia tộc quyền thế hàng đầu trong hoàng thành khác cũng không đơn giản. Thượng quan hoàng cũng bước tới trước cửa sổ sát đất nhìn đám người đông nghịt phía dưới, cười tự tin nói, lần này có nhà họ lý trợ giúp, cho dù hoàng tộc họ diệp tự mình đến đây, chúng tôi cũng có thể khiến chúng vĩnh viễn ở lại hoàng tộc thượng quan. Lý Trọng đã trăm tuổi xúc động nhìn đám người phía dưới. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hôm nay nhà họ lý sẽ thay thế được vị trí của hoàng tộc thượng quan nhưng bây giờ bọn họ lại kề vai chiến đấu cùng hoàng tộc thượng quan đương nhiên lão ta cũng hiểu tất cả những điều này là do người thanh niên này dương thanh dường như cảm nhận được tâm tư của lý trọng đột nhiên quay đầu nhìn lão ta thấy dương thanh nhìn mình lý trọng không khỏi run lên vội vàng hỏi cậu thanh cậu có gì dặn dò ạ à? dương thanh đột nhiên hỏi các cao thủ thần cảnh của nhà họ Lý đều có thể phát huy thực lực cao hơn võ đạo của mình một cảnh giới, các ông dùng thủ đoạn gì vậy? Nghe Dương Thanh nói vậy, Thượng quan Hoàng cũng nhìn về phía Lý Trọng. Thượng quan Hoàng cũng rất nghi ngờ về vấn đề này. Trước đây, khi nhà họ Lý giao đấu với hoàng tộc thượng quan, cao thủ thần cảnh sơ kỳ của bọn họ có thể phát huy thực lực tương với thần cảnh trung kỳ, thần cảnh trung kỳ có thể phát huy thực lực thần cảnh hậu kỳ, thậm chí ngay cả thần cảnh hậu kỳ cũng có thể phát huy thực lực thần cảnh đỉnh phong. Ba người ở đây đều hiểu thực lực càng mạnh thì khả năng sở hữu thực lực vượt cảnh giới lại càng nhỏ, đặc biệt là đến thần cảnh càng khó chiến đấu vượt cảnh giới được. Nhưng cao thủ nhà họ Lý đều có thể phát huy sức chiến đấu vượt cảnh giới. Lý Trọng im lặng một lát, cuối cùng quyết định nói, chuyện này vốn thuộc về cơ mật nhà họ Lý. Nhưng nếu cậu Thanh muốn biết thì tất nhiên tôi sẽ không giấu giếm. 30 năm trước, lúc tôi còn là chủ gia tộc họ Lý đã từng đi qua mộ của một cao thủ siêu phàm cảnh và tìm được một quyển sách trong đó có ghi lại một phép hô hấp. Dựa vào ứng dụng thành thạo phép hô hấp này, về cơ bản, cao thủ thần cảnh đều có thể phát huy được thực lực vượt qua cảnh giới võ thuật của mình một cảnh giới. Nhưng phép hô hấp này chỉ có tác dụng với cao thủ dưới siêu phàm cảnh. Trước đây, sau khi tôi phá vỡ rào cản tiến vào siêu phàm cảnh đã phát hiện ra nó không thể nâng cao thực lực cho mình được nữa. Lý Trọng vừa nói ra lời này, Dương Thanh và thượng quan hoàng đều kinh ngạc. Không ngờ trên thế gian này còn có cách lợi dụng quy luật hít thở để nâng cao thực lực như vậy." Thượng quan hoàng vô cùng kinh ngạc nói. Lý Trọng lại lắc đầu, nói đúng hơn là sau khi cao thủ dưới siêu phàm cảnh dùng phép hô hấp sẽ dần hình thành quy luật hít thở mới, sau đó sức chiến đấu của bọn họ tăng lên một cảnh giới mà không phải chỉ nâng cao thực lực trong thời gian ngắn. Dương Thanh nhận lấy bản chép tay, chỉ có mấy tờ giấy nhưng nội dung trên đó lại làm anh cực kỳ ngạc nhiên. Có thể nói, đây là một cuốn sách dạy cách điều phối nhịp thở. Nội dung vô cùng ngắn gọn, có ghi chú tần suất và số lần hô hấp. Dương Thanh cảm thấy ngạc nhiên là vì sau khi hô hấp theo cách trong sách mấy giây, anh có thể rõ ràng cảm giác được tim đập vững vàng hơn. Thậm chí máu chảy trong cơ thể dường như cũng tăng tốc độ lên. Mà có lẽ nói dường như cũng không phải, mà đó là sự thật. Cùng lúc đó, một luồng khí thế mạnh mẽ lan tỏa ra khắp cơ thể Dương Thanh. Tuy không thể giúp cảnh giới tăng thêm một bậc, nhưng Dương Thanh có thể khẳng định khí thế sau khi áp dụng phép hô hấp đã mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời, vì liên tục áp dụng cách thở này mà anh cũng cảm nhận được cơn đau đớn như rằng xé cả cơ thể, tựa như mỗi một tế bào đều bị cắt ra, sau đó phân chia thành tế bào mới rồi giàu sức sống hơn. Thực lực càng mạnh thì khi sử dụng phép hô hấp này sẽ càng thấy đau, dừng lại thì không đau nữa. Có lẽ Lý Trọng nhận ra Dương Thanh đang thấy đau nên giải thích, nhưng làm quen dần rồi thì cảm giác đau cũng biến mất thôi thượng quan hoàng không được đọc cuốn sách chép tay nhưng cũng cảm thấy chấn động lão ta nhận thấy được sự thay đổi của dương thanh anh đã mạnh hơn trước dương thanh không dừng lại mà tiếp tục hít thở theo cách trên sách lúc này đây mỗi một vị trí trong cơ thể anh đều đang chịu cảm giác dày vò đến tận cùng nhưng từ khi vượt qua tác dụng phụ do liều thuốc hoàn mỹ mang đến chút nhức nhối này vẫn còn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng từng giây từng phút trôi qua hết phút thứ năm dương thanh mới khôi phục nhịp thở cũ ngay thời điểm dừng áp dụng phép hô hấp kia lại cơn đau trong cơ thể cũng nháy mắt tan biến lòng dương thanh cực kỳ chấn động mãi mà vẫn chưa thể lấy lại tinh thần đây là lần đầu tiên anh gặp và nghe được cách hít thở nào huyền diệu như vậy thật ra lời giải thích của lý trọng chưa được đầy đủ phép hô hấp này cũng có tác dụng rất lớn đối với cao thủ siêu phàm cảnh tuy không thể giúp thực lực tăng tiến một bậc việc trải nghiệm và vượt qua cảm giác rằng xé đó trên thực tế cũng là một loại huấn luyện cho cơ thể lý trọng nói sau khi quen với cách thở mới thì sẽ không thấy đau nữa là vì khi đó người sử dụng đã không còn mới lạ với huấn luyện do đó cơn đau cũng biến mất hay nói chính xác hơn đây là phương pháp rèn luyện thân thể cơ bản nhất trong quá trình cảnh giới tăng lên độ mạnh thân xác của người luyện võ sẽ được tăng cường dùng thêm phép hô hấp này sẽ giúp cơ thể đột phá đến cảnh giới cao hơn trước vì vậy mới làm cho người ta có cảm giác thực lực đã tăng trưởng có điều dương thanh cho rằng lý trọng không nói thật hẳn là cuốn sách chép tay này chỉ là một phần, còn phần quan trọng nhất thì lão ta không nói cho anh biết. Lý Trọng là chủ gia tộc tiền nhiệm của nhà họ Lý nhưng lại không phải thiên tài võ thuật gì. Vào 30 năm trước, lão ta chỉ là một cao thủ thần cảnh đỉnh phong, nhưng cảnh giới của ông lão 70 tuổi này lại không ngừng đột phá trong vẻn vẹn 30 năm, đến sau khi được 100 tuổi thì bước vào siêu phàm tứ cảnh. Có lẽ nhìn khắp Chiêu Châu cũng không mấy người có tốc độ tăng tiến thực lực kinh khủng như vậy. Hơn nữa, trong 30 năm đó, Lý Trọng luôn ở trong một căn phòng bí mật của nhà họ Lý để tu luyện. Rõ ràng là trong mộ của cao thủ siêu phàm cảnh lúc ấy có thứ tốt gì đó nên lão ta mới một mực bế quan tu luyện trong ấy. Bản sao chép tay hướng dẫn cách hít thở này có lẽ chỉ là một phần lấy được từ trong mộ và đang được các cao thủ của nhà họ Lý sử dụng, Lý Trọng biết không lừa được Dương Thanh nên mới lấy ra. "Cậu Thanh, cậu không sao chứ?" Lão ta tỏ ra lo lắng. Dương Thanh suy ngẫm nhìn Lý Trọng mấy giây, Nói một cách ẩn ý, lợi dụng phép hô hấp này để cảnh giới đi từ thần cảnh đỉnh phong lên đến siêu phàm tứ cảnh chỉ trong 30 năm, tiền bối cũng là thiên tài võ thuật đấy. Người lão ta run lên, nét mặt hơi gượng gạo, cậu thanh khen quá lời rồi. Không biết do gặp ảo giác hay là Dương Thanh đã đoán ra được gì, Lý Trọng Bỗng có chút hoảng loạn. Thượng quan hoàng thì không nhận ra có gì khác thường, vẫn chưa hết ngạc nhiên vì phép hô hấp này, nhìn Dương Thanh với vẻ mặt đầy mong đợi. Không làm thượng quan hoàng thất vọng. Anh ném bản chép tay cho lão ta rồi nói, "Hoàng chủ làm thử xem, có lẽ cũng giúp ích cho ông đấy." Sau khi giải quyết xong xuôi chuyện hôm nay, ông có thể chọn ra những người đáng tin cậy trong hoàng tộc của mình để tu luyện phép hô hấp này. "Cảm ơn cậu Thanh." Thượng quan hoàng vội vàng cảm ơn. Thấy Dương Thanh tự ý đưa bản chép tay cho lão ta như thế, tuy trong lòng hơi nhức nhối nhưng Lý Trọng không dám phản bác quyết định của anh, chỉ biết cười nói, "Sau này nếu có chỗ nào không hiểu, hoàng chủ cứ việc tìm tôi." Vậy thì cảm ơn tiền bối nhé. Thế rồi thượng quan hoàng áp dụng phép hô hấp, khí thế võ đạo lập tức tăng vọt. Ban đầu đang ở bán bộ siêu phàm cảnh, sau khi lão ta sử dụng phép hô hấp thì khí thế đã gần như sánh bằng cao thủ siêu phàm nhất cảnh. Tuyệt, tuyệt, thật sự là quá tuyệt vời. Trên mặt thượng quan hoàng đầy vẻ kích động, tôi chưa từng nghe nói trên đời còn có phép hô hấp nào thần kỳ như thế. Nếu người trong hoàng tộc có thể dùng nó thì thực lực tổng thể sẽ nhanh chóng tăng tiến đáng kể giữa lúc đó mấy chục hơi thở võ đạo khủng bố thình lình đáp xuống hoàng phủ thượng quan vừa rồi thượng quan hoàng còn cực kỳ kích động lúc này nụ cười tắt lịm nét mặt hết sức âm trầm cuối cùng cũng tới rồi sao vô số chiếc ô tô quý giá lần lượt tiến vào hoàng phủ nơi này cấm người không phận sự bất kỳ ai cũng không được phép tự ý xông vào lính canh gác ở ngoài cửa trang nghiêm nói tuy nhiên người nọ vừa dứt lời thì một cao thủ thần cảnh lao vào tới đánh bay hắn chỉ bằng một đòn lạnh giọng nói, hôm nay, nhà họ Đậu tôi cứ xông vào hoàng phủ đấy. Mấy chục chiếc xe ngang ngược xông vào trong. Đậu Hầu, chủ gia tộc họ Đậu, đang ngồi trên một chiếc xe hơi, kích động nói, không ngờ cũng có lúc nhà họ Đậu ta có thể thay thế hoàng tộc. Sau hôm nay, hoàng thành thượng quan sẽ được đổi lại thành hoàng thành Đậu, nhà họ Đậu được vào hoàng cung ở, tất cả mọi thứ ở đó sẽ đều thuộc về nhà họ Đậu. Không lâu sau, đoàn xe chót lọt đi tới cửa hoàng cung của thượng quan hoàng đậu hầu xuống xe mấy chục cao thủ thần cảnh sát sao theo sau đậu hầu ông thật là to gan dám tự ý xông vào hoàng phủ thượng quan thượng quan tử khiêm bố của thượng quan nhu vẫn còn đang mặc bộ trang phục trong trận chiến ác liệt với nhà họ lý toàn thân ông ta toàn là máu trông nhếch nhác vô cùng sau lưng thượng quan tử khiêm chỉ có hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ thoạt nhìn đã bị thương nặng còn những người khác đều chỉ có thực lực dưới thần cảnh hậu kỳ đội hình thế này chẳng thế nào đối đầu với nhà họ đậu được. Đậu hầu cười khẩy, thượng quan tử khiêm, nghe nói đám cao thủ thần cảnh đỉnh phong trong hoàng tộc của cậu đều chết sạch rồi đúng không? Mà chắc nếu còn sống thì cũng đều bị thương nặng, vô dụng hết rồi nhỉ? Nét mặt lão ta cực kỳ ngông nghênh, hoàn toàn không xem thượng quan tử khiêm ra gì. Tuy đậu hầu là chủ gia tộc họ đậu, nhưng mỗi lúc gặp thượng quan tử khiêm lão ta đều không người chào đón, thái độ hết sức khúm núm dù thế nào thì thượng quan tử khiêm cũng là một trong các hoàng tử của hoàng tộc thượng quan nhưng bây giờ đậu hầu chỉ xem ông ta như cá nằm trên thớt thượng quan tử khiêm tức khắc nổi đoá đậu hầu ông thật láo xược dám sỉ nhục các cao thủ của hoàng tộc tôi nét mặt của những người bị thương đang đứng sau lưng ông ta vô cùng đau đớn ánh mắt khi nhìn đậu hầu tràn trề sát ý chẳng qua đám cao thủ của nhà họ đậu chẳng để họ vào mắt đối với họ ngày hôm nay hoàng tộc thượng quan sẽ bị nhà họ đậu cướp mất địa vị và từ nay về sau nhà họ đậu chính là hoàng tộc đậu hầu khinh khỉnh liếc mắt nhìn thượng quan tử khiêm hung hăng đe dọa thượng quan tử khiêm đừng nói nhảm nữa cậu cũng hiểu vì sao chúng tôi tới đây mà ngoan ngoãn đầu hàng nhà họ đậu đi thế thì sau này nhà họ thượng quan còn được đặt chân trong hoàng thành nếu không thì ngày này năm sau chính là ngày rỗ của mấy người lão ta dọa dẫm từ khi lên đường đến hoàng phủ thượng quan đậu hầu đã không còn đường lui hoặc là thành công thay thế hoàng tộc hoặc là bị hoàng tộc giết chết. Giờ đây, đã tới hoàng phủ thượng quan, đương nhiên lão ta sẽ không cho phép mình trùn bước. Dáng vẻ ngang ngược của đậu hầu khiến cho các cao thủ nhà họ đậu còn hơi e rè lấy lại bình tĩnh, bắt đầu trông mong vào tương lai. Ai nấy đều cảm thấy máu trong người như đang sôi trào. Nằm mơ, thượng quan tử khiêm nghiến răng nghiến lợi quát. Dù biết rõ hoàng tộc đã bố trí xong mọi thứ, có thể tàn sát bọn nhà họ đậu này bất cứ lúc nào, nhưng việc bị đậu hầu lên mặt như thế vẫn khiến ông ta cực kỳ tức giận thượng quan tử khiêm cậu chưa đủ tư cách để nói chuyện với tôi đâu bảo thượng quan hoàng bố của cậu ra đây đi đậu hầu ngạo mạn nói câu nói này được hơi thở võ đạo kinh người mang đi vang vọng khắp hoàng phủ thượng quan cảnh giới võ thuật của đậu hầu vậy mà đã đạt đến bán bộ siêu phàm cảnh điều này làm cho đám cao thủ trong hoàng tộc thượng quan đều bàng hoàng trong ngày thường người đứng đầu của những gia tộc quyền quý trong Hoàng Thành Thượng Quan đều giả vờ như chỉ có thực lực thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là thần cảnh hậu kỳ. Hiện giờ, Hoàng tộc Thượng Quan đang trong cảnh nguy nan thì những kẻ này lại đồng loạt thể hiện ra thực lực thật sự của mình. Sắc mặt của Thượng Quan Tử Khiêm cực kỳ khó coi. Bản thân ông ta chỉ có thực lực thần cảnh hậu kỳ, khí thế võ đạo cảm nhận được khi đối mặt với đậu hầu gần như sắp đè bẹp người ông ta xuống đất. Ông chưa đủ tư cách để gặp phụ hoàng của tôi đâu. Thượng quan Tử Khiêm cắn răng nói: "Hừ, Đậu hầu sẵn giọng quát, nếu ông ta không chịu ra thì tôi sẽ giết cậu trước. Để xem cái chết của cậu có bắt ông ta đi ra được không?" Dứt lời, lão ta vung tay lên, ra lệnh, "Giết!" Mệnh lệnh của Đậu hầu vừa vang lên thì mấy cao thủ thần cảnh đồng loạt xông về phía Thượng quan Tử Khiêm. Xông lên!" Ông ta hét lớn, dẫn đầu lao tới chỗ các cao thủ của nhà họ Đậu. Người đi đầu là một cao thủ thần cảnh hậu kỳ, ông ta tấn công thượng quan tử khiêm không do dự. Kẻ thù gặp nhau, ai gan hơn thì thắng. Thượng quan tử khiêm không hề nao núng, bùng nổ khí thế của cao thủ thần cảnh hậu kỳ. Trong nháy mắt, ông ta lao thẳng tới trước người tên cao thủ thần cảnh hậu kỳ kia, đá chân. Bốp! Hai người gần như ra chiêu cùng một lúc. Lấy nơi va chạm của hai chân làm trung tâm, một tràng khí thế võ đạo khủng bố lan ra xung quanh vẻ mặt thượng quan tử khiêm nặng nề. Ông ta là hoàng tử của hoàng tộc họ thượng quan, tuy thiên phú không cao như thượng quan nhu nhưng cũng là mạnh nhất trong số các hoàng tử đồng lứa. Thế mà lúc này, sau khi chạm chán với cao thủ thần cảnh hậu kỳ của nhà họ đậu, ông ta lại có cảm giác như bị áp đảo. Rõ ràng là đối phương mạnh hơn. Hoàng tử thượng quan tử khiêm, lẽ nào thực lực của ông chỉ có vậy? Người của nhà họ đậu nhếch mép, hiện ra một đường cong đầy trào phúng. Dứt lời, Khí thế trên người ông ta đột nhiên tăng cao, chân kia của ông ta như lò xo mạnh mẽ tấn công về phía Thượng quan Tử Khiêm. Sắc mặt Thượng quan Tử Khiêm nháy mắt thay đổi, vội vã ra chiêu. Bành bành bành, cuộc chiến của hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ làm cho cả hoàng phủ như bị nhấn chìm trong khí thế võ đạo đáng sợ. Thượng quan Tử Khiêm không dám lơi lỏng, mỗi một chiêu đều dùng hết sức lực để công kích. Việc giao chiến với người có thực lực chỉ nhỉnh hơn mình một chút sẽ giúp ích cho ông ta rất nhiều các cao thủ trong hoàng tộc cũng đang bùng nổ thực lực mạnh nhất của mình để giao đấu với người bên nhà họ đậu. Dường như đậu hầu không hề sốt ruột, chỉ đứng ở cách đó không xa thích thú nhìn thượng quan tử khiêm đang chiến đấu quyết liệt. Hoàng tử có thiên phú võ thuật bậc nhất hoàng tộc thượng quan có vẻ cũng không tệ. Đậu Trấn Hoa đã dậm chân ở thần cảnh hậu kỳ được 10 năm, chỉ còn một bước nữa là đến thần cảnh đỉnh phong. Nghe nói thượng quan tử khiêm chỉ mất nửa năm để đột phá đến thần cảnh hậu kỳ nhỉ. Đậu hầu cười híp mắt, nói, có thể bộc phát ra sức chiến đấu này, đúng là tuyệt vời. Cơ mà, có vẻ thực lực như Thượng Quan Tử Khiêm đã là mạnh nhất trong hoàng tộc Thượng Quan rồi đúng không? Theo cái nhìn của lão ta, các cao thủ ở cấp bậc thần cảnh đỉnh phong trong trận chiến giữa hoàng tộc Thượng Quan và nhà họ Lý đã bị giết hoặc bị thương nặng, không còn sức để chiến đấu thêm nữa. Nói cách khác, Đậu hầu cho rằng tu vi thần cảnh hậu kỳ đã là mạnh nhất trong hoàng tộc Thượng Quan. Nếu thám tử của nhà họ Đậu ẩn náu ở Hoàng tộc Thượng Quan không chính mắt nhìn thấy các cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hai gia tộc kia đều đã chết, lão ta sẽ không mạo hiểm mang các cao thủ hàng đầu trong gia tộc đến đây. Không chỉ Đậu Hầu, có lẽ ngay cả người của hai phe Hoàng tộc Thượng Quan và nhà họ Lý đều không ngờ cuộc chiến đó sẽ khiến nhiều cao thủ của mình chết như vậy, giờ lại phải hợp tác với nhau.